mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn chuyện ngắn "Thằng Chăn Vịt" của tác giả Đặng Ngọc Hưng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời quý vị và các bạn cùng nghe lâu lắm phúc mới về thăm quê ngoại tối đầu tiên hí hưởng đưa con trai ra đê định nằm hóng chút hương đồng gió nội như thuở thiếu thời. Nhưng hương đồng gió nội đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn thấy gió đưa mùi nồng nặc tanh hôi bốc lên từ khu trang trại lợn giữa đồng. Thất vọng, khiến Phúc buồn bực, dục vội con lên xe quay về. Vừa đi được một đoạn thì có ánh đèn xe máy ngược chiều đi đến. Thấy chiếc xe kia đi chậm Xong chạy lượn lờ kiểu đánh võng Khiến Phúc nghĩ ngay đến một đứa trẻ trâu học đòi Tránh voi chẳng xấu mặt nào Phúc vội dừng hẳn xe lại để nhường đường Mặc dù đã đỗ xe sát vào mép đê Mà chiếc xe máy kia vẫn đâm sầm vào đầu xe của Phúc Kẻ tội đồ thì bị ngã văng sang mặt đường còn chiếc xe máy thì trượt khỏi mặt đê trôi tuột xuống chân dốc bánh trước cắm chúi xuống cái thùng đấu lúp xúp cỏ ống kẻ tội đồ gắng gượng đứng dậy cất giọng lè nhè thằng thằng nào đâm vào đâm vào bố mày phúc đang sẵn bực nên cự lại chính ông đâm vào tôi còn nói gì bố bột địch biệt giọng lè nhẹ lại cất lên mày mày đền đi thằng đức ngồi sau xe sợ hãi níu chặt áo hai bên hông bố biết gặp phải người say phúc nhẫn nhịn nói ông say quá rồi nhà ông ở đâu kẻ say vẫn lè nhè khiến phúc lâm vào cảnh bỏ đi cũng dở mà ở lại cũng không xong đang tiến thoái lưỡng nan thì có ánh đèn xe máy từ phía khu trang trại lợn giữa đồng đi đến chiếc xe máy đến gần chỗ tai nạn thì dừng lại một giọng nói cất lên hai xe đâm nhau hả có ai làm sao không phúc mừng rỡ ông này say rượu đâm vào tôi may người không ai bị làm sao có có mày đâm vào bố thì có người qua đường bỗng lớn giọng ông toàn ông lại đi uống rượu ở đâu về hả tôi ra kiểm tra không thấy bóng ông đâu là biết rồi người qua đường bấm điện thoại gọi cho ai đó bảo ra đưa ông toàn về rồi quay sang nhìn phúc hỏi anh ạ à, anh thông cảm cho ông ấy hở ra tí là đi uống rượu tôi không hiểu rượu có gì ngon mà ông ấy ham hố thế không biết. Mà hình như anh, anh là người lạ. Anh ở đâu mà đi đêm hôm thế này? Tôi, tôi là cháu ông Hải. Phúc đáp rồi nói thêm. Mới ở Hà Nội về chơi. Người qua đường có vẻ vồn vã. Ô, Hải nào? Hải... Hải Hoa có phải không? Phải ạ người lạ chợt đổi giọng. À, mày là thằng Phúc lỏi có phải không? Phúc ngớ người rồi chăm chú nhìn mặt người đứng đối diện mình. Ánh trăng bờ ảo hoặc gương mặt cố nhân thay đổi quá nhiều, khiến Phúc đành chịu không nhận ra anh ta là ai. Anh là ai mà lại biết tôi à? Tào à, tào là thịnh đây, thịnh chăn vịt đây. Anh, anh là thằng chăn vịt sao? Thằng này là thằng nào? Thế con trai mày đâu? Thịnh hỏi liền mấy câu rồi chẳng cần phúc trả lời, nói dục: "Thôi, khiêng giúp tao cái xe kia lên rồi đi với tao." "Đi đâu?" "Đến chỗ cây đa đầu làng ấy. Mà ra đó chắc sẽ về muộn. Mày cho thằng nhóc nhà mày về trước đi rồi hãy ra." quê ngoại của phúc là một ngôi làng nhỏ có tên là làng lường ba mặt bắc đông nam của làng cũng được ôm ấp bao bọc gọn bởi khúc cong của con sông quanh năm xanh mát người khéo tưởng tượng thì nói hình dáng ngôi làng như một bảo nhi đang nằm trong bụng mẹ nhà thằng thịnh có nghề chăn vịt gia truyền nghe đám trẻ trong làng nói thì tính đến đời thằng thịnh đã là đời thứ ba chuyên chăn vịt thằng thịnh ngày xưa không có tên người làng lường đều gọi nó là thằng chăn vịt bố nó người ta cũng không gọi bằng tên mà gọi là ông chăn vịt phúc không gặp mẹ thằng chăn vịt bao giờ nghe người làng nói mẹ nó bỏ bố con nó đi khi nó mới lên ba tuổi phúc không biết lý do và cũng chưa bao giờ hỏi. Nhà thằng chăn vịt bị người làng ghét lắm vì đàn vịt nhà nó hay ăn thóc lúa phá nát hoa màu của nhà người ta. Đã thế, thỉnh thoảng trong làng có nhà có hội rủ nhau đi tát thùng đào đấu. Thì lập tức, có đám đông người làng rảnh rỗi ngồi chầu hẫu trên bờ, chỉ chờ đến lúc nào tháo khoán là sông xuống hôi bắt cha con thằng chăn vịt đánh hơi rất thính. Mỗi khi ở đâu có tát vét là lập tức lùa đàn vịt đến cho ăn quanh quần gần đó. Đợi khi mọi người bắt đầu sắn quần để lội xuống thì cha con nó lập tức xua đàn vịt tràn xuống. Đàn vịt dàn hàng ngang đi dọc ao một lượt thì cha còn sót lại một con xin xít nào để mà hôi mà bắt lần đầu tiên Phúc gặp thằng chăn vịt là một buổi chiều. Khi đó, Phúc đang một mình lang thang câu ếch ở bờ sông, thì thấy một thằng bé lạ mặt, người nho nhỏ, vai đeo một chiếc túi vải lớn. Một tay giữ chiếc thuồng vác trên vai đang đi theo sau một đàn vịt. Đến khi hai đứa đi ngang qua nhau thì Phúc bất giác quay sang nhìn thằng chăn vịt cười, rồi cất giọng chào. Em chào anh, thằng bé kia thoáng ngạc nhiên rồi nhìn phúc hỏi cộc lốc mày là thằng nào em là cháu cậu hải á em ở hà nội về chơi hả vậy hả thằng bé kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề nó hạ túi trên vai xuống thò tay vào trong lấy ra hai quả trứng đưa cho phúc và nói tao cho mày này phúc nghĩ chắc nó cũng là người trong họ nên vừa đưa tay nhận chứng vừa hỏi. Anh, anh tên là gì? Con nhà bác chú nào ạ? À? Tao à? Tao là thằng chăn vịt. Nó ấp úng trả lời, rồi chạy vụt đi theo đàn vịt để Phúc đứng lại ngơ ngác mất một lúc. Mang chứng về đưa cho mợ rồi hỏi thì Phúc mới biết. Đó là thằng chăn vịt. Và tại sao người làng lại ghét bỏ nhà nó. Trước đây nhà ông nội thằng chăn vịt cũng ở trong làng, ngôi nhà gỗ ba gian hai trái cổ kính mà vợ chồng ông bà đàn với chín người con trai ở chính là nhà của ông nội thằng thịnh khi xưa. Thời cải cách ruộng đất ông nội thịnh bị quy kết là địa chủ và bị xử bắn, bị tịch thu nhà lại không muốn bị hàng xóm dè bỉu bà nội thịnh đành gạt lệ đưa con dạt ra xóm trại dựng lán để ở. Nhà thằng thịnh thù người làng xa mặt từ ngày đó, nên thường tìm cách để phá, và càng phá thì lại càng bị căm ghét luôn. Trẻ con, đứa nào chẳng thích có bạn để chơi. Thằng chăn vịt từ hôm đó, mỗi khi phát hiện Phúc đang chơi nghịch ở đâu, thì lùa vịt đi tới. Nó chỉ có mỗi Phúc để làm bạn thằng Thịnh thích nghe Phúc kể chuyện, nhất là những câu chuyện về thành phố. Đổi lại, thằng Thịnh lại thường cho Phúc trứng vịt. Có lần biết Phúc chuẩn bị phải lên Hà Nội đi học, thằng Thịnh rú cho Phúc cá con vịt. Nó bảo, mày mang về nhà chia tay mọi người. Phúc phục nhất là tài ném đất đuổi vịt của thằng Thịnh. Mỗi khi cần phải đuổi đàn vịt đi theo một hướng nào đó, nó chỉ cần dùng lưỡi thuồng sắn lên một miếng đất rồi vung thuổng về phía sau của đàn vịt. Hòn đất bay xa, rơi xuống, vừa đủ gần để đàn vịt sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng không bao giờ trúng vào đàn vịt. Tò mò muốn biết cuộc sống của thằng thịnh chăn vịt, kẻ bị ghét nhất làng lường trước kia, giờ sống ra sao? Nên Phúc đưa thằng Đức về nhà ông cậu, rồi tìm lối ra gốc cây đa đầu làng ba con đường nhỏ giờ đây đã thành đường xi măng dẫn thẳng đến bờ sông con đường phía bắc rộng nhất vì dẫn lối đến một cây cầu bê tông bắc qua sông chiếc cầu tuy không lớn song xe tải xe khách đều đã có thể vượt qua để về tận giữa làng phúc không biết đã có cầu bắc qua sông nên sáng nay vẫn về làng qua lối cũ cây đa cổ thụ ngày nào giờ đã nằm lọt thỏm giữa những nhà hai ba tầng xung quanh. Ngôi miếu thờ cũng nằm kẹp giữa hai ngôi nhà khang trang. Một bên cho thuê cắt tóc gội đầu, một bên mở quán game, đèn điện xanh đỏ nhấp nháy. Mới cách gốc đa vài trăm mét, Phúc đã nghe thấy những tiếng gào thét lè nhè, giọng của người say dở đang hát karaoke thằng thịnh đứng dậy gọi phúc đến một chiếc bàn có năm người đang ngồi sát cạnh gốc đa phúc nhanh chóng nhận ra một vài khuôn mặt xưa cũ sau màn chào hỏi thì nâng chén những câu chuyện trò liên tục bị gián đoạn câu được câu mất bởi tiếng hét rú theo giai điệu một bài hát từ bàn bên bạn bè lâu ngày gặp lại mà nói chuyện cũng không được yên lại sẵn trong người có chút men. Một người tên là Hoàn bèn đứng dậy tiến đến bàn bên nói: Chúng tao đang nói chuyện, chúng mày, thôi, thôi hát đi có được không? Thằng nhóc con tóc xanh tóc đỏ đang hát buông bích xuống vinh mặt lên hỏi: Tôi hát thì ảnh hưởng đếch gì đến các ông hả? Ô, mẹ cái thằng danh con này mày dám quát bố mày thế hả? thằng tóc xanh tóc đỏ đứng bật dậy nói, à, các ông thích gì? đây là chỗ hát nha, các ông thích nói chuyện thì đi tìm chỗ khác. mấy người bọn phúc thấy vậy vội đứng dậy chạy sang định giàn hòa. mấy thanh niên bản bên thấy vậy lại tưởng mấy người lớn định sang đánh thằng đồng bọn hỗn hào của chúng, nên mỗi thằng vội cầm lên một vỏ chai bia sẵn sàng chơi lại. Phúc thấy vậy, vội xua tay lia lịa nói, Các chú, các chú bình tĩnh đi, bọn anh chỉ sang đưa bạn về bàn thôi. Cố gắng lắm mới đưa được Hoàn về bàn. Thịnh nhìn Phúc nói nhỏ, Thằng kia nó là con nhà bà dậu, giáo viên, có chồng là bộ đội đấy. Nó bị bệnh sida, giờ về ăn bám đồng lương hưu còm của bố mẹ nó. Giờ thì nó như thằng chí vèo, á, cả làng chẳng ai dám dây đâu. Thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ vừa hát hết mấy bài, thì mấy thằng bạn bên cạnh tranh nhau cướp bích để hát bài tiếp theo nhạc vang lên giọng hát của thằng này còn thảm hại hơn giọng của thằng trước nó hát đến đoạn lên cao thì người nghe cảm thấy chói tai nhức óc đến mức những búp đa non tơ ở đầu cảnh tưởng như vô chi vô giác cũng phải rung lên bần bật vì phẫn uất câu chuyện trở nên rời rạc dần mấy người kia cảm thấy nhậu nhẹt vậy cũng đã đủ nên lấy lý do phải về thằng thịnh chắc muốn nói chuyện nhiều với cố nhân nên rủ thôi về nhà tao chơi đi nhà thịnh là một ngôi nhà mái ngói nhỏ sập sệ nằm ngay đầu xóm trại nên chỉ mấy bước chân đã đến anh à sao anh lại bỏ nghề gia truyền mà không chăn vịt nữa phúc hỏi khi đã ngồi gọn trên chiếc ghế trong nhà thỉnh. Ờ, à, cũng tiếc lắm, nhưng phải bỏ thôi mày ạ à. Sao vậy? Nước đồng ao giờ toàn bị ô nhiễm đen xì hết cả. Vịt nuôi cứ được gần một năm thì bị sưng viêm phổi, chết rau cả. Ban đầu thì tao cũng không biết. Cứ chết lứa này, lại gây lứa khác, xong lại chết. Thiệt hại mất bao nhiêu là tiền của phúc nghe thấy trong giọng kể của thịnh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng xót xa và tiếc của thế bỏ nghề chăn vịt thì anh làm gì nhà tao biệt lập ở xóm trại đây bao năm chẳng làm ruộng nên chẳng biết làm gì ngoài làm cái nghề gá bạc ôi xã không bắt sao bắt bơ gì nhưng bây giờ dân ít chơi rồi chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ tết thôi Đền cũng chẳng ăn thua. Thế giờ anh không làm gì à? Có chứ, không làm lấy gì mà nhai. Tao đang đầu tư trang trại nuôi lợn rộng hai mẫu, chỗ mà lúc nãy gặp cha con mày đó. Anh thuê ruộng à? Không phải thuê, thậm chí tao còn được chủ đất ruộng trả tiền cho nữa cơ. Phúc nghĩ đến mùi hôi thối của dãy trang trại lúc trước thì ấp úng hỏi. Thế anh nuôi vậy thì dân làng không kiện cáo gì à? Thịnh ngớ người vì không hiểu nên hỏi lại. Kiện cáo gì? Thì cái mùi tanh hôi từ trang trại lợn của anh nhé. Dạo ôi, tanh hôi gì chứ? Ngày trước các cụ toàn nuôi trâu bò lợn gà ngay sát cạnh nhà còn chẳng ai kêu. Giờ, tao đuôi hẳn ra giữa đồng không bông quạnh như vậy. Thế thì kêu cái nỗi gì? Chăn nuôi trang trại. Vậy có ổn không anh? Ôi, cũng chẳng ăn thua. Khi thì bị dịch bệnh. Khi thì thừa mứa. Bán lỗ không ai mua. Tao đang tính phải đổi sang cách khác đây. Cách gì ạ? Ừ, chờ mãi mà chẳng thấy cái dự án khu công nghiệp kia triển khai mấy người thạo tin nói do vị trí làng lường không tiện đường giao thông nên chủ đầu tư đã quyết định chọn chỗ khác rồi đất ruộng không những chẳng còn chút giá trị kinh tế nào mà còn tốn thêm tiền để mà thuê giữ vậy nên hiện nay bắt đầu lác đác có nhà làm đơn xin trả ruộng Tao đang đợi đến khi có nhiều nhà trả ruộng thì sẽ lên xã xin thuê lại rồi đầu tư máy móc làm ăn lớn. À, anh tính vậy cũng phải đấy ạ. Thế vợ con anh đi đâu cả rồi? Hai đứa con trai của tao đều đang học đại học ở ngoài Hà Nội. Còn vợ tao giờ vẫn ở ngoài trang trại chưa về. Phúc nhớ đến câu nói bất hủ của bố Thịnh thì trêu. Thế không xin xin cốt cốt nữa à? Ha, Thịnh cười. Thì cái lúc đó, ông bố tao nói cũng đúng. Học xong lớp 10 mà vẫn cứ quanh quẩn ở làng làm ruộng thì học để mà làm cái quái gì? Chỉ tổ tốn tiền tốn gạo của bố mẹ. Nhưng mà con cháu bây giờ thì chúng nó phải đi ra ngoài làm ăn nên kiểu gì cũng phải cho chúng nó học chứ. tao ngày xưa thất học nên chẳng thể đi đâu giờ chỉ biết quanh quẩn sống bám vào đất làng mà thôi phúc thấy mắt thịnh long lanh khi say sưa nói về ước mơ của mình thế người ta có bán không bà đàng đã đồng ý bán rồi nhưng bị mấy ông con trai về phá đám nghĩa là làm sao Ừ. Thì hồi cải cách nhà ông nội tao bị thu hồi rồi chia cho nhà bà Đàng bộ đội đó. Ông Đàng đi bộ đội nhưng mỗi lần về phép thì bà vợ lại có bầu nên ông bà có tất cả 9 người con trai. Nhà bộ đội lại đông con nên ông bà ấy mới được xã ưu tiên cho vào ở nhà ông nội tao. Cả 8 người con đầu đều được ông bà dựng vợ gả chồng và cho ra ở riêng hết lượt cái nhà cổ và mảnh đất đó đương nhiên thuộc về chú con út chưa lấy vợ khổ nỗi chú út kia học xong đại học lại quyết định trụ lại hà nội mà không chịu về quê từ hơn chục năm trước chú ấy đã về bàn với mẹ bán mảnh đất đó đi để lấy tiền mua một căn hộ chung cư ở trên đó bà đàng vốn thương con út lại nghĩ đất đó cũng không phải là đất tổ tiên để lại nên cũng đã đồng ý bán thế nhưng mấy ông con trai kia nhất quyết không cho bán đòi phải giữ lại làm đất hương hỏa và nếu bán thì phải chia đều tiền cho cả chín anh em thế là cứ nhung nhằng mãi nhà cũ nát đổ sập đất vườn để hoang hóa nhìn xót quá mà không làm gì được thế bà đang giờ ở với ai nhà sập chẳng ai chịu đóng góp tiền xây sửa nên giờ mấy anh con trai họp bàn chia nhau luân phiên nuôi mẹ thế đất đó có sổ đỏ chưa có sổ đỏ mang tên bà đàng vì ông chồng chết trước khi làm sổ đỏ thế thì bán hay không là quyền của bà ấy chứ ừ về lý thì là như vậy nhưng ở làng không thể cứ lấy lý ra mà nói chuyện được chẳng qua cũng vì tranh giành lợi ích thôi. Trước sau gì thì tao cũng mua được. Nhưng giá mà mua được trước khi bà nội tao mất thì hay biết mấy. Sau bữa cơm trưa sớm để chia tay cậu mở, bố con Phúc xin phép lên đường về Hà Nội. Thằng Thịnh tình nguyện lấy xe máy chở bố con Phúc ra quốc lộ bắt xe nên đã ngồi trên chiếc xe đổ máy đợi sẵn cậu hải vẫn như thói quen thường lệ đã lại lỉnh ra ngoài để đứng đón ngõ phúc đã bao lần phải cười thầm khi thấy ông cậu cứ phải làm bộ giả vờ như là vừa đi đâu đó về đến đầu ngõ thì bất chợt gặp con cháu từ trong nhà đi ra chiếc xe máy đi chậm hẳn lại khi chạy ngang qua cổng nhà bà đàng cả thịnh và phúc cùng ngoái đầu nhìn sang ngôi nhà gỗ năm gian cũ nát đã đổ sập xuống từ bao giờ dây bìm bìm leo bám chằng chịt phủ kín mít trông như một nấm mồ lớn màu xanh ngắt giữa khu vườn thịnh đưa bố con phúc theo lối qua cây đa đầu làng để qua cây cầu mới qua khỏi cây cầu thằng thịnh chợt hỏi mày có biết làng bình có hình dáng giống cái gì không cái bào thai phúc không cần nghĩ đáp bào thai nên mãi mãi không chịu lớn ừ, mày nhầm thịnh ngắt lời bào thai thì trước sau gì cũng phải lớn bào thai nằm mãi trong bụng mẹ mãi không chịu chui ra thì sẽ phải phá bung ra chứ bụng mẹ nào mà mang mãi cho được à anh nói cũng đúng bảo thai giờ đã thành một đứa trẻ này mày có biết không bảo thai thì chắc chắn là xinh xắn và ngoan ngoãn còn khi đã là một đứa trẻ thì việc no có ngoan ngoãn đẹp đẽ hay trở thành hư hỏng xấu xa thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được phúc không nói gì mà chỉ thầm nghĩ có phải thằng chăn vịt đang nói không nhỉ bóng đang chơi giữa đời. Bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gửi đến những trang truyện ngắn Thằng Chăn Vịt của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Không phải làng quê nào cũng có ngành nghề truyền thống để có thể phát triển. Ở những ngôi làng thuần nông, người nông dân quanh năm phải sống với việc chăn nuôi và trồng trọt. Cả hai việc này đều rất vất vả, thu nhập lại bấp bênh. Chính vì vậy, tư tưởng phải thoát khỏi làng để đổi thay cuộc sống đã manh nhà xuất hiện, đặc biệt ở lớp trẻ. Thêm nữa, khi các nhà máy công xưởng mọc lên ở nông thôn, trong cơ chế đô thị hóa nông thôn thì việc người nông dân bỏ ruộng, ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề nhức nhối. Trong chuyện ngắn này, tác giả đã đề cập đến tuy mới chỉ manh nha nhưng rõ ràng đã có những dự báo không mấy tốt lành hình ảnh làng quê của thịnh và phúc mà theo cách nói của phúc là như hình thù một cái bào thai không bao giờ chịu lớn là một chi tiết gợi nhiều suy nghĩ liệu rằng làng quê ấy có thoát khỏi sự quẩn quanh nghèo đói khi mà nông dân bỏ ruộng lên thành phố làm ăn thanh niên ăn chơi lêu lỏng dự án nhà máy chưa thực hiện nhưng đồng ruộng đã bỏ hoang tác giả đặng ngọc hưng đã chia sẻ rằng tôi chỉ biết cuộc sống của người nông dân qua góc nhìn hạn hẹp của người đứng ngoài nhìn vào từ xa nhìn lại tôi không dám phán xét mà chỉ mô tả lại những sự thay đổi từ cái cũ sang cái mới và ít nhiều suy nghĩ vâng điều mà tác giả bày tỏ cũng là điều mà người đọc người nghe đặt ra những câu hỏi về sự đổi thay khi mà cuộc sống ở nông thôn đang chuyển mình chật vật và nhiều biến động thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn bếp lửa của tác giả nguyễn thị duyên xanh đây là câu chuyện tình cảm man mác trong mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo dẫu rằng trong tình yêu điều đó không quan trọng tình cảm vượt lên trên tất cả khu vườn rộng bốn mùa rợp bóng lá khiến ngôi nhà cổ như lọt thỏm sâu hơn vào giữa những ngày mưa càng âm u và buồn bã hơn mấy tháng trở lại đây bà thanh bị đau khớp chân đi lại khó khăn nên phải nhờ bà con ở quê tìm một người lên giúp cũng chỉ vài việc vặt trong nhà cần nhất là thường ở bên cạnh giúp đỡ bà năm ấy chưa tới năm mươi tuổi nhưng trông già đua hơn tuổi thật con bé gừng xuất hiện như góp thêm một điểm sáng di động tươi vui và mới mẻ trong mấy gian nhà thấp nhiều bóng tối hôm gừng xách cái bị cói nắm tay bác đông làm vườn đứng lóng ngóng ở bậc thềm đôi mắt nó đã gợi sự chú ý của hóa ánh mắt tinh nghịch trên khuôn mặt không mấy vui mái tóc sơ rối đỏ quạch vóc người nhỏ bé và chân tay thì quều quào nghe hỏi tuổi nó đếm ngón tay, nói là còn mấy tháng nữa vị chi là nó được 17. Gừng cắm đầu vào công việc cứ như đây là nhà của nó. Quét nhà, quét sân, chăm chút lau từng ô cửa phòng bà Thanh. Nó vừa làm vừa rủ rỉ kể chuyện làng, chuyện quê, khiến bà chủ nhà quên bớt ốm đau. Có nó, để nhà thêm tiếng nói cười, chứ không thì chỉ mỗi dịp cúng rỗ Chị Dương mới cùng chồng con về thăm nhà. Tiếng là lấy chồng gần, nhưng bận con nhỏ và quán xuyến việc nhà bên chồng, khiến chị chẳng mấy khi được thành thơi về thăm mẹ đẻ. Anh Đại và Hóa, từ lúc đi học xa, mỗi năm cũng chỉ về nhà vào dịp Tết và nghỉ hè. Năm nay Hóa vào trường muộn, nên gừng mới gặp người con út cưng quý của bà chủ. Bên kia khu vườn rộng là nhà của bà trợ liêm, cũng cổng ngõ đóng im ỉm suốt ngày Thì thoảng bà sang chơi thăm hỏi bà thanh hai bà bạn già ngồi chuyện trò một hồi cũng chỉ loanh quanh chuyện bệnh tật thuốc men chuyện chùa triền lễ bái được ăn uống đầy đủ không phải lam lũ nắng mưa ngoài đồng cùng với cái độ dậy thì vừa đang hé nó phồng phao cao lớn hẳn lên mái tóc ướt mượt mới tắm gội chảy xuống bờ vai thiếu nữ mặt mày tươi mươi hơn hớn xem ra còn đẹp hơn nhiều đứa con gái ngoài kia bà thanh cười bữa mô chị dương về bà nhờ chị soạn cho mi mấy bộ đồ đẹp mà mặc hí gừng thoăn thoát xuống bếp trả lại không gian đàm đạo những chuyện cao siêu xa vời cho hai bà nó thích gian bếp có khung cửa nhìn ra vườn sau mùa này hoa khế từng chùm đu đưa Bầu hoa tim tím có khi nhòa trong khói bếp trắng xám, nặng ướt mưa sương và đôi ba tiếng chim lạc bầy thẳng thốt. Nó còn thích hơn khi từ khung cửa sổ, một khuôn mặt ló ra bất ngờ với đầu tóc bù xù, môi còn ngậm lệch điếu thuốc vòng vèo khói trắng. Cái anh hóa này thật là khác người, nhưng mà nói chuyện rất vui, nó không phải ý tứ. Những chuyện trên trời dưới đất làm rổ rau nó nhặt chóng đầy, nồi măng tươi nó nấu mau mềm và nêm gia vị thấm tháp vừa ý bà chủ mãi rồi tháng chạp ta cũng đến cùng với mấy cuộc gọi báo tin ngày về của anh đại và anh hóa gừng bận tíu tít cùng bao nhiêu mứt món bánh trái bên cạnh bà thanh quê nó lâu nay chưa thấy ai có những của đẹp và sang để ăn tết như thế này nó đứng lùi ra ngắm bà chủ người thon gầy tóc bạc trắng và bộ áo lụa tơ màu vàng mỡ gà bàn tay toàn thoát biến hóa những mâm bánh mứt đủ màu sắc hình thù ngộ nghĩnh trông bà như một bà tiên mà nó nghe mẹ kể những đêm xưa bà tiên này không bao lâu đã ban phép màu cho nó anh hóa xuất hiện trước khung cửa vẫn mái tóc bù xù và điếu thuốc vòng vèo khó trên môi hóa về sớm hơn một tuần anh muốn dành cho cả nhà sự bất ngờ cả nhà lúc này chỉ mới có bà thanh và gừng và dĩ nhiên là bất ngờ riêng gừng thú vị hơn nhanh tay chuẩn bị cho mâm cơm có ba người tiếng đàn từ phòng anh hóa lại rộn rã những ngày tết qua nhanh vì gừng bận không hở tay đã đành nhưng vì một điều dễ hiểu hơn mà không ai biết là nó muốn níu những ngày vui ở lại sợ hết Tết rồi nhà sẽ vắng vẻ buồn hiu như cũ. Bà Thanh cho gừng về quê hôm mùng 4 Tết và dặn nó lên sớm mùng 5 để phụ bà làm mâm tiệc đãi hai anh đi học. Người chồng hiền đạt mất sớm, nhưng bốn liếng của nả để lại từ mấy đời được làm vốn cho mấy cửa hiệu trên phố, khiến gia đình bà vẫn là một trong số rất ít còn được sung túc sau nhiều biến động của thời cuộc và bà thanh vì vậy vẫn giữ được vẻ quyền quý đoan hạnh của một mệnh phụ hè này anh đại sẽ tốt nghiệp anh em bạn bè của ông thanh đã thu xếp trước công việc cho đại cũng không khó khăn gì bởi chính anh cũng là một sinh viên giỏi niềm vui lấp lánh trong ánh mắt nụ cười người mẹ do đó bà cũng hào phóng cho gừng nghỉ hẳn một ngày, dù giáp Tết, nó đã mang quà bánh và tiền Tết về cho mấy đứa em ở quê. Lần này, gừng mặc vừa vặn bộ quần áo của chị Dương hồi còn đi học. Nó ngắm mình hồi lâu trong gương, thấy mùa xuân sáng bừng trên vóc dáng dậy thì, và nó mang mùa xuân đó theo những bước chân nhẹ tênh đi ra ngõ, lướt qua khóm trạng nguyên xòe những bàn tay đỏ vẫy trào còn nghe văng vẳng tiếng đàn từ phía đông phòng dìu sặt. Mùa xuân đầu tiên, gừng vui như thế. Cả nhà nó nhiều tiếng cười như thế. Đâu đó, làng trên xóm dưới có vài câu rè biểu rằng là cực mấy cũng không cho con đi ở, rằng là ở đợ thì hay ho chi. Còn lại thì ai cũng khen gừng, mau trổ mã. Một ngày ở làng không phải làm việc, mâm cỗ cúng đưa có nhiều món ngon và đẹp, được mọi người khen, gừng vui lắm, nói cười luôn miệng. Nó đâu ngờ rằng, đó là mùa xuân đẹp đẽ duy nhất của đời mình. Người đàn ông rít hơi thuốc dài trước khi vứt màu tàn đỏ rực xuống đất và dí mũi dày lên cho tắt hẳn. Anh xúc lại ba lô xảo bước theo đoàn khách đang bước xuống những bậc cấp dẫn xuống bản làng dưới thung lũng cùng anh chàng hướng dẫn viên người mông những gian quán nhỏ hai bên đường bày bán các loại dễ củ làm thuốc của người vùng cao những tấm vải cùng áo khăn hàng thổ cầm dệt tay và nhiều loại vòng dây đeo túi sách màu sắc rực rỡ cứ nối tiếp hiện ra trước mắt anh những tiếng mời chào đuổi theo anh bỗng ngoái lại nhìn cô gái điệu con vừa vẫy tay đứng cách mình chỉ vài bước chân. Giọng nói với âm vực, đậm pha lẫn chất miền trong, không như mấy cô gái bùng cao ở đây nói tiếng kinh khiến anh chú ý. Thấy anh dừng lại nhìn, cô lại đưa tay vẫy và mời thêm lần nữa. Anh tần ngần nhìn theo người khách cuối của đoàn đang khuất dần sau một chỗ rẽ dưới dốc rồi quyết định đứng lại. Đã nhiều lần đi qua các vùng núi Tây Bắc, những món hàng lưu niệm này chẳng xa lạ và hấp dẫn gì với anh nhưng giọng nói và vẻ hồn nhiên trong trẻo ở cô gái thì có lực hút lạ kỳ gọi điện thoại cho người bạn trong đoàn xong anh bước về phía hai mẹ con cô gái trong trang phục mông nhưng nhìn không giống người miền núi thằng cu con chừng một tuổi vừa thức dậy đưa mắt nhìn anh và những du khách đang lướt qua hai con mắt to đen với hàng mi dài đậm là đôi mắt đẹp và buồn thường thấy của những em bé vùng cao trên khắp các miền đất nước người mẹ trẻ vạch mớ khăn áo treo răng trước hàng đứng vào trong để chỗ cho khách nhưng anh không xem hàng hóa anh vừa nhìn thấy sợi dây bạc trên cổ đứa bé một sợi dây bạc rất bình thường lạ là màu kim loại đã xỉn màu nhưng còn khá lấp lánh đeo vào sợi dây đang bị che một phần bởi cái cổ áo. Anh chợt ngờ ngợ một điều gì, một điều gì đó đã qua lâu, đã cũ, đã nhạt nhòa. Cháu bé ngoan quá, lại đeo cả chuỗi dây đẹp nữa. Anh đưa tay định cầm sợi dây lên nhìn, thì thằng bé hoàng sợ khóc hòa. Cô gái ôm con dỗ dành đi ra ngoài, ném lại một câu như tia chớp nháy xuyên qua đầu óc anh mụ mị lùng bùng. Chỉ là cái cúc áo cũ thôi mà. Đoàn khách đã lần lượt leo hết con dốc phía bên kia, không trở lại theo lối cũ. Vì vậy anh phải đi vội sang để theo xe về thị trấn trước khi trời tối. Anh rúi vội ít tiền vào túi áo thằng bé, hỏi người mẹ. Cháu tên gì? Chú sẽ ghé mua hàng sau. Cháu tên Lan. Nhưng ở đây, chỉ biết là cháu vợ sủ. Chú nhớ trở lại, hỏi vợ sủ nhé. Nhất định rồi. Anh nói rồi chạy nhanh về phía đoàn. Bước chân nghe nặng nặng hơi rét của gió chiều thung lũng và ánh mắt trông theo từ phía sau. Tối hôm đó, anh không theo nhóm đi chợ tình như đã định mà kéo người bạn cùng phòng ra ngồi quán nhỏ gần khách sạn. Đêm Sapa vào cuối đông giá rét đủ làm cho người ta cần vài ly rượu ấm, cần một ai đó nghe mình san sẻ những điều tưởng như đã thăm thẳm chìm sâu theo năm tháng. Thỉnh thoảng cùng hóa trải nghiệm thực tế vài chuyến đi ở nông thôn vùng cao, lòng chưa bao giờ thấy bạn khác lạ như hôm nay. Hơi men bốc nồng làm ấm lại đêm vùng cao, lòng chưa thấy người đàn ông khóc bao giờ, hóa không khóc, nhưng đôi mắt như có nước cứ lưng lửng trực rơi theo suốt câu chuyện kể. Ngày nghỉ Tết cuối cùng của mùa xuân năm ấy, sáng sớm, Hóa đã chạy xe về phía xóm chợ, có ý chờ gừng từ quê lên. Anh muốn chở cô đi xem một vài nơi, cũng tạm coi như là chơi xuân, trước khi cô ấy trở lại với công việc thường ngày trong căn nhà, từ ngày mai lại vắng lặng và buồn hiu. Và rồi màu áo xanh của gừng đã sớm xuất hiện, cùng nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Ủa, anh Hóa à? điểm vui đến tự nhiên hơn cả ở nhà, vì con đường cứ chạy dài qua những ruộng lúa đang làm đồng thoảng bùi thơm ngọt ấm. Gừng níu tay vào yên xe phía sau, ngại ngùng giữ một khoảng cách với người ngồi trước. Nhưng có nhiều cú nảy sóc qua những ổ gà, cô đã phải ôm chặt lưng anh từ bao giờ. Không phải lần đầu chở phụ nữ ngồi sau, nhưng cảm giác dễ chịu và êm ái này thực sự làm hóa thấy mới mẻ và ngây ngất. Anh không muốn quay về. Nhưng gừng bỗng chúi vào anh, chiếc xe loạn choạng một đoạn dài. Hóa giật mình, nhận ra lốp xe trước bị xẹp. Cả hai nhìn quanh, phải dắt xe qua khỏi cánh rừng bạc hà này mới thấy nhà cửa, may ra có quán sửa xe. Đứa nhỏ phụ sửa xe, phóc lên chiếc xe đạp cũ, vội vã chạy đi gọi chủ sau khi ném lại hai tiếng cọc lốc, đợi đã. Hóa nhìn đồng hồ, rồi lại xốc cổ áo vì mồ hôi bết dính cả lưng gừng cầm nón quạt cho cả hai phía sau gian quán là con đường dốc dẫn lên đồi tiếp giáp với cánh rừng có những cánh bạc hà xanh non đang cao lúp xúp ít nhất cũng phải chờ đến hơn nửa giờ đồng hồ anh nắm tay gừng đi theo con đường dốc gió trên này mát quá cả hai quên đi nhanh chóng cái mệt vì đoạn đường dài dắt say đi bộ lúc nãy gừng đi trước từng món tóc thả dài thoảng bùi bổ kết, có khi vướng qua mặt qua vai hóa. Anh thấy bước chân bình nhẹ hững vấp vào chân gừng đang cố nhoài lên con dốc, khiến cả hai cùng ngã rúi Một tay gừng chụp vào gốc cây nhỏ, tay kia níu lấy vai hóa. Đất trời xoay xoay, cây rừng sao động và bỗng lùi xa, còn lại những hoảng hốt đớn đau mà mê đắm của một cõi nào chưa hề tới gừng mở mắt nhìn lên, bầu trời xanh xuyên qua đám lá, trông như xa hơn. Cô quay sang hóa. Trời có xanh mãi như ri không anh? Hóa nắm vạt tóc gừng xóa lên mặt mình, lim di mắt. Nếu có mây che như thế này thì không. Gừng cười thành tiếng mà nghiêng người ra xa. Tiếng lá khô cựa giòn dưới lưng, nhắc cô nhớ lại điều gì. Cô ngồi bật dậy, mở túi sách lấy lược trải lại đầu có vẻ như cô đang chú ý đến cái gì đó trong đám cỏ ẩn dưới mấy chiếc lá khô. Hóa thả gừng xuống gần xóm chợ, rồi một mình chạy xe về đến nhà đã thấy bà Thanh ngồi trước hiên vẻ bực tức. Giờ anh mới thấy lo cho gừng. Bà Thanh không nhìn anh, cũng chẳng hỏi anh đi đâu cả buổi sáng. Hết đứng dậy lại ngồi xuống. Chợt nhìn thấy cái túi sách móc trước xe con trai. Bà giật mình bước tới rằng lấy, dễ dàng nhận ra bởi đây là túi sách của chị Dương mà bà đã cho gừng thay cái bị cói để về quê ngày Tết. Hóa cũng giật mình, không ngờ lúc gừng xuống xe, cả hai lại vội vàng đến đỉnh đoạn như vậy. Nhưng anh không còn kịp tự trách mình nữa, cái túi đã rung lên theo cơn giận dữ của người mẹ. Mặt bà tái đi bị tức giận, cũng có thể vì một nỗi sợ le lói nào đó đang ập đến. Có cả chuyện này nữa hả? hắn mô rồi nhà ni loạn hết cả rồi vừa lúc gừng bước vào cổng nghe hết chừng đó chân cô như đeo đá tảng dính chặt ở sân bà thanh quay lại và hóa cảm thấy nguy hiểm đang tới sát bên gừng ánh mắt người phụ nữ dịu dàng đài các đó giờ như có lửa dội xuống người cô bà nấu nướng đầy đủ các món rồi mi không phải vô bếp làm chi nữa mi giỏi lắm đũa mốc mà đòi tròi mâm son à bà ơi dạ người chủ ném cái túi về phía đứa giúp việc mắc tội lớn đi đi để lại mi trong nhà e mà mang hậu họa hóa chưa bao giờ thấy mẹ mình hung dữ và nặng lời với ai như thế anh bước tới phía gừng định giải thích thì cô đã chạy nhanh vào nhà thoát cái trở ra với cái bị cói trên tay và bộ quần áo quê mùa ngày nào đã ngắn cũn, cô vòng tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn bà thanh. con xin lỗi đã làm bà giận, nhưng con thề là con không mơ tưởng bất cứ cái chi của nhà này cả. con tới đây răng thì con ra khỏi đây cũng dứa. và gừng bước thẳng do ngõ, không thèm liếc răng hóa đang đứng chôn chân bên thềm không kịp chào vợ chồng chị Dương đang tay dắt tay bồng mấy đứa nhỏ ríu rít từ cổng ngõ đi vào. Chiều hôm đó, hóa một mình phóng xe tìm đường về quê nhưng không thấy gừng, trở lại trường với những ngày học không ra học. Nhưng rồi anh cũng ra trường, anh tìm về quê gừng lần nữa, lân la ở quán nước đầu xóm mới hay gừng vẫn biệt tâm. Người mẹ quê khốn khổ và nhục nhã vì chuyện con gái mình bị đuổi bỏ nhà đi, ốm liệt rồi chết trong nghèo khó. Chẳng biết may hay rủi khi anh được về làm việc ở cơ quan của người mà sau này là cha vợ. Trong gia đình, mọi thứ đều do vợ hóa sắp xếp. Cũng phải vậy thôi, người làm chủ tài chính là người có tiếng nói giá trị nhất. Anh đi về như một cái bóng, nhiều hơn trăng thì cũng được xếp ngang với hai đứa con trai. Cả ba người đều do người đàn bà gia trưởng đặt đâu ngồi đấy chúng từ bao giờ đã không cần đến ý kiến và quyết định của anh vợ anh có tài xếp đặt không chỉ việc nhà mà còn có quan hệ ngoại giao rất tốt với những ai và những gì chị ta cần đến có chỗ dựa từ những người thân đương chức ở cấp bộ chị nhanh chóng xin chuyển ra hà nội tuy các trung tâm thành phố mấy chục cây số nhưng theo chị như thế mới thuận lợi bố chúng mày làm việc gần mặt trời có mà cháy ra cho cho sớm Chị bảo thế, khi có đứa hỏi mẹ sao không về khu phố gần chỗ bà bác họ. Cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình cứ rơi từng ngày đều đặn như những tờ lịch, không vội vã, nhưng cũng đủ cho hóa thấy bỗng chốc mình đã già đi rất nhanh. Nhiều đêm anh ngồi ôm đàn nhớ về ngôi nhà xưa, nhớ vườn cây ướt lá đầu mùa mưa ấm làn khói bếp, nơi anh đã bỏ đi rất lâu vì nhiều nỗi rằng sẽ khôn nguôi. Một lần về gặp bà Thanh trong những giây phút cuối đời, anh thấy đôi mắt mẹ rưng rưng một nỗi sợ hãi và hoài nghi. Mẹ mơ thấy ba con, ông giận mẹ lắm. Nói mẹ sai rồi, mẹ làm sai điều chi hả con? Gặp ba rồi, mẹ phải hỏi cho ra mới được. Chẳng biết hơn 10 năm nay, bà đã hỏi được chưa? Ngôi nhà vẫn là nơi thờ tự anh đại thuê người cháu họ của bắc đông xăm bảy hôm đến quét nhà lau bụi một lần và nhang khói cho ấm áp có lẽ mình sẽ xin chuyển vào hẳn trong đó hóa kết thúc câu chuyện dốc hết rượu trong chai và uống một hơi cạn ly hôm sau thức dậy long không thấy bạn trên giường còn lại mảnh giấy ghi vắn tắt ông theo đoàn về đi tôi còn bận việc nhà dựa lưng vào vách một mô đất lớn mùa rét những luống cỏ ống vẫn còn lưa thưa chàng trai người mông mở cửa ra có vẻ như chuẩn bị đi đâu anh ta nhìn trời đang âm u và sương mù bắt đầu dày đặc quay mặt nói vọng vào mình ơi nhớ cho con uống thuốc đấy anh đi đây chàng trai gặp ngay người đàn ông đang đứng ở cổng nhìn vào ông ta đặt chiếc ba lô to xuống đất hỏi chào cháu trai có phải nhà Lan vợ sủ ở đây không? Phải rồi, phải rồi, cháu là sủ đây, nhưng cháu phải đi ngay không thì trễ mất. Sủ đưa tay lên đầu chặn chiếc mũ len, bước bộ như chạy, thoát cái đã mất hút chỗ khúc quanh đầu bản. Hóa đưa tay lên gõ cửa. Cháu Lan ơi, là chú hôm qua đến thăm nhà ta đây. Cánh cửa mở hé đủ cho anh lách người bước vào rồi đóng lại ngay. Lan chào người khách tốt bụng, nhấc cây ấm nước to đang sôi trên bếp xuống rót vào cái bát lớn cháu mời chú uống cho ấm ạ thằng cu con nóng sốt từ hồi đêm giờ đang ngủ chú ạ à. chú trở lại tìm cháu nhưng người ta bảo hôm nay cháu không đến hỏi nhà thì gặp may có người xuống bản nên chú mới đi theo vào đây được hóa đứng nhìn thằng bé ngủ say hỏi bâng quơ trông cu bé giống bố sủ nhỉ hôm nay sủ có việc gì mà vội à vợ sủ xủ kéo chăn lên đắp cho thằng cu con, tiện tay gỡ sợi dây bạc vướng vào cầm nó. Như nhớ điều gì cô bật cười. Hôm qua chú hỏi gì nhỉ? À, cái cúc áo này mẹ cháu đeo cho cháu suốt 18 năm đấy. Khi cháu lấy chồng, mới tháo ra vì nó đã quá cũ. Chính tay sủ đeo cho nó đấy. Sủ nói kỷ niệm của mẹ vợ thì phải là quý lắm. Vậy bố mẹ sủ ở đâu? Dưới kia xa lắm, hôm nay sủ đưa bò xuống đấy gửi không mai rét về bò chết mất đợt này là rét đậm đấy anh bị kéo vào câu chuyện thế còn bố mẹ cháu đều là người kinh chứ vâng ạ à. thấy anh mắt hóa như còn muốn hỏi điều gì vợ sủ cười cười kể thêm nhưng đều mất cả rồi ạ à. chú xin lỗi cháu cũng may là bố mẹ sủ quý cháu lắm người trong bản cũng quý chả có ai lấy được vợ người kinh đâu cháu học cùng trường với sủ đấy nhưng bố mất rồi thì phải nghỉ giọng cô gái trùng xuống bố cháu mất đã bốn năm trước vì tai nạn ở đèo lúc chở cháu đi học về mẹ thì mới mất đầu năm nay cô bỗng nhìn khách vẻ thăm dò nhưng đã vui tươi hơn chú ơi chú người miền trung phải không ừ nhưng chú ở hà nội lâu lắm mới vào thăm thích thật đấy quê mẹ cháu cũng ở trong đấy có khi cháu phải nhờ chú nhưng bây giờ thì chưa hóa bỗng thấy gần gũi và ấm áp bên cạnh cô gái một thoáng vui xa xôi mơ hồ nào đó đang ngân vang trong lòng anh mà nhiều năm tháng qua chỉ có nhạt nhẽo và nặng nề thật ra thì bố cháu chỉ là cha nuôi thôi nếu bố không mất thì mẹ cũng không cho cháu biết điều đó suốt đời mẹ biết ơn bố vì đã nuôi cháu lúc mẹ vừa ám cháu vừa làm lụng kiếm tiền Cháu có hỏi về cha đẻ của cháu, nhưng mẹ bảo không biết cũng chẳng sao. Ông ấy không hề biết về sự có mặt của cháu trên cuộc đời này, cả họ hàng bên nội ngoại cũng thế. Thằng cu con cựa mình khóc đòi mẹ, cô gái mở chăn ra bế con đến ngồi gần bếp lửa, giờ chỉ còn mớ than hồng, thỉnh thoảng bay lên những tàn cho trắng xám Hóa bỗng bồn chồn Vậy rồi, sau này cháu ra sao? Đứa bé lại khóc, Lan đứng dậy múc cháo, bón cho con từng thìa nhỏ, trông nó cũng dễ chịu. Ăn được chút ít thì mẹ cho uống thuốc. Nó quay sang phía hóa, vợi bàn tay như muốn đòi ấm. Anh đứng dậy thử đưa tay ôm lấy, bồi hồi vì thế nó nhoài người sang. Rảnh tay, Lan cười than cho thêm nhúm cỏ khô, gác củi và thổi nhẹ, ngọn lửa bùng lên sang ấm cả gian nhà. Ngước lên nhìn ông khách cô hỏi, ra sao là thế nào hả chú, À, bao lâu nay cháu vẫn thế, sau này cũng vẫn thế. Chỉ đến khi mẹ sắp mất mới cho cháu biết rằng mẹ không còn buồn vì bị ruồng bỏ nữa. Mẹ muốn sẽ tự tay dẫn con về trong ấy một lần cho biết gốc gác sinh thành. Chỉ biết vậy thôi. Không ngờ rằng mẹ mất sớm thế. Con sẽ về, nhưng phải để cháu bé lớn thêm một chút và sủ chăn tốt thêm mấy lứa bỏ nữa. Có ai chờ đợi đâu mà phải bội kia chứ? Lúc nào cũng được nếu cháu muốn vào trong ấy thì chú sẽ đi cùng lan cười khúc khích nói vậy chứ mênh mông trời đất tìm đâu có dễ hả chú riêng cái xứ huế của mẹ cháu đi cả ngày cũng chưa hết nhưng có một người bà con họ xa của mẹ chắc sẽ biết đôi chút hay quá vậy thì chú cháu mình sẽ có dịp vào trong ấy rồi nhưng phải tìm ra ông cụ tên là đông giờ đã già lắm nhưng nói tên mẹ con thì hẳn là vẫn nhớ ông đông ngư hóa nuốt nước bọt khó khăn cổ họng như nghẹn cứng đúng vậy ạ hỏi mẹ gừng thì ông cụ nhớ ra ngay ấy mà lan cười lớn không kịp thấy ông khách nhìn mình chăm chăm những đếp nhăn trên trán co rúm lại rồi giãn ra hóa cũng cười cười vang hơn cả con gái mình rồi cúi xuống thằng cháu trai nó giật mình sợ hãi khóc thét lên Nước mắt người đàn ông cũng lã chã rơi trên mặt cháu. Cứ vậy, ông ôm cháu đến nghẹt thở, mặc cho thằng bé vẫy vùng khóc thét, ông vùi mặt vào ngực cháu nức nở, đôi vai rung theo tiếng nấc, không biết bao lâu. Đến khi Lan đỡ thằng cu con trên tay cha mình và nghẹn ngào. "Con mừng vì thấy ba đã trở lại tìm. Tối hôm qua, con nhìn lại tấm hình này, mà mới gần đây mẹ đã có được khi về quê tìm ông Đông. Đó là lúc mẹ biết mình không còn sống được bao nhiêu ngày. Ba không khác hồi trai trẻ, con nhận ra mái tóc dù nay đã điểm bạc. Trời bên ngoài bịt mù xương, giá rét đến nhanh hơn dự báo. Nhưng trong nhà, bếp lửa vẫn rực hồng lên, lách tách, tiếng củi cháy reo vui giọng đọc hải yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn bếp lửa của tác giả nguyễn thị duyên xanh sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, chàng trai thành phố nhà giàu có học thức cảm mến người con gái thôn quê nghèo đi làm thuê, rồi sau đó bị gia đình chàng trai ruồng bỏ ngăn cấm. Mô típ này chúng ta bắt gặp khá nhiều trong văn học, nhưng ở chuyện ngắn bếp lửa của tác giả Nguyễn Thị Duyên Xanh, nó vẫn để lại dư ba trong lòng người đọc người nghe bởi cách kể và giọng văn của tác giả Câu chuyện về tình yêu, về tình cảm gia đình được tác giả tái hiện bằng những lát cắt ngang qua từng khoảnh khắc đời người, quá khứ và hiện tại đan xen với những chi tiết, những đối thoại quyện với chất trữ tình sâu lắng trong giọng văn giản dị, tự nhiên, cảnh và tình hòa quyện, người vui thì cảnh đẹp và ngược lại, Gừng là một cô gái nhí nhảnh hồn nhiên vô tư, sự có mặt của Gừng khiến căn nhà bà Thanh ấm cúng và sáng bừng hẳn lên. Cách mà tác giả miêu tả gừng nhìn cuộc sống tươi đẹp khiến người đọc người nghe dường như cũng vui lây. Xong, cuộc đời vốn hẳn sâu nhiều mặc cảm khiến ai cũng đáng thương chứ không đáng trách. Gừng mặc cảm vì mình nghèo, hóa mặc cảm vì mình mà cuộc đời gừng khổ. Còn mẹ hóa, xử sự, sự như thế, âu cũng là lẽ thường tình. Dường như là câu chuyện kể bên bếp lửa đêm lạnh nhiều uẩn khúc mà vẫn mời gọi. Có lẽ từ trong sâu thẳm không gian thôn quê đã tạo nên tính cách lòng vị tha của con người. Mọi người tha thứ cho nhau và không hề oán trách kể cả gừng người chịu nhiều khổ đau uất ức nhất. Một câu chuyện buồn nhưng không bi lụy mà ấm áp bởi ngọn lửa của tình người, của sự lương thiện. Các bạn thân mến, nhà thơ chế Lan Viên từng nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay sống lâu và sống cùng với một vùng đất cũng chưa chắc đồng nghĩa với sự gắn bó với thương yêu với tình người có những nơi sống mãi giữa những bon chen chèn ép những thương thân tủi phận người ta chỉ thêm hoài nhớ mảnh đất quê hương mà ngày một xa xôi vời vợi trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những đắng cay đất lạ qua chuyện ngắn đường về xa lắm của nhà văn phạm duy nghĩa Đêm trước ngày về Hà Nội, Hiên nằm đến gần sáng vẫn chưa chợp mắt. Gió lùa vào vạt lá cỏ ở trái nhà lật phật. Tàu chuối khô sao xác đập vào chung nước. Trên khu rừng sau nhà, gió thổi ào ào. Trong tiếng gió có tiếng vạt lau khua lá lồng lộn, tiếng chim chiêu chít trong vòng cây lùm cỏ. Và nghe như có cả tiếng mõ lắc cát của con trâu con bò nào đó lạc trên đồi xa. Bên kia thùng lũng trồng ngô, chắc gió gào dữ lắm và gió sẽ thổi rỗng mấy dải đồi bạt ngàn bồ đề. Ngày mai xa rồi, chẳng biết có khi nào lại được trèo lên đỉnh đồi và lao như trượt tuyết xuống thung lũng nữa nhỉ. Chắc là đến Tết. Bây giờ là tháng 10, ban ngày còn nắng ấm, mùa thu đổ vàng xuống những trái đồi khe lũng, nhưng đêm trời đã lạnh rồi. Bữa ăn lúc tối khá đông người, mấy nhà quanh xóm đến chia vui và hai đứa bạn cùng lớp đại học báo chí với Hiên cũng từ thị xã vào. Nhà mổ con lợn 25 cân thổi sôi, lúc ăn phải thắp đèn trải chiếu ra sân mới đủ chỗ ngồi. Ánh sáng và tiếng cười nói xua đi cái tĩnh mịch tù động của miền rừng. Ông Vân nâng chén rượu cao giọng Mừng cho ông bà Nhâm có phúc, cháu Hiền tốt nghiệp đỗ thủ khoa lại được nhận công tác ở Hà Nội. Việc này làm danh giá cho cả làng. Thím xoan lanh tranh nói nhiều nhất. Nào là nhờ có thím trước kia vận động, ông bà Nhâm mới cho Hiên đi học đại học. Ngay từ chiều, khi Hiền ra đầu bếp bổ quả gấc lấy hạt thổi xôi, thím đã bảo. Thôi cháu vào nhà chơi với các bạn đi, để người khác làm. Hôm nay cháu là công chúa mà, từ lâu thím đã đoán số mày thế nào cũng sướng. Hiền vừa ngượng vừa tức. Hiền không thích được chú ý, không thích sự ồn ào. Làm biên tập ở tòa báo, Hiền được phân công chuyên trách trang văn hóa văn nghệ cùng Tuấn Anh và Lan. Tuấn Anh là trưởng ban biên tập, đầu cạo trọc, dâu ria xồm xoàm, lúc nào cũng thất bật, mải lo chuyện buôn bán hơn làm báo anh ta gần như khoán trắng trang báo cho hiên chuyện thơ gửi đến đọc thấy không động đến chính trị là được anh ta bảo còn chất lượng nghệ thuật nữa chứ hiên ngạc nhiên hỏi lan đang gõ máy tính nghiêng mặt cười khẩy tuấn anh bảo nghệ thuật vừa phải thôi muốn nâng cao chất lượng thì chịu khó đi lại với thằng viết có tên tuổi nịnh nó gửi bài thường xuyên cho con gái chúng mày mới làm động lòng chúng nó được, tao thì chịu mà tao cũng đách cần. Một hôm Tuấn Anh gõ bút lên bàn bảo Hiên. "Này, sếp tổng yêu cầu từ nay mỗi tháng phải có cho báo ít nhất một bài ký đấy, Hiền chịu trách nhiệm khoản này, nếu không kiếm ở đâu được bài thì liệu mà viết, đem thân mình lấp lỗ châu mai." Hiền kêu, "Ơ ờ, anh, em còn đang trong thời gian tập dượt." Lan hách mặt bĩu môi Chị đừng khiêm tốn quá Thủ khoa báo chí cơ mà Làm việc chừng một tháng Hiền thấy Lan là người không thể hòa hợp được Cô ta kém Hiền ba tuổi Tóc nhuộm vàng rực Thân hình tròn trĩnh trắng trẻo Như con búp bê Tên đầy đủ là Bế Linh Lan Từ ngày Hiền đến làm Lan có ý gờm Nhưng vẫn tỏ ra khinh khỉnh Chẳng gì cô ta cũng là người Hà Nội lại có hai tập thơ đã xuất bản. Để tỏ ra là nhà thơ, Lan luôn tìm cách trau chuốt tô đậm con người mình. Hôm nào cũng mặc váy ba tầng xoăn tít, vai khoác túi màu da báo, kính đen hắt lên đầu, môi tô son hồng bóng nhẫy, mười ngón tay lấm tấm nhũ trắng. Chân thì ngắn, nhưng để tạo phong cách nghệ sĩ, khi đi cố bước thật nhanh. Cái tên Linh Lan được rút gọn thành Ly La làm bút danh đến đâu được ai giới thiệu. Đây là nhà thơ trẻ Bế Linh Lan tức Ly La, tức thì đầu gật gật, mắt nheo nheo, tay chìa ra một cách lỏng lẻo thờ ơ, rõ tầm một cây bút đang trên đà nổi cồn nổi váng. Có lần nói chuyện với Hiên, Tuấn Anh cười khủng khục. Bế Linh Lan ôi, bế Linh Lan, có mà bế lên giường. Bế lên giường là biệt hiệu làng báo làng văn đặt cho nó bế lên giường hiền tròn mắt ờ vì nó ngủ với nhiều thằng ngủ cho vui ngủ để cho có thằng lăng xê thổi phòng tên mình trên báo tóm lại nhiều mục đích tuấn anh buông một chàng ban ngày mọi thứ bị lãng quên nhưng cứ đêm về nỗi nhớ quê thầm thì chợt đến kỷ niệm thời thơ ấu lại trở về nhớ về thời thơ ấu Tiền nhớ nhất mùa đông. Mùa đông với bếp lò đắp bằng đất, gác bếp đen xỉ bồ hóng và những cột bương vàng bóng ám khói. Hễ đi đâu về là muốn xà vào cái bếp rừng rực lửa, suýt xoa tận hưởng, hơi nóng, bốc lên từ những gọc củi cháy đỏ lừ. Mùa đông, quanh bếp lúc nào cũng nồng nã, hơi trầu của mẹ. Mẹ vừa nhai vừa nhổ quét trầu và cho bếp. Đêm nằm ngủ bên mẹ, cả giấc mơ cũng thoang thoảng hương trầu, ấm sực, cay nồng. Nhớ đến mùa đông là nhớ đến những buổi chiều chăn bò trên đồi căm căm gió rét. Hồi ấy bố mẹ chắt bóp dành dụm mãi mới mua được một con bò cái, giao cho hiên chăn thả. Phía sau nhà, mênh mông đồi rừng đồng bãi, trời rét cứ theo tiếng mõ lốc cốc của bò mà tha thần từ đồi này sang lũng khác đi đến đâu đốt lửa sưởi đến đấy đốt lá nứa khô thích nhất là đốt dạ khô ở những nương lúa vừa gặt lửa bốc rồi thì run rẩy lùa cả tay vào lửa suốt mùa đông hai bàn tay khô khẳng lúc nào cũng ám khói khét lẹt vàng khè nhà có con bò là tài sản quý giá nhất nên hiền thương bò lắm lồng nó màu cánh rán đến mùa đông dựng xù lên hiền thích cọ vào má, đám lông ấm mềm. Và ngày nào cũng lần tay trong đó, rứt ra những con ve no máu căng tròn. Một đêm gió rét vào lúc gần sáng, Hiền nghe thấy một tiếng ọ đau đớn. Tung chăn vùng dậy chạy ra chuồng bò, Hiền reo ầm lên. Trên khoảng đất lồi lõm, một chú bê bé tí xíu ướt nhoèn đang nằm trúc đầu trên hai khoeo chân con bò mẹ mải miết liếm vào lớp lông và lỗ mũi đầy nhớt trắng của đứa con vừa ra đời liếm đến đâu con bê như khỏe khoắn phồng phao đến đó bố vạch đuôi bê thốt lên mừng rỡ bê cái ông vào bếp nổi lửa đun nổi cháo để bò mẹ ăn cho lại sức còn mẹ mang cái chậu ra đợi hứng nhau thai bò những ngày đó cả nhà vui như tết hiền và em út huệ hăm hở lên đồi chui rúc vào cả các khe lũng rậm rạp hai chị em chặt ngọn cây chít và vạt cỏ lá tre lèn chặt một bao tải còn một bao nữa nhồi đầy lá ngoã lá sung có nhựa trắng để bỏ ăn có sữa hàng ngày cho bò uống nước vo gạo pha muối và giải rơm vào chuồng để hai mẹ con nằm đỡ lạnh chỉ ít ngày con bê đã cứng cáp bốn chân đú đờn nhảy nhót có lúc phởn trí, nó co giò chạy quanh đồi mấy vòng rồi phóng vút xuống thung lũng, trông vàng loang loáng như một chú hưu con. Cũng trong những ngày thơ ấu ấy, tâm hồn hiên được mở rộng ra thế giới xa xôi nhờ những cuốn sách. Nhà có ông chú làm trưởng phòng văn hóa huyện, có rất nhiều sách. Ông vui tính, thích cho các cháu mượn chuyện về đọc. Ngày đông mưa phùn gió rét, ngày hè rực rỡ nắng tràn theo vết chân bò tha thủi trên ngàn cũng là những ngày hiên chìm đắm trong xứ sở của Aymatop, Flaubert, Hector Marlott, Dickens, Jack London. Mải mê ngồi đọc sách, cô bé ước mơ trở thành nhà văn nhà báo, có lần để lạc mất bò trong núi. Mấy ngày sau tìm được, lông nó bợt màu sơ xác, bốn chân gầy sút cứ bẩn bật run. Tháng ngày dần trôi, Hiền học hết cấp 3 ở thị trấn Em Huệ cũng lớn, đỡ chị làm nương, lấy củi chăn bò. Còn bò đẻ thêm một chú bê đực nữa. hiền thì đỗ đại học báo chí, cả nhà cả họ mừng. Vừa vui, Hiên vừa phấp phòm lo vì bố mẹ tính chuyện bán bò lấy tiền cho Hiên ăn học. Trước ngày Hiên về nhập trường khoảng nửa tháng, nhà xảy ra chuyện đau buồn. Hôm đó, lúc nhà ăn cơm tối xong có con rắn trắng tinh bé tí từ đâu bỏ vào trong nhà, leo lên chân ghế cái Huệ đang ngồi. Con bé hét lên cái ghế đổ, con rắn rơi nhẹ xuống nền, co lại chết luôn. Lạ thật, không biết là điểm gì. Mẹ vứt xác con rắn ra vườn lẩm bẩm. Nửa đêm về sáng, chó sủa gắt, bố gọi cả nhà dậy. Ông vừa nghe thấy tiếng lịch kịch xô vào sóng chuồng bò liền đó là tiếng người huỳnh huỵch chạy lên nương lúa sau nhà khi ánh đèn pin sáng xanh của bố lia một vòng trong chuồng bò thì hiên lẩy bẩy khuỵu xuống trước mắt hiên con bò mẹ ngã vật trên đất run giật mõm bị bó chặt bằng dây cao su buộc gách lên cái sóng chuồng cao nhất mông nó bị kẻ trộm dùng dao khoét đi một tảng thịt lõm xuống sâu hoắm đỏ lòm con bê lớn hít ngửi máu mẹ nhớn nhác, còn con bê nhỏ không hiểu sao đã thoát ra ngoài, dẫm loạt xoạt trên tàu lá cọ. Bố vẫn bình tĩnh, còn mẹ và em Huệ lao vào chuồng ôm lấy con bò đang dãy chết, gào lên. Trong đêm, tiếng khóc vọng vào núi nghe thật thê thảm. Quân khốn nạn, đáng dày mồ xéo mả, chỉ để ăn một bữa thịt mà đang tâm giết cả con bò. Buổi sáng hôm về Hà Nội nhập trường, đi qua nương lúa vàng hoe hoắt, nghĩ đến cái chết đau đớn của con bỏ mẹ. Nước mắt hiên trào ra, không lau kịp suốt dọc đường. Hiền không quen được cuộc sống ở Hà Nội. Không gian rẻ sẻn, tiết kiệm hết mức. Những ô nhà chung cư bị dồn thít bởi bốn bức tường. Thiên nhiên khan hiếm, lưa thưa cây cối bên đường, gọi là một chút xanh tươi để hít thở. Sợ nhất là luồng giao thông cứ như suối lũ chảy suốt ngày đêm, nhiều hôm tắc đường ngoi ngót mãi mới từ chỗ làm ở nội thành về đến nhà trọ ở phía sau đường Nguyễn Trãi. Mỗi lần qua đường là một lần thót tim. Hiên đã tập đi xe máy trên đường Hà Nội từ ngày còn là sinh viên, nhưng sau một lần bị tai nạn, Hiên chỉ dám đi xe buýt. Từ chỗ Hiên thuê trọ đến điểm đỗ xe buýt phải đi bộ mất 15 phút lại phải chuyển xe hai lần mới đến được chỗ làm. Buổi trưa kê ghế nằm nghỉ ngay trong phòng làm việc. Về sau thấy mỏi lưng, hiên mua một cái chiếu trải nằm dưới gầm bàn. Chẳng riêng gì hiên, nhiều người khác ở tòa báo cũng thế. Tuấn Anh thường cùng bạn bè ra quán uống rượu cả trưa, đầu giờ chiều mới lật khật về phòng, tranh thủ kéo ghế nằm ngủ một lúc, đặt cả hai chân đi giày lên mặt bàn nhà tận cầu giấy nên buổi trưa anh ta phải nghỉ ở lại. Chỉ bế Linh Lan về được vì có nhà gần. Cuộc sống cứ tạm bợ mãi như thế này sao? Hiền hoang mang, thèm một cái giường để ngả lưng như ở nhà quá chừng. Quan hệ giữa Hiên và Lan ngày càng tồi tệ. Hiên cố tránh va chạm, cố thu mình vào vỏ ốc thì Lan luôn tìm cách chọc gai vào. Đôi lúc Hiên chưa quen việc, Lan không góp ý với Hiên mà đi nói với người khác. Cô ta phản nàn với Tuấn Anh. Cứ bảo là giỏi, hừ, mó vào việc mới biết là thật giả. Thủ khoa báo chí, ôi giời, chỉ lý thuyết xuông. Gặp Tổng Biên tập, Lan lại bóng gió với ông ta. Từ ngày các chú nhận thêm người về chỗ cháu, cháu làm việc thấy tự tin hơn hẳn. Có lần Hiên thật thà. Chỗ này mình chưa có kinh nghiệm, Lan bảo mình biết với. Lan cười, vẫn điệu nhếch mép. Về đây làm, phải sống thật với nhau, đừng khiêm tốn quá, thành ra giả tạo. Người ta bảo chị giỏi lắm cơ mà. Từ đó, Hiên một mực im lặng. Buồn thì ra hồ gươm ngồi, hoặc gọi điện nói chuyện với anh Hoàng, tiến sĩ ở một viện nghiên cứu. Anh quý Hiên như em gái, thỉnh thoảng lại nhắc nhở em làm văn chương báo chí, nếu muốn yên thân thì phải cẩn thận đấy. Con người bây giờ độc ác lắm. Hôm nay nó khen mình, ngày mai nó sẵn sàng xuống lại đánh đập mình ngay. Từ bé sống nội tâm cả nghĩ, Hiền thường dằn vặt chỉ vì một câu nói bâng quơ. Một hôm Lan đi công tác ở tỉnh miền núi về, ngồi ở tòa soạn viết bài về ngày hội văn hóa mông vừa diễn ra trên đó một tuần. Thấy Tuấn Anh và Hiên đến, cô ta buông bút than thở. Eo ôi, một tuần trên ấy mà như sống khác loài người. Heo hút buồn vắng chết khiếp. May mà ở thị xã có mạng để giải sầu. Về đến cả Hà Nội mới hoàn hồn, kinh thật. Không thể hiểu làm sao người ta lại sống được ở miền núi. Hiên lặng lẽ đến ngồi sau máy vi tính, mặt nóng gian, cổ họng đắng ngắt tuấn anh nói giọng khô khốc mày thì cũng từ nhà quê lên đây vương tôn quý tộc gì mà đi chê vùng cao buổi tối hiền thường vào internet hoặc đọc sách báo để cập nhật thông tin khi thấy có tờ báo dành cả một trang in bài viết về lan với nhan đề lila vầng trăng trinh bạch nhú mầm hiền sững sờ tác giả bài viết là đan lẫm ông ta viết Lila la là vầng trăng trinh khiết nhú mầm trên cánh đồng thi ca đương đại. Hành trình của chị là cuộc giáo diết tìm kiếm đáy cùng bản thể, thèm khát sờ mó những con chip, những vi mạch tinh xảo trong cõi tâm linh nhằng dối. Thơ chị nén dồn cương cứng xúc cảm thần bí linh diệu và âm thầm tung phá cựa đạp từ thẳm sâu vô thức, lột bỏ xiêm áo ngôn ngữ và chối bỏ những ràng buộc bởi lớp nghĩa lộ thiên cái bản thể lila hiện lên nguyên thủy thiêng liêng trinh trắng đến nghẹn ngào đau xót. Trên đầu trang là ảnh nhà thơ trẻ bế linh lan đang đút một ngón tay vào miệng ỏn ẻn cười. Lan nổi tiếng quá, mình sống cạnh ngọn Thái Sơn lâu ngày mà không biết ư. Hiền hoang mang. Ngày hôm sau, Hiền hỏi mượn một người trong cơ quan tập thơ của Lan có nhan đề Enino cả buổi tối nằm đọc tập thơ hình vuông, giấy rất trắng, bìa bốn có hình lan mờ mờ, nhìn thẳng thấy mặc quần, nhìn nghiêng thấy mặc váy, nghiêng nữa thấy hình như không mặc gì. Thơ lan rất lạ, có lúc chữ súng xít vón cục thành đống, có lúc thủng thẳng tãi ra như hạt ngô, mỗi chữ xa xỉ một dòng. Chẳng phối thanh chẳng hiệp vần, cứ giả dích ngắt dòng, vèo vèo hết mấy chục trang thơ này xem bằng mắt thì ngô ngộ hay hay, còn đọc thì thấy lẩn thả lẩn thần, không hiểu gì. Hiền băn khoăn, hôm sau đến cơ quan hỏi phó tổng biên tập. Ông chỉ nói, làm thơ như cái lan hiện nay có nhiều đứa. Mấy hôm sau, tình cờ Hiên gặp đan lẫm. Ông ta là giảng viên đại học, cầm có nốt ruồi sám quét vảnh lên một sợi lông. Lẫm nói giọng dạy đời. Thơ trẻ hiện đại đòi hỏi một cách đọc khác. Muốn hiểu nó, cần một sự thay máu trong tư tưởng quan niệm. Người như em, chân ướt chân giáo ở miền núi về, e rằng chưa tiếp cận được. Xấu hổ buồn bực, Hiên gặp Tuấn Anh. Cha này quen sổ tuệt, thẳng thừng, biết đâu sẽ nói thật. Y như rằng, anh ta tợp một ngụm rượu rót từ chai lúa mới để ở góc bàn, quệt mép Văn trường bây giờ giống như chuyện Hoàng đế cởi chuồng của Andersen. Một thằng hô hay nhiều thằng khác chả biết đách gì nhưng giật mình cũng hô theo là hay tuốt. Làm thơ kiểu ấy mỗi tuần tao sản xuất được vài tập. Cái thằng đàn lẫm thuộc họ châu bò ăn theo nhai lại biết gì. Hiền đến tỏa soạn ngơ ngác như người mất hồn. Cơn mưa đêm qua khủng khiếp quá cứ chợp mắt lại thấy ba bốn người đàn ông lực lưỡng xúm lại đánh mình hừ hự hừ hự toàn gậy tre lan đang ngồi trong góc bàn máy vi tính đọc bài gửi qua email của cộng tác viên hạnh đứa con gái chuyên sửa morat ghé tai thì thầm gì đó với lan lan lẩm bẩm ngây thơ quê mùa chết là phải còn ngu còn bị đánh nữa hiền sẩm mặt biết là hai đứa đang nói chuyện gì mà hiền ngu thật ai bảo hiên thức mấy đêm liền viết bài báo về thơ hiện đại để ngay lập tức xuất hiện một lũ người quay lại bao vây trừng trị hiên mù mờ về thực tiễn cách tân văn học tự vũ trang bằng đôi ba kiến thức lý luận lỗi thời tâm tư còn chưa rũ sạch những ngu ngơ quê kiểng miền rừng vũ thị hiên cho rằng trào lưu trường phái nào muốn ra đời cũng cần có một nền tảng tư tưởng và hệ thống quan niệm thi pháp. Một kẻ nào đó có tên Lâm Hà đã quăng ra mặt báo những dòng như vậy. Văn chương chỉ là trò chơi, hót vàng hót bạc được của đách ai đâu mà cứ phải lôi nhau ra cắn xé. Đời đã lắm chuyện mệt mỏi lắm rồi. Tuấn Anh ngồi viết phiếu biên tập chép miệng. Lan bật cười không hiểu có ý gì. Gần trưa, Tuấn Anh cho Hiên xem một tin nhắn của số máy lạ nhảy vào chiếc máy di động rất sẹo của anh ta. Tin nhắn gồm 7 chữ. Vũ Thị Hiên, thương thay miền núi. Tuấn Anh bảo. Tao vừa nói chuyện với hai sếp, thì ra máy các ông ấy cũng nhận được tin nhắn này. Thằng Tâm lúc nãy gọi điện cho tao bảo, bên báo nó cũng nhận được tin như thế. Mắt Hiên cụp xuống rưng rưng Tuấn Anh cười. Đừng đa cảm quá, làm báo phải bản lĩnh, đứa nào nói gì mặc nó, mày chửi mày nghe, kệ mày. Thấy Hiền không đáp, anh ta gãi cái đầu chọc, liếm bộ ria sậm màu hung rồi đập trước mũ lưỡi chai vào vai Hiền, thân tình như nói với bạn trai. Nghĩ ngợi làm đếch gì, ra chỗ ngã tư đằng kia, anh đãi mày món vó bò, làm vài quai rượu nữa là quên hết mà. Hiền lắc đầu Hiên lững thững ra đường, lên chiếc xe số 14 chạy tuyến cổ nhuế bờ hồ. Hiên ngồi cả buổi trưa trên ghế đá cạnh hồ, không ăn uống, lòng buồn vô hạn. Lấy điện thoại ra, định gọi cho anh Hoàng lại thôi. Anh ấy có vợ con rồi, Hiên không muốn phiền. Lúc sáng, anh ấy nói chuyện qua điện thoại với Hiên gần nửa tiếng đồng hồ an ủi. Anh đọc mấy bài báo ấy rồi, Hiên chẳng có gì sai. Nhưng thôi rút kinh nghiệm, coi đó là một tai nạn nhỏ em ạ. À. Những chuyện như thế là bình thường, xung quanh mình vẫn còn nhiều người tốt mà. Lúc ấy Lan để ý nghe, rồi cười với Hạnh. Cứ tưởng gió nội hương đồng, thế mà đã cặp với thằng cha Hoàng, nhanh thật. Nhiều người đi lại quanh hồ quá, Hiền muốn khóc mà không dám. Giá như ở nhà, Hiên sẽ lên đồi lên rừng, xung quanh chỉ có cỏ cây, tha hổ mà khóc. Trên đồi sau nhà hiên có một cây đa to, gốc nó có một hốc khung khum, kín đáo như căn phòng nhỏ. Hồi bé có lần ở trường bị cô giáo mắng, Hiên chui về cái hốc đó, ngồi khóc cả buổi chiều để mẹ phải đi tìm. Lúc vẫn uất thì nghĩ đến đủ thứ, kể cả việc treo cổ lên cây hay lao đầu xuống thung lũng nhưng không hiểu sao cứ đến với rừng nghe tiếng rì rào ấm áp của nó hiền lại thấy vợi cả nỗi lòng con người có lúc độc ác nhưng cây cối lúc nào cũng hiền đang nghĩ ngợi vớ vẩn hiền nhận được tin nhắn điện thoại của tuấn anh tối qua tao vào công viên gặp con lan ôm lão lâm hà cái thằng cha viết bài đánh máy đó hóa ra con lan cặp bồ với lão ấy hiên chìm trong mộng mị giấc mơ nhọc nhoài lụn vụn hiên thấy mình chăn bò vẫn con bò lông vàng cánh sán ngày trước tỉnh giấc hiên thấy lòng trống rỗng chẳng buồn chẳng vui lúc chiều có người rủ hiên tối đi nhà hát xem chương trình ca nhạc đặc biệt hiên thở ơ đáp em chả bao giờ xem ca nhạc thế em thích cái gì anh ta nhìn hiên như nhìn một vật lạ em chỉ thích ở nhà đọc sách anh ta cười nhạt không nói gì ông bạn đi cùng buông lại một câu lúc cả hai đã lên xe thương thay miền núi thương thay miền núi thương thay miền núi những gương mặt đỏ bầm giãn nở những cái nhếch mép ươn ướt những ánh nhìn như thúc vào lưng những chuỗi cười đè lên nhau rơi loảng xoảng Thương thay miền núi, ừ cũng được. Cái đất nước này tựa lưng vào miền núi mà đi lên. Sau trận khốn nhục vì bài luận thơ, nghe lời Tuấn Anh hiền viết thêm bài nữa. Như tiếng sỏi rơi xuống lòng giếng cạn, không có phản hồi, chỉ có một tin nhắn. Lại theo gió mây tìm đến các tòa báo, lặng lặng chui vào máy điện thoại của khá nhiều người. Vũ Thị Hiên là con ma rừng. Hiên dậy mở cửa đi ra ngoài. Gần 24 giờ đêm, mấy căn phòng trọ cùng dãy im lìm. Mỗi phòng chỉ vài mét vuông. Lối ngõ vàng vọt ánh điện. Khu nhà trung cư án ngữ trước mặt phơi ra những chuồng cọp lủng lẳng áo quần đung đưa tả lót. Một con chuột to sù run run hít đất bên trên cái cống ngầm. Đuôi trụi lông chờ mấy đốt sần sùi quánh một thứ không gian dùng sẻng sắn ra được. Ngày mai lại phải nín thở đi qua cái làn đường ngùn ngụt những người in ỏi cỏi xe. Lại bắt xe buýt hai lần mới đến được tòa báo. Lại phải đi nhẹ nói khẽ, phải liên tục cảm ơn xin lỗi và trau chuốt ngôn từ khi tiếp xúc những người quan trọng. Lại ăn tranh thủ, ngủ vội vàng, rát mặt bon chen vì một cái đích xa vời mà thực ra Hiên không hiểu nó là cái gì. Công danh, tiền, bạc, Hiên đều không ham hố. Hiên chỉ thèm được sống thoải mái, tự nhiên, thèm có thiên nhiên tươi xanh, có không gian để hít thở. Nhưng đi đâu bây giờ? Trở về quê hương, để dân làng xì xào, họ hàng thất vọng ư. Nghĩ đến đổi núi thân thương, lại dưng dưng muốn ủa về Tây Bắc. Nhưng chân đã bước ra khỏi cửa mất rồi Đường bao đèo dốc Thăm thẳm khói xương Mỗi lần nghĩ đến ngược xuôi Hà Nội Lại dùng mình Đường về xa lắm bạn vừa nghe chuyện ngắn Đường về xa lắm của nhà văn Phạm Duy Nghĩa qua giọng đọc Phương Hằng. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, chuyện đường về xa lắm của nhà văn Phạm Duy Nghĩa xoay quanh nhân vật Hiên, một cô gái miền núi tốt nghiệp thủ khoa báo chí. Cuộc đời Hiên có đoạn đầu khá quen thuộc. Sinh viên nghèo vượt khó, trụ lại được ở thủ đô, vinh danh cho cả dòng họ, vân vân có điều mọi chuyện sau những ồn ào còn lại là những chuân chuyên không biết chia sẻ cùng ai lấy bối cảnh một tòa soạn báo nơi hiên phụ trách chuyên trang văn hóa văn nghệ làm việc cùng với nhà thơ trẻ bế linh lan và trưởng ban tuấn anh mải buôn bán hơn bài vở đường về xa lắm khắc họa những góc không đẹp lắm trong giới văn chương báo chí ở đó không phải chuyện tháp ngà nghệ thuật mà là chuyện gian díu với nhau để lăng xe tên tuổi sự bè phái yếu kém về chuyên môn Đối với Hiên, một người chân chất thật thà, tự tin vào sự học và sự đọc của mình, thế giới ấy xa lạ và độc ác đến nhường nào. Chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa làng quê Lam Lũ và phố thị Phồn Hoa để làm bật sự tương phản giữa hai không gian và thời gian. Còn Hiên, chập chờn giữa hai miền xa lạ, như tỉnh như mê. Chuyện kết lại lưng chừng như một sự rụt rè hụt hẫng, đi về đâu để trở về, thật khó để sống với cái nghèo cái đói nhưng còn khó hơn khi sống ở một nơi thiếu tình người những câu hỏi đấy rồi Hiên sẽ phải trả lời một cách dứt khoát nhưng không phải hôm nay khi đường về xa lắm trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn đường về xóm giữa của tác giả Nguyễn Chí ngoan tham dự cuộc thi này mời các bạn cùng nghe con nụ khều tôi đứng lại chỗ cây sầu đâu tôi với nó khom lưng bắt chớn chạy một mạch về phía trước lần nào khi đi học về ngang nhà của bà năm xa tôi với nó cũng co giò chạy như bị ma đuổi tôi vấp khúc củi trên đường ngã nhào ngực đập mạnh xuống đất nên bị mất thở một lúc con nụ hoảng hồn hoảng vía miệng không ngừng kêu khóc bà năm xa hé cửa bước ra đỡ tôi vào nhà con đụ trần trừ không dám bước vào nhà nhưng ngó thấy bộ dạng chết giờ sống giờ của tôi nên nó đành phải đi theo bà năm bà năm lấy dầu gió sức cho tôi rồi lấy chai rượu rót vào ly đưa về phía tôi dáng đín thở uống hết cốc này đi con tôi run run cầm cái ly trên tay mắt nhìn về phía con đụ xem nó phản ứng thế nào con nụ trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ không muốn cho tôi uống cút rượu đó bà năm cuốn lại cái khăn rằn trên đầu con uống đi rượu thuốc này tan máu bầm hay lắm không uống tối về tức ngực lắm tôi nhắm mắt liều uống bột hơi con nụ quên luôn cảm giác lo lắng nó bụm miệng cười khi thấy tôi nhăn mặt phun rượu ra phì phì bản năm đưa căng nước mưa cho tôi uống để tan đi vị đắng. Phải khi ở nhà uống thuốc, má tôi đã phải đi theo tôi năn nỉ khắp nhà. Một tay cầm ly thuốc, một tay cầm muỗng đường. Khi vừa uống thuốc xong, má đã với tay lấy can nước cho tôi uống, rồi đút muỗng đường vào miệng tôi. Tôi nhìn con nụ chân chân, nó mới thôi không cười. Nó ra hiệu cho tôi về nhà. Tôi với nó cúi đầu cảm ơn bà Năm rồi bước ra về. Bà Năm gật đầu nở nụ cười tươi rói. Vừa mới quay đầu bước đi, cảm giác lo sợ lại bắt đầu ùa về nghe lạnh cả sống lưng. Còn nụ nắm áo tôi, chân nó như díu vào nhau. Cửa vừa hé, tôi và nó đã đứng như trời trồng, môi miệng lắp bắp không nói nên lời. Đứng trước mặt chúng tôi là tay giang hồ vừa mới mãn hạn tù tôi lách người qua cửa trong khi con nụ đi đằng sau nắm vạt áo tôi cứng ngắc nhìn điệu bộ sợ sệt của tôi tay giang hồ dựng cuốc bên vách rồi lấy cái áo vắt trên cổ mặc vào những hình xăm chi chít được che đi nhưng vẻ lạnh lùng của người mới đi tù về đâu có làm chúng tôi vơi bớt nỗi sợ tôi với con nụ Gión rén cúi mặt bước đi. Tay sang hồ vừa bước vào nhà đã đóng sập cửa lại. Tôi với con nụ thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi dừng lại thở không ra hơi mà con nụ vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Đợi, đợi tao với. Con nụ quay đầu nhìn lại. Nó ngồi bệt xuống đất, hai chân thẳng ra lắc lư, mồ hôi nhễ nhại con nụ vừa thở dốc vừa nói vọng về phía tôi. Hồi đó, anh Sum hiền như cục đất đấy. Vậy mà giờ đi làm giang hồ. Tôi nhìn nó thở dài. Ngày đầu, ổng ấy ngồi tù vì tội chém người ta. Ở đây thì hiền chứ lên Sài Gòn sao mà biết được. Tôi với nó ngồi một lúc rất lâu mới đủ sức đứng dậy. Mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng một nỗi lo khác lại trực chờ tôi với con nụ không biết phải tìm lý do gì cho việc đi học về trễ bọn con nít trong xóm chắc giờ đã cơm nước no nê ùn ùn ra sông tắm người lớn trong xóm đều dặn đám con nít trong nhà không được lại gần nhà bà năm xa trong đó có thằng mới đi tù về cho nên từ lớn tới nhỏ không ai dám lại gần căn nhà của bà năm xa lại càng là nỗi sợ của đám trẻ khi lúc nào cửa nẻo cũng đóng kín bưng bọn trẻ con đi học về ngang đều chạy thục mạng về nhà không dám nán lại nhìn tôi lấy tay xoa cái mông của mình rồi nghĩ đến cây roi ba vắt trên vách thế nào tôi cũng bị một trận đã đời vì cái tội đi học về mà còn la cà khắp xóm tôi đứng thập thò ngoài cổng ngó và xem động tĩnh bên trong thế nào tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà má tôi đi ruộng chưa về. Tôi hất mặt lên nhìn con nụ ra chiều đắc ý. Hình như nó chẳng tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi thoát khỏi cơn đại nạn này. Nó đi một nước te te về nhà. Không biết nó đã nghĩ ra một lý do nào đó cho mình chưa? Tôi với con nụ đứng khựng lại nhìn đám bạn thi nhau chạy ngang nhà bà năm xa như biết được sự tránh né của mọi người trong xóm. Hai bà cháu cứ thế lầm lũi trong nhà chẳng màng đến chuyện xung quanh. Tôi với con nụ không dám hé nửa lời về việc chúng tôi từng đặt chân vào nhà bà Năm, từng chạm mặt với tên Giang Hồ vừa mới ra tù. Bọn trẻ con xóm giữa mà hay được, chắc tụi nó tránh xa chúng tôi tám mươi thước. Tôi với con nụ vừa định bắt chớn chạy qua, thì bà năm hé cửa bước ra xách thùng nước tưới cây lần nào chạy ngang nhà bà năm tôi với con nụ cũng liếc mắt vào khoảng sân nhỏ mà trồng đủ thứ cây trái nhìn phát thèm trên đường đi học về bọn trẻ con xóm giữa vẫn hay phá phách trèo cây hái trái ở dọc đường nhưng chẳng đứa nào dám đụng tới cái lá cây vườn nhà bà năm xa chứ đừng nói đến việc hái bất cứ trái gì con nụ kéo tôi ngồi xuống gốc dừa nhìn bà năm sách nước tưới cây. Con nụ giật mình kéo vai tôi, chỉ tay về phía bà năm đang nằm sóng xoài dưới đất. Tôi với nó hoảng hồn chạy lại đỡ bà năm ngồi dậy. Con nụ hỏi dồn Bà, bà có bị làm sao không bà? Bà năm nheo nheo mắt, phát tay liên tục. Bà không sao đâu, đường trơn quá nên bà bị té thôi ngồi chỉ chút là khỏe mà con nụ dìu bà năm vào nhà tôi rón rén bước theo sau như không muốn chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà hôm nay tôi mới có dịp nhìn ở mọi vật trong nhà mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp phía bên trên bộ vạc chất đầy vải vụn trên vách nhà treo chẳng chịt ảnh những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bà năm lấy tay vỗ vỗ lên đầu than chóng mặt tôi với con nụ đứng đừ ra mà chẳng biết làm gì bà năm biểu tôi chạy ra sau nhà hái ít lá kiến cò tôi đưa nắm lá kiến cò cho bà bà năm rũ sạch nước rồi đưa vào miệng nhai con nụ ngồi xít lại gần bà nó lấy tay bóp nhẹ vào tay bà năm mắt bà năm thiêm thiếp làm tôi với con nụ cứ bồn chồn nhưng ngồi trên đống lửa tôi với con nụ không dám bỏ về mặc dù đứa nào cũng muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh éo le này. Con nụ nhìn quanh mọi thứ trong nhà. Nó ngồi xuống bân mê mớ vải vụn với rổ kim chỉ đầy đủ màu sắc. Bà Năm mua vải vụn về nhà. Vài nhỏ thì bà may bợ nhấc nồi. Vài dài thì bà xe lại đan võng hay làm thảm lót chân đếm lại cho mấy tiệm tạp hóa con nụ ngó về phía tôi giọng thì thầm. Phải mình biết làm mấy cái này ha? Tôi chẳng thèm để ý đến lời của nó, bởi tôi không thể nào rời mắt trước bộ đồ nghề đi bắt cá treo trên vách nhà. Cái cần câu thượt, con đơm cá chắc địch và cả cây chĩa năm mũi sắc nhọn. Bà Năm tỉnh dậy ngó thấy quần áo dính đầy sình đất, bà Năm lần vách đi vào buồng thay đồ đoạn đó, con nụ cứ đi theo sau trực hờ đến lúc bà vào buồng mới thôi. Bà Năm cứ nặng nặc biểu chúng tôi ngồi lại để bà gọt đu đủ cho ăn. Con nụ quay sang nhìn như thăm dò ý kiến của tôi. Nhưng dù tôi có quyết định thế nào thì với bản tính ham ăn của con nụ, nó cũng không thể nào từ chối trước trái đu đủ vàng ươm. Vừa cắn ngập răng miếng đu đủ thì anh sum bước vào tôi với con nụ cúi mặt xuống đất bà năm thấy vẻ mặt lo sợ của chúng tôi liền biểu thằng cháu trai xuống nhà sau tắm rửa bà năm ngồi trên võng nói với theo nãy ngoại té nhờ có hai đứa này đỡ má vô nhà tôi nhấp nhổm định ra về nhưng con nụ vẫn còn mải mê với những miếng đu đủ ngọt lành nó không thèm để ý đến động tĩnh của tôi từng miếng đu đủ cứ vơi dần đi nó chỉ thật sự dừng lại lúc anh sum vén cửa buồng bước ra ngoại ngoại ở nhà nhá con đi lên huyện có chút chuyện anh sum lặng lẽ bước đi mà không có vẻ gì chú ý đến sự hiện diện của hai đứa chúng tôi bản năm ngồi xếp bằng trên võng lắc lư cũng kịp với theo về sớm ăn cơm nha con Tôi thấy anh Sum khẽ gật đầu rồi bước đi. Bà Năm tròm đưa tay dừng võng lại nhìn chúng tôi, nói giọng buồn buồn. Thấy nó lầm lầm lì lì vậy, chứ nó hiền khô à. Thế vậy sao? Anh phải ở tù, bà. Con nụ tài lanh. Sau câu nói đó, không khí trong nhà trở nên im lặng hẳn. Con nụ biết mình lỡ lời nên nó đành nhìn về phía tôi cầu cứu. Mấy lời của con nụ như một vết sao đâm vào tim bà dỉ máu. Bà thở dài, mắt thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ. Giọng bà vẫn đều đều mà câu nào cũng đầy nước mắt. Hồi mấy năm trước, nhà nghèo nên nó lên thành phố làm bướn cho người ta. Bị ông chủ nhà đánh đập mà nó không dám lên tiếng ông chủ nói làm đến cuối năm mới cho lãnh tiền đến lúc gần lãnh tiền chủ nhà hô bị mất tiền mấy đứa làm chung đổ thừa cho thằng nhỏ lấy nên bị chủ đuổi rồi còn trừ luôn tiền lương vô số tiền bị mất tôi thấy bà năm đưa tay lên rụi mắt con nụ bước xuống bộ vạc ngồi xích lại gần bà rồi ảnh không nói gì sao bà ồ ở đó lạ nước lạ cái, nó có một thân một mình nói ai mà nghe. Rồi nó sống lang thang dưới gầm cầu, đến lúc gặp được đám giang hồ, nghe chuyện của nó thấy kỳ nên cả đám quyết định vác dao đi đòi công bằng. Chưa đụng tới cái đuôi của công bằng nữa, cả đám đã phải đi ăn cơm tù. Nghe đầu chủ nhà làm mạng, ổng có giấy giám định gì đó nên không thoát tội được. Tôi với con đụ ngồi im lặng cùng bà Năm suốt buổi chiều. Chỉ có tiếng bìm bịp kêu thắc thòm cả một miền quê. Bà Năm lại nheo mắt nhìn ra cửa. Tấm khăn cuốn trên đầu đâu có che được mái tóc trắng ngần của người đàn bà lam lũ. Từng nếp nhăn cứ sâu vào nhau chấp chới. Trong căn nhà nhỏ này, chắc từ lâu không có hơi người lạ. Con đụ thở dài trên suốt dọc đường về nhà lâu lâu nó lại bứt cọng cỏ bên đường rồi ném ra xa. Tôi cũng chẳng mảy may gì đến việc tìm cho mình một lý do lý chấu để xem ra bầy biện trước mặt ba má. Giọng bà Năm vẫn như còn văng vẳng bên tai tôi. Nào rảnh ghé bà chơi. Tụi xóm giữa hoảng hồn khi thấy tôi với con nụ vào ra nhà bà Năm như đi chợ. Tụi nó hỏi bộ chúng tôi không sợ bị bắt cóc mổ bụng hay sao mà dám bước chân vô nhà giang hồ bọn nó còn định cử người qua nhà mép với ba má tôi với con nụ vì dám đặt chân vào vùng đất cấm trong cái bọc thường ngày chỉ toàn chứa đồ ăn của thằng bát giới còn có thêm vài củ tỏi trừ ma cả bọn nó đồn tôi với con nụ bị trúng bùa mê thuốc lú con nụ nghinh mặt lừng lững như bột tay anh chỉ. Ơ, ừ, tụi tao vô đó học bùa cha va đó. Sau câu nói của con nụ, tụi nó co giò chạy sắn khói. Tôi thì không thể nào nhịn được cười. Bà năm dạy con nụ may bợ xe vải làm võng. Tôi ngồi bên cạnh cắn chỉ sò kim cho bà năm những lúc trời nhá nhem tối. Anh Sum cũng dần quen với sự hiện diện của chúng tôi trong nhà. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày dường như được giãn ra một phần nào. Anh Sum còn rủ tôi đi thượt cá ngoài vuông khi con đụ mải mê dúi đầu mình vào đống vải vụn. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc có lẽ tôi không thể hình dung được khả năng sát cá của anh. Cái cần câu thượt nặng trịch cùng với sợi dây ngoàn mà nếu quăng không khéo sợi dây sẽ rối cần câu sẽ vướng vào mấy bụi cây bên bờ anh sum móc con nhái vào lưỡi câu rồi đưa cần câu ra phía sau anh hất mạnh cần câu về phía trước sau hai ba cú quăng câu con cá lóc đã táp lấy con mồi anh sum giật mạnh con cá ra khỏi mặt nước con nụ đứng đằng xa vỗ tay liên tục tôi đưa sâu cá lên khoe chiến tích với con nụ nó nhìn tôi thè lưỡi của anh sum câu chứ mày làm được cái trò trống gì tao học được nghề của sư phụ rồi vài bữa nữa tao đắc đạo mày sẽ thấy được sự lợi hại của tao con nụ hứ cái cốc rồi ngó lơ sang chỗ khác anh sum thì không thể nhịn được cười trước câu nói của tôi con nụ dành sách sâu cá vô nhà nó hí hửng chạy đi bỏ cá vào thùng bà năm lựa con cá bự nhất để nấu cháo đãi chúng tôi con nụ ái ngại bà bà để dành cá bự mai đem đi bán ăn con nhỏ được rồi tôi nhìn con nụ đầy mỉa mai khoái muốn chết lại còn bày đặt làm bộ làm tịch con nụ giả vờ như không hề nghe thấy gì nó lật đật phụ bà năm vo gạo nấu cháo anh Sum nằm trên võng lắc lư đổ câu vọng cổ hơi dài hay nhức nách. Con nụ còn bỏ cái nồi xuống vỗ đùi đen đét lúc anh Sum xuống thề ngọt sớt. Bà chủ tiệm tạp hóa ngoài ngã tư ghé vào nhà lấy võng, bợ nhấc nồi với thảm chùi chân. Bà Năm đưa bọc đồ cho bà chủ tiệm tạp hóa. Bây coi đổ ra đếm lại đi, Tao già lầm cầm đếm sau quên trước. Bà chủ tiệm phát tay. Thôi, thím nói sao thì con nghe vậy. Thím cháu mình làm ăn đó giờ, hổng lẽ con không biết thím ra sao. Bà chủ tiệm tạp hóa rúi tiền vào tay bản năm. Mắt không quên hướng về phía anh sum Giọng bà chủ hiền từ. Về rồi thì lo kiếm việc gì mà làm. Rồi còn nuôi bà ngoại bây nữa, không lẽ lêu lỏng vây hoài? Lúc đó, tôi thấy anh Sum rút đầu xuống vắng. Bà Năm năn nỉ cỡ nào, bà chủ tiệm cũng không chịu ở lại ăn cháo. Bà chủ nói, bỏ tiệm lâu không được. Bà Năm búc cháo vào thau đưa cho bà chủ tiệm tạp hóa. Hai người dùng rằng một lúc, bà chủ tiệm mới chịu bưng thau cháo về. Tôi ngồi xếp bằng, cầm đũa, gõ liên tục vào chén chờ tới lượt anh Sum búc cháo cho mình. Anh Sum gắp đầu cá, bỏ vào chén bà năm. Anh còn dặn đi dặn lại. Coi chừng xương nha ngoại. Tôi với con nụ húp hì hục chén cháo ngọt lừ. Bà Năm lấy khăn chấm mồ hôi trên chán. Giây phút đó, tôi thấy nụ cười mất hết răng của bà ấm áp đến lạ lùng. Chạng vạng, anh Sum mới dám vác cây cối ra sửa lại cây cầu lần nào đi học về qua cây cầu mục, bọn trẻ con xóm giữa cũng sợ quéo giò. Chúng tôi toàn phải quăng tập vở qua trước, rồi mới dám mò mẫm đi qua cầu. Đứng trong nhà ngó ra thấy tội, anh Sum phải đợi đến lúc vắng vẻ mới dám ra bắt lại cây cầu. Cầm đèn pin, dọi cho anh Sum đóng đinh, mà miệng con nụ không ngừng kêu ca. Anh, mắc mớ gì, anh không làm ban ngày anh sum ngơi tay ngước lên nhìn con nụ. Ờ, thôi kệ, làm giờ này cho khỏe. Anh sum luôn tìm cách trốn tránh những người trong xóm giữa. Thành ra, anh luôn là một điều gì đó rất bí ẩn. Bữa chiếc đò Hoàng Ân cập bến ngoài ngã tư, cả xóm hùa ra chỉ trỏ, có người còn mang con ra đứng đằng xa, chỉ thẳng. Còn nhớ mặt cái thằng này chưa? Đừng có lại gần nó nha. Từ đó, anh luôn tìm cách để người khác không thấy mặt mình tôi lôi ván lại cho anh đóng cầu mà chân không ngừng dậm xuống đất vì lũ muỗi bu quanh anh sum dường như chẳng mấy bận tâm gì với lũ muỗi anh cứ thuần thục lấy búa đóng đinh mà không cần nhìn xuống chỗ đóng tôi nhìn anh đầy khâm phục anh sum anh giỏi quá chừng cái gì anh cũng biết làm ờ à, Hồi anh đi ở đợ cho người ta, cái gì mình cũng phải làm, làm giết rồi quen mà. Tiếng búa vẫn đều đều quanh chiếc cầu được chắt nối từ đủ các loại cây. Người ở quê, hệ thấy cầu mục khó đi là người ta chạy về nhà vác cây lại sửa mà chẳng cần ai nói với ai. Ngày mai, đám trẻ con trong xóm giữa không còn phải bò qua cầu nữa. Con nụ cũng không cần buộc dây vô bụng mình đưa đầu dây cho tôi cầm nữa và ngày mai chắc anh Sum cũng đứng trong nhà len lén nhìn lũ trẻ con trên đường tan học. Tụi nó sẽ ung dung bước qua cây cầu vững chắc được nối lại từ những cũ càng đổ nát. Con nụ đi dài dài xóm khoe cặp bợ nó vừa mới may. Từng đường kim mũi chỉ to nhỏ loạn xạ ngầu, nhưng nó vẫn cứ tự hào. Nùi rẻ rách cũng đỡ được đầu móng tay ngó thấy điệu bộ chề môi của tôi, con nụ quay sang hỏi cắt cớ. Chẳng hay, cao nhân đắc đạo thế nào mà mồi câu nhiều hơn cả cá này. Tại buồn nay ít cá thôi, Chưa tới mùa cá, tao câu mày ăn mệt nghỉ. Tôi chống chế. Cái ngày con nụ ăn cá mệt nghỉ chắc là còn xa. Cho nên tôi vẫn phải lẽo đẽo theo sau anh Sum mỗi khi anh đi thượt gia đình tôi với con nụ dường như bị cả xóm cách ly. Hàng xóm đi ngang nhà tôi vẫn hay xì sầm. Này, vợ chồng thằng này chắc bị mắc đằng dưới nè. Đường không cho con chơi với thằng Giang Hồ. Má tôi với má con nụ khóc ròng với vụ đòi công bằng của anh Sum. Có dạo, má tôi với má con nụ sách đón đi dài dài xóm thuật lại chuyện Giang Hồ của anh Sum thế mà chẳng ai tin. Người ta nghĩ, thằng côn đồ này đang tìm đủ mọi cách để xóa bỏ đi vết nhơ trong cuộc đời mình. Ờ thì, người ta có đau đâu mà người ta biết. Bà Năm lấy thước dây ướm lên người tôi với con nụ. Bà nói, có mấy miếng dài bự còn tốt, bà sẽ may cho tôi cái quần xà lọn, may cho con nụ cái áo khoác ngoài, con nụ hí hửng với mấy tờ giấy nhật trình của bà Năm cắt làm dập may đồ. Anh Sum nằm trên võng lắc lư lâu lâu anh lại nhầm một câu hát lúc nhớ lúc quên. Anh Sum bật người ra khỏi võng rồi chạy như chói chết ra ngoài. Tôi với con nụ cũng lật đật theo sau. Dưới sông vẳng lên tiếng người kêu cứu. Tôi chưa kịp định hình mọi thứ. Anh Sum đã nhảy tọt xuống sông vớt người lên. Chiếc ghe chở gạo bị sóng tàu cao tốc đánh chìm. Người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ chấp chới trong dòng nước. Anh Sum sốc đứa nhỏ ôm vào lòng. Còn người phụ nữ thì ghi cổ anh cứng ngắc. Bà Năm với con nụ lật đật chạy đi tìm người đến giúp. Tôi nhảy xuống sông mò mẫm từng bước một. Tôi dừng lại thì thấy nước đã lên tới cổ. Tôi với tay về phía anh Sum người phụ nữ vẫn ghi anh Sum xuống nước trong khi anh vẫn cố gắng bơi từng chút một vào bờ. Anh Sum cố vùng vẫy đẩy đứa bé về phía tôi. Tôi nắm tay đứa nhỏ kéo mạnh vào bờ. Anh Sum vòng tay người phụ nữ ra phía trước rồi bơi một mạch vào bờ. Mấy chú trong xóm vừa chạy lại, đã cởi áo phóng xuống sông phụ vớt đồ lên. Đứa nhỏ lừ đừ mắt đỏ ngầu, bà năm cởi khăn trên đầu quấn cho đứa nhỏ rồi dẫn người phụ nữ vào nhà thay đồ tôi với con nụ đứng trên bờ nhìn anh sum cùng với mấy chú vác gạo lên bờ những người phụ nữ trong xóm thì vào nhà bà năm lấy thau lấy thùng để tát nước ghe tôi với con nụ cũng khom lưng tát nước anh sum tháo cái máy ra thay nhớt lau chùi thật kỹ lưỡng bà con xúm nhau vác gạo xuống ghe anh sum giật máy chạy lạch tạch rồi mới dám khiêng xuống đặt dưới nền ghe chị hàng xáo gật đầu cảm ơn lia lịa môi mắt rưng rưng lúc chống xào ra khỏi bến con nụ đứng dậy phủi đít quần ôi cũng may không có chuyện gì cả xóm ai về nhà nấy bến sông trở lại vẻ ngoài yên tĩnh của nó và căn nhà nhỏ nằm nếp sau bờ dừa xanh mát cũng im lìm trong cơn gió sạt sào qua đám lá người phụ nữ hàng xáo đậu ghe dưới bến leo lên bờ với cặp vịt xiêm và bọc trái cây to đùng chị sắp mọi thứ ra mâm sau đó đốt nhang cúng kiến chị biểu tôi với con nụ mời những người có mặt hôm đó đến nhà bà năm chẳng mấy chốc nhà bà năm đã chật ních anh sum sách radio và buồng lánh nạn lâu lắm rồi nhà bà năm mới có nhiều người đến như vậy bà con trong xóm cũng không còn e ngại bước vào căn nhà có chứa thằng giang hồ chém người vừa mới đi tù về cúng kiến xong chị hàng xáo với bà năm chặt thịt vịt gọt trái cây mời mọi người cùng nhau ăn uống ba con đụ biểu nó chạy về nhà sách can rượu lại mồi bén mà thiếu rượu sao được Mọi người ngồi quây quần lại với nhau Tiếng nói tiếng cười rôm rả Chị hàng sáo chưng hừng Khi phát hiện sự vắng mặt của anh Sum Ba tôi vào buồng ôm cổ anh Sum bước ra ngoài Chú ba thìn đưa ly rượu về phía anh Sum Ngồi xuống, ngồi xuống lai dài với mấy chú nè Chị hàng sáo bưng đĩa thịt vịt dành riêng cho anh Sum Để tôi tạ ơn ân nhân của tôi không có nó chắc giờ này mẹ con tôi đang chầu diêm vương mọi người ngồi lại bên nhau không còn ai nhớ trước mặt mình ngồi là một tên giang hồ tù tội lúc đó tôi thấy tất cả những cánh cửa trong căn nhà đều mở giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Đường về xóm giữa của tác giả Nguyễn Trí Ngoan. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhân vật chính của truyện là chàng thanh niên tên Sum, cháu của bà Năm Sa. Tác giả đã tìm một cách kể khá đặc địa cho câu chuyện. Cuộc đời của Sum được phác họa qua những lời tâm sự của bà Năm Sa và qua góc nhìn của hai đứa trẻ, đứa con gái tên là Nụ và thẳng con trai xưng tôi. Khi nghe tin Sum đi tù về, cả xóm giữa từ già đến trẻ đều xa lánh anh và không ai bảo ai, tất cả đều không bước chân vào ngôi nhà của hai bà cháu Sum ở. Trong khi đó, tôi và Nụ ban đầu cũng e ngại dè dặt sợ sệt, nhưng sau dần mạnh dạn chủ động bước vào ngôi nhà của hai bà cháu. Từ đây, mọi chuyện dần được sáng tỏ. Sum đi tù vì bị người ta đưa vào chồng. Giọng văn giản dị tự nhiên chi tiết sum lánh mặt khi vô tình bắt gặp hai đứa trẻ trong nhà mình dù anh lễ phép với bà ân cần gắp thức ăn cho bà đặc biệt là âm thầm sửa lại cây cầu trong đêm tối vì không muốn mọi người bắt gặp thực là giản dị không khiến cưỡng mà vô cùng ấm áp gieo vào lòng người đọc người nghe những cảm xúc đẹp sum cứu người chết đuối là chi tiết có tính chất giải tỏa mọi khúc mắc hiểu lầm và để mọi người từ bỏ định kiến hóa ra cái người ta sợ nhất là định kiến sự định kiến khiến cho con người trở nên nhỏ nhen ích kỳ và phần nào đó là độc ác. Chỉ có tấm lòng rộng mở, sẻ chia mới khiến con người ta đến với nhau bước qua mọi định kiến để hiểu, cảm thông và yêu thương nhau. Đường về xóm giữa, tưởng gần mà lại hóa xa. May mà có những con người có tâm hồn trong trèo, có tấm lòng bao dung như nụ, như nhân vật kể chuyện xương tôi đã kéo gần khoảng cách này lại. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi trân trọng gửi tới thính giả truyện ngắn dã tử nông dân của tác giả phạm đức long ở gia lai tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn làng việt thời hội nhập và đã được đăng tải trên trang điện tử dân việt vn hắn không biết nên buồn hay vui nữa vào ra cứ ngơ ngẩn như rớt như mất cái gì âu con người cứ phải theo thời cuộc người ta sống được mình sống được nghĩ vậy mà hắn vẫn mơ mơ hắn là một nông dân thực thụ mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng siêng năng chịu khó hắn ít học mà sáng dạ làm cái gì cũng có mẹo mực và khôn vặt hầu như việc gì nhìn qua hắn cũng đều làm được Người đời bảo hắn khéo tay, lại lắp sắt suốt ngày, chẳng mấy khi ngưng nghỉ. Càng làm hắn càng vui càng sướng, nhất là thứ công việc tự nghĩ ra chẳng giống ai. Cái dáng rong rong lại ngâm ngâm, đôi bàn tay gầy guộc khẳng khiu mà lanh lợi tháo vát. Hắn làm bằng mẹo nhiều hơn dùng sức. Trồng cây, người ta lo vét sạch gốc tránh bệnh. Là kỹ sư trồng trọt dậy thế, hắn không nghe. Ai cũng bảo ngược đời, hắn làm ngược trồng cà phê sen cây ăn trái ngày ngày cứ tha rác rưởi về chất cho đầy vườn bãi hoang nào có nhiều cây cỏ dại hắn hùng hục đê mê như nhặt được của trời cắt trụi dài khắp vườn dây lớp lớp hắn bảo không bổ ngang thì bổ dọc kiểu gì cũng tốt mà tốt thật vườn nhà hắn mùa mưa không có một mống cây dại đỡ công làm cỏ không phải phun thuốc cỏ tốn kém và độc hại mà lá cây mục đất xốp cây lệ tốt cho mùa bội thu hắn lý luận trong rừng đại ngàn ai bón phân ai làm cỏ mà cây gì tốt bằng rừng lại giữ đất không bị rửa trôi sói mòn ấy là nhờ lá mục nuôi đất nuôi cây mà đúng thế phủ lá cây một công đôi ba lợi ích người sinh đất chẳng sinh vùng cư trú của hắn rồi cũng đâm ra chật trội đến lúc người ta phải chia nhỏ những mảnh vườn thành đất cư trú cho con, cho cháu. Nghĩa là vườn đất ngày càng thu hẹp mà quy mô sản xuất, quy mô thu nhập theo yêu cầu đời sống thì ngược lại, ngày càng phải lớn hơn. Biết trước xu hướng tất yếu ấy, hắn chuyển sang nghề chăn nuôi là nghề cần ít đất hơn. Nhà gần chợ huyện, hắn thấy người ta thường bán như cho đi những đầu cá, tép ôi, cá vụn. Có nhà làm nghề trả cá hàng ngày thảy ra hàng chục ký đầu cá da cá xương cá đó là nguồn thức ăn bổ rẻ vô tận cho vật nuôi ông kỹ sư chăn nuôi bảo hai ký cá cho một ký thịt ôi đúng là dân ngu hắn nghĩ vậy hai ký loại hai ngàn thành một ký loại ba mươi ngàn kiểu gì cũng thắng lớn mà hắn thắng lớn thật giá nào cũng thắng hắn cứ mua phụ phẩm về nấu chín cho thêm chút cám thành thức ăn chăn nuôi ngon bổ rẻ. Đàn heo đàn gà nhà hắn nhờ thứ thức ăn ấy lớn nhanh đẻ khỏe. Dân ăn quen mồm ai cũng thích trứng gà nhà hắn, lòng đỏ, lớn lại hồng hào, ăn bùi ngậy hết chê. Thịt gà nhà hắn thì khỏi phải nói, vàng, dai, thơm ngọt. Em dặn trước chăm trứng nhá, đừng để cho ai, thứ bảy em lấy, mà thêm cho cặp gà giò nữa cho bỏ công mẹ hàng xóm ăn quen rồi như nghiện còn đóng thùng gửi cả thịt trứng cho con bé ở thành phố hồ chí minh yên tâm mà gà và trứng thì đây không thiếu hơn nhau là cái ngon mà rẻ hắn sung sướng nhìn đàn gà lúc nhúc đặc vườn mà cam kết chắc nịch với khách mua hắn dẹp một góc vườn kết hợp làm vừa chuồng gà vừa chuồng heo trong chuồng lúc nào cũng có sẵn chục con heo nái đẻ ra bao nhiêu để nuôi hết bấy nhiêu heo thịt của hắn không cần phải đi nhập những hộ mổ thịt bán đường phố trên tỉnh với thương hiệu heo làng ngày nào cũng điện đặt hàng dặn dành cho vài ba con thịt heo ấy được khen chắc nịch thớ thịt hồng tươi thành cao và thơm ngon đúng thôi heo hữu cơ nuôi quy mô lớn mà lị nói mạnh thế nhưng khi quy mô đàn đạt đến mức độ nhất định, buộc vẫn phải tính. Là hắn lại nghĩ kế. Phải cải tiến để dự trữ, phòng khi mưa gió, hiếm phụ phẩm, mà tiện chăm bề trong bảo quản và sử dụng. Các nhà máy công nghiệp, họ có thức ăn tổng hợp đó thôi. Nghĩ là làm. Hắn bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, cắm cúi vẽ, cắm cúi cắt, hàn, mài. Để thực hiện được công trình, hắn đi thu lượm rất nhiều thứ ở các tiệm lạc son những thứ đã là sắt vụn đã là vô dụng ốc vít bánh răng sắt truyền lực cua roa dây xích chất đầy nhà rồi hắn sắm đủ máy cưa máy khoan máy cắt máy mài máy hàn điện tử loại nhỏ nhà hắn vừa như cái kho lại vừa như một công xưởng mini suốt ngày xoèn xoẹt lóc cóc ông điên rồi khuya để cho người ta nghỉ chứ vợ hắn cằn nhằn ở cái xứ này ai nghe mà lo hắn chống chế ai cấm ông làm ngày sao lại hành xác suốt đêm à là đêm yên tĩnh mới xuất ý tưởng đêm nó huyền diệu mới có ý tưởng hay đang đêm hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng choàng bật dậy cắt mài o o thâu đêm một ngày hắn sung sướng cho ra đời đứa con sáng tạo của mình là cái máy thái nghiền nén tự chế cái máy của hắn chạy bằng điện đa chức năng cắt thái nghiền đùn ép có thể nói đó là một tổ hợp máy liên hợp hắn dùng một động cơ điện kéo cả hệ thống cái dao là máy công cụ đầu tiên dao gồm hai lưỡi hình cánh quản uốn cong lượn đều đối xứng trục dao được gắn ốc vít điều khiển vô gia tạo nhát cắt dây mỏng tùy theo nguyên liệu cho phù hợp bộ phận nghiền là tổ hợp các búa sắt lá ly tâm. Bộ phận tải là một trục sắt xoắn ruột gà. Bộ phận nén gồm một máy ép có lỗ đùn ra những viên cám. Tốc độ của các bộ phận được điều chỉnh theo vận tốc khóc bằng hệ thống bánh răng buli Cura. Để giảm tốc độ giữa động cơ điện và các máy công cụ, đặc biệt là máy nén ép, hắn tự chế buli điều tốc. Theo tính toán của hắn, thì bánh xoay Cura máy ép có đường kính gấp 10 lần bánh xoay Cora động cơ điện, gọi theo từ kỹ thuật là Bully. Như vậy tốc độ chuyển sang máy ép nén chậm hàng chục lần, nhưng sức mạnh tăng lên hàng chục lần. Đó có thể nói là một cái máy độc bản, độc nhất vô nhị. Những mẻ thức ăn nén viên đầu tiên ra đời đã cho hắn một niềm vui khôn tả. Đang đêm, tỉnh giấc, hắn lẳng lặng ra nia thức ăn vốc lên một nắm, hít người sung sướng hắn cười thầm trong đêm một cách mãn nguyện trước khi vào giường ngủ tiếp về sau hắn nghĩ những con vật nuôi phải có chất sơ chất xanh thực vật tiêu hóa mới dễ hương vị thịt trứng mới ngon nhược điểm của thức ăn tổng hợp công nghiệp có lẽ là vậy thịt của bọn nuôi công nghiệp bở mà không thơm là không muốn nói hôi chẳng gì bằng được tự nhiên nghĩ vậy hắn đi xin cây chuối già trong xóm rồi cắt cỏ mỹ dùng máy thái mỏng đánh nghiền mịn hắn phơi cây chuối thái cỏ thái hai nắng cho héo sọp làm nguyên liệu nghiền trộn nén thức ăn tổng hợp cứ ba phần nguyên liệu cá phế phẩm tươi ba phần bột cỏ bột cây chuối bốn phần bột cám ngô trộn đều cho vào máy đầu ra là cám viên tổng hợp tự chế phơi ba nắng đóng bao cho lợn gà ăn dần mà vật nuôi chúa thích ăn cám tự chế của hắn lại mau lớn, trứng thịt lại thơm ngon. Cao hứng, hắn tự thưởng cho mình những quả trứng, những đĩa thịt gà thơm ngọt, đôi ly rượu thuốc, đời coi như lên tiên. Hắn yêu cái máy, hắn yêu heo gà, hắn yêu chuồng trại. Người làng cứ quen mồm gọi thứ thức ăn tự chế của hắn là cám tổng hợp made in nông hộ. Được khen hắn cũng vui, nhưng hỏi mua hắn không bán đang làm ăn phát đạt thì huyện trở thành thị xã khu dân cư của hắn lại trực thuộc thị xã ấy ban đầu là vùng ven sau dần thành nội ô đường giao thông được mở rộng giải nhựa đường điện được dựng cột lớn mắc đèn đường thế là làng hóa phố lại sốt đất cò đất không biết từ đâu cứ nườm nượp lượn qua lượn lại chúng tụ tập ở mấy quán cà phê xóm tán chuyện nắm thông tin rồi đi gạ gẫm người có nhiều đất khách tới làng bỗng dưng nhộn nhịp nhốn nháo người mua heo gà cà phê thì ít người tăm đất cát thì nhiều nhà nông bao đời không ai biết đến tiền tỷ thế là chuyển từ giấc mơ thành hiện thực đời biết thế nào cứ cầm đồng tiền lớn cho mát ruột đã có kẻ mua đi bán lại có người mua cho con tách hộ ở riêng xôm nhất là những hộ buôn bán giàu có ném nắm tiền mua xào đất lập cái biệt thự rộng danh sang trọng nghỉ ngơi cho sướng đời người dân tộc thiểu số tỏ ra hào phóng nhất xưa nay có hàng kẹo hàng bánh đi qua nhà thấy con hàng xóm có cái ăn vặt kiểu gì cũng đổi mấy lon gạo lấy mấy cái kẹo cho con không tính toán không so đo bấy lâu con đang ước cái xe gắn máy cho bằng chúng bạn cất công đi vay tiền nhiều nơi chẳng được giờ không đâu có kẻ gạ ném tiền vào nhà đất tổ tiên để lại khá nhiều nay con cháu chẳng muốn cuốc nữa mà cuốc đất lắm cũng chẳng giàu hơn thế là sắn vườn bán để có xe gắn máy chạy. Ước mơ bao nhiêu tháng ngày bỗng chốc hóa nhẹ danh, có hộ bán hết đất vườn, chỉ chưa lại cái nhà ọp ẹp với cái ngõ đi vào chật ém, thế mà mừng vui. Mặc dù người thiểu số bao nhiêu đời có lối sống giữa trời đất mênh mông, tự do khoáng đạt đã ăn vào máu thịt, ở đâu họ cũng cứ phải rộng. Người Kinh cũng chẳng kém Xưa nay muốn cất cái nhà chẳng biết lấy tiền đâu. Nay nhờ đô thị hóa, đất làng thành đất vàng, cứ sắn mét bán thu cả rổ tiền. Xưa bán xào cũng chẳng mấy ma nào ngó. Thế là tốt vận đổi đời con gì? Cứ có cái nhà đẹp, hãnh diện với đời là được rồi. Chuyện gì nữa, sau tính. Khác với người làng, hắn không bán lấy một mét đất, mặc dù bao nhiêu kẻ lần này lượt khác đến cỏ cưa mãi hắn muốn rộng bởi hắn nghĩ mình khó lột xác thành thị dân lắm đúng ra hắn có phá đi ít vườn dựng chuồng trại lại cơi nới thêm nhà cửa ngôi nhà của hắn vẫn cũ rích tường xây gạch không tô mái lập fibro hắn không ham màu mè cổ nhân nói đàn ông rốn nhà đàn bà rốn váy quả là tâm đắc hắn thêm lên thì được không bớt Thế nhưng rồi hắn cũng không cưỡng được. Dù không bán đất cho người lạ cắm nhà trong vườn, nhưng tự do thì không còn nữa. Xung quanh áp vườn của hắn, những ngôi nhà đã mọc lên chi chít, có ngôi rộng danh, có ngôi cao vun vút. Hắn vẫn không ganh, vẫn bình tâm sống. Thế nhưng, không gian sinh tồn thì cứ trở nên chật trội oi bức. Việc chăn nuôi của hắn bị thu hẹp quy mô, mà công cuộc chế biến thì ngày càng nhiều nguyên liệu đến lúc cám viên của hắn làm ra nhiều mà phơi không xuể. Một dạo trời mưa bỗng trở nên bất thường, mưa ồ ạt mà trái quy luật trời đất. Có người bảo do bê tông hóa gây hiệu ứng gì đó làm biến đổi khí hậu. Đang nắng giáo, mấy cơn gió thổi qua, mây đen đâu kéo về ùn ùn, sấm sét nổ y ầm. Chỉ chốc lát, trời đổ mưa tầm tã, mưa như chút nước, không ai kịp ứng phó thức ăn tổng hợp của hắn sắp khô gặp mưa hóa nhão nhét bốc mùi hôi thối thức ăn ấy là cả bao nhiêu công sức niềm vui tâm tưởng tâm huyết của hắn bỏ thì thương hắn đành phải tìm đồ chứa đợi cơ hội trời nắng nhưng trời lạ càng đợi càng mưa cái đống hỗn hợp của hắn để càng lâu mùi thối càng bốc lên nồng nặc đậm đặc xâm chiếm hết mọi không gian trong ngôi nhà đến lúc mùi thối tràn đầy vượt xa, xông vào cả nhà hàng xóm. Tổ dân phố được phản ánh, theo yêu cầu phải đến kiểm tra lập biên bản. Kết cục là công nghiệp của hắn bị vĩnh viễn đình chỉ, cái máy phải lặng lẽ nằm xó. Mới đó, hắn được tôn là nông dân sáng tạo, được tuyên dương, làm gương cho mọi người học tập. Truyền hình địa phương quay rồi phát tấm gương sản xuất giỏi. Giờ là thị dân chậm tiến bị phê bình. Thời thế đã đổi thay. Từ ngày ngừng công cuộc chế biến thức ăn tổng hợp, hắn trở nên bơ thở, ăn ngủ bất thường, đứng ngồi không yên, rõ là đau và tiếc. Lâu lâu, đang đêm khó ngủ, hắn lại trồm dậy, bật đèn điện, đóng cầu dao cho cỗ máy ấy chạy do do xoành sạch đến mấy chục phút, có thế mới tiếp tục ngủ yên. Đó là tất cả tinh lực, niềm đam mê của hắn. Dù sao hắn vẫn tự hào sung sướng khi nhìn cái cỗ máy đa năng ấy đang chạy một cách nhịp nhàng dù là chạy không tải. Lâu dần, cứ đang đêm hắn lại tỉnh giấc, nhớ tới cái máy, tới thức ăn tổng hợp tự chế, tới đàn heo đàn gà. Ngẫm đời, bây giờ hắn không còn là nông dân nữa, làng đã lên phố rồi. Như mọi người hắn đã mang danh thị dân mà sao cứ say dứt mãi người ta thấy đất đắt dân đông được mang số nhà đường phố ai cũng mừng hơn hớn ai cũng lấy làm tự hào coi như một vận hội một cuộc đời đời lớn chẳng hiểu sao hắn cứ ngẩn ngơ khi nghĩ khó thành thị dân lắm mắt bỗng rưng rưng lệ hắn tự hỏi và tự trả lời giã từ nông dân ư giã từ nông dân quả là không dễ tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương quê hương ơi có gì đẹp hơn thế đông lúa hẹn hò những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt Ngày mai bắt đầu từ hôm nay Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc Chân lội buồn sâu dưới trời mưa phun Và đôi vai xưa kéo cày thay châu Vì không có vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây chiếc cầu che tranh vanh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn Hôm nay ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một truyện ngắn Lão gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Mời các bạn cùng nghe. Tin lão hù qua đời loan nhanh ra khắp làng cổ cỏ Chống làng chưa báo Vậy mà sớm ra gần như cả làng đều đã biết tin này Nhà nọ hỏi nhà kia Lão hù mất tối qua rồi đấy bên ấy biết chưa Thế hả bà tịch cũng vừa báo tôi xong Tí nữa đi đám ới tôi câu để đi cùng nha Đến sớm tí bà ạ Những người đi chợ sớm cũng kháo nhau người ta còn điện thoại cho nhau thông báo tin lão gù mất. Hầu như không ai là không quan tâm đến tin này. Mới bảnh mắt, bà tôi đã dục Dậy, dậy đi con, dậy sớm sang đám xem có việc gì còn làm chứ. Tôi vùng vẳng ứ hự. Để con ngủ thêm tí đã, chủ nhật mà bà, đêm qua bà con mình đã ở đó rồi. Không được, bà tôi dứt khoát mình là hàng xóm phải có mặt sớm không dân làng người ta cười cho nhanh lên con vừa nói bà vừa kiên quyết dựng tôi dậy tôi uể oải vươn vai ngồi dụi mắt đúng là sáng bạch nhật thật rồi vừa lúc đó trống làng vang lên ba hồi chín tiếng trống báo làng có người chết tôi lập tức tỉnh ngủ vội vàng thò chân xuống đất tìm dép tôi chạy đi vệ sinh như sực nhớ ra điều gì, bà tôi đến bên chiếc điện thoại nhấc tổ hợp lên bấm số, bà nói oang oang, alo bố thằng Quân hả, về ngay nha, cụ gù mất rồi đêm qua, ờ chắc phải mai mới đưa thế nha, giờ bà cháu tôi sẽ sang đó, anh chị nhớ về sớm nha, nhà tôi ở trên phố lẽ ra tôi cũng ở đó thế nhưng dưới quê này chỉ còn mỗi một mình bà dạo trước ông tôi còn sống thì hai ông bà ở với nhau khi ông mất bố tôi đã nhiều lần về đón bà lên phố ở nhưng bà dứt khoát không đi bà bảo phải ở cái làng cổ cò này để trông nom mồ mả tổ tiên trông nom phần mộ của ông bà không quen ở phố mà có quen đi chăng nữa bà cũng không ở chôn nhau cắt rốn ở đây tổ tiên dòng họ đều ở cả đây đi sao được. Thế nên hơn 5 tuổi, tôi đã được bố mẹ cho về ở với bà. Vừa để bà vui, vừa trông nom bà sớm tối. Trách nhiệm phết ấy chứ. Điều này tôi mới nhận thức ra mấy năm gần đây. Lớn rồi nên tôi cũng hiểu biết đôi chút. Thì 12, 13 tuổi rồi còn gì? Hương đồng gió nội đã ngấm vào máu thịt tôi. Tôi trở thành người làng cổ cò đúng như bố tôi ngày xưa. Tự khi nào tôi cũng chẳng biết. Ông gù ốm gần tháng này, bệnh xuyễn làm khổ ông. Mỗi cơn hen, ông ho, so vai, sụt cổ, thở dốc trông tội lắm. Ngày nào bà tôi cũng đảo qua bên đó vài lượt. Lúc thì nấu nồi cháo cho ông, lúc lại sắc thuốc cho ông ấy uống. Rõ khổ, đã độc thân, lại còn ốm. Họ hàng thân thích ông ấy nào có ai. Giá bảo trẻ còn đỡ, đằng này ông ấy cũng hơn bảy chục tuổi rồi đã thế lại còn bị dị tật nữa. Lưng ông có một cục bướu to tướng, cảm giác nó như một chai núi đè nặng lên lưng, làm cho lưng ông lúc còng xuống cúi mặt, nhìn đất suốt đời. Khi nói chuyện với ai, ngay cả đứa trẻ con như tôi, ông ấy cũng phải ngửa mặt, ngước mắt lên để nói. Thương lắm. Ông gù cũng có họ tên như bao người khác. Hình như là Cao Văn Nghiêu thì phải tôi nói hình như vì thứ nhất tôi còn nhỏ tuổi không rõ lai lịch về ông ấy tôi chỉ nghe đôi ba lần bà tôi kể về ông ấy có nhắc đến cái tên đó thế thôi thứ hai cả làng cổ cò này cũng không ai gọi tên ông ấy bao giờ lúc ông ấy trẻ thì mọi người gọi là anh gù người già trong làng cả những kẻ xem thường ông ấy nữa thậm chí còn gọi ông là thằng gù khoảng 40 tuổi trở đi thì ông ấy được phong lão, gọi là lão gù. Càng về sau, lão gù càng được người ta gọi nhiều, gọi thế chẳng sợ là mếch lòng ông. Vừa dân dã, vừa tôn trọng, đúng độ. Già gọi cũng được, trẻ gọi cũng ổn, rất phổ thông. Chẳng ai trong làng còn nhớ đến tên thật của ông ấy nữa, huống hồ tôi. May ra chỉ có mấy ông cán bộ xã, cán bộ thôn và cả nhà tôi, bà tôi trong những vụ việc cụ thể là còn nhớ. Bà tôi kể rằng, ông gù không phải người làng cổ cỏ, chẳng biết ông ấy trôi giặt từ đâu đến và đến từ bao giờ. Chỉ có cán bộ xã là nắm rõ. Đâu như hồi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc thì phải. Ngày đó bỗng dưng một hôm chợ đầu cầu của làng xuất hiện một anh gù. Anh ta ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa chợ trong tiếng máy bay gầm rú trên trời. Dân quân xã thấy thế, giữ anh ta lại rồi dẫn giải về trụ sở. Họ nghi anh này làm gián điệp cho Mỹ. Công an xã hỏi gì anh ta cũng lắc đầu, chỉ xua tay ú ớ. "Ba không." Mãi đến khi ông Thạc, trưởng công an xã, lấy cái còng số 8 ra dọa, anh ta mới rút tờ giấy nhầu nhĩ trong túi áo ra, hai tay anh khúm núm đưa tờ giấy cho ông Thạc đôi mắt ông Thạc nhìn thẳng mặt anh gù và cầm lấy tờ giấy. Thì ra, đó là tờ giấy thông hành. Anh là Cao Văn Nghiêu? Ông Thạc hỏi. Vâng ạ. À. Anh ở dưới Hà Tây? Vâng ạ. À. Mới hỏi đáp được hai câu đó thì anh gù hòa khóc nức nở. Mọi người ngạc nhiên, lát sau chân tĩnh lại, anh ta kể rằng làng anh bị bom B-52 Mỹ san phẳng. Nhà cửa tan nát, người chết quá nhiều. Bố mẹ và các em anh không kịp sơ tán, đã bị vùi lấp trong đống đổ nát đó. Họ hàng thân thiết không còn ai. Nhà anh người lành thì chết hết. Trong khi đó thằng gù như anh thì lại sống nhơn nhơn. Anh hoảng loạn, không còn biết gì. Kể đến đó, anh ta lại khóc giống lên như trẻ con cháu lang thang quên quên nhớ nhớ trôi giạt lên đây. Xin các ông ủy ban và dân làng rộng lượng cho tá túc. Và thế là ông ấy ở đây cho đến tận bây giờ. Chỉ cán bộ xã và một số người trong làng biết chuyện này thôi. Ra dạ vậy, ông gù là người dưới xuôi cơ đấy. Thảo nào trông ông ta trắng trẻo thư sinh lắm khuôn mặt ông hiền khô, đôi mắt sáng, lành lợi, nhìn kỹ mới thấy ánh buồn thăm thảm xa xăm. Nhất là những lúc ông ấy ngồi tư lự, hai cánh tay ông gù có vẻ khác người, hình như nó dài hơn. Khi ông ấy đứng, bàn tay ông thõng xuống quá đầu gối. Đã đành, ông ấy gù thì phải vậy, nhưng so với người thường thì như vậy, nó vẫn dài hơn. Chân tay ông ấy nghèo ngào như con vượn đặc biệt 10 ngón tay của ông thì đẹp vô cùng. Nó thon dài như búp măng. Chả thế mà ông chơi đàn bầu, đàn guitar thì thôi rồi. Cánh thanh niên và trẻ trâu chúng tôi ngồi ngắm ông chơi đàn là quên hết mọi chuyện. Ông vừa tỉa đàn vừa hát, nghe mê ly. Gì chứ nhạc trịnh và dân ca thì tôi có thể nghe ông đàn hát cả ngày. Chính nhờ tài lẻ này mà những năm tháng đầu đến đây, ông đã sống bằng tiếng đàn lời hát đó ở chợ. Mặc máy bay rình rập gầm rú, mặc đạn nổ bom rơi, ông cứ ôm đàn ngồi giữa chợ mà hát. Lúc đầu là vừa gầy đàn bầu, vừa hát. Sau rồi có tiền, ông hù mua thêm cây đàn guitar. Hai cây đàn thay nhau từng tưng, cùng ông hát. Người ta thương ông, cho ông những đồng tiền lẻ, rồi củ khoai củ sắn, tấm bánh cây kẹo. Ngày ông đàn hát, tối ông vạ vật trong những túp lều ở chợ, qua ngày đoạn tháng, cứ thế ông bám lấy chợ mà sống. Hồi tôi mới về làng, theo lũ trẻ đi chăn trâu, lên khu nghĩa địa gặp ông gù. Nhìn thấy ông tôi sợ quá, trông ông thật dị hợm, người đâu lại có cái lưng kỳ quặc đến thế. Mới đầu tôi cứ tưởng ông đeo ba lô, sao lại gần hóa ra không phải. Nhìn ông, tôi cứ nèm nép đi sau mấy đứa bạn. Đã thế, cạnh ông còn có con chó to như con bê nữa đứng cùng mắt nó lơ láo đầu nó ngảnh lên ngó nghiêng tứ phía như canh chừng miệng nó hít hít người người cảnh giác kiểu này nó mà phi một phát chồm lên vồ ai đó thì chỉ có chết vậy mà mấy thằng bạn trẻ trâu của tôi vẫn cứ vô tư cười đùa cùng ông gù còn trêu cả chó của ông nữa về sau tôi cũng quen dần chúng tôi thấy lấy ngôi nhà của ông gù làm chỗ đàn đúng gọi là nhà cho nó sang chứ thực ra nó chỉ là túp lều che nắng tránh mưa trong lúc lũ châu ung dung gặm cỏ thì chúng tôi bày trò chơi trận giả mà mới mà cũ là chỗ ẩn nấp lý tưởng để bọn tôi bắn nhau chẳng đứa nào sợ ma tôi cũng thế lúc đầu cũng run lắm sau rồi thấy chúng nó ầm ào sung phong đùm đoàng tôi cũng quên bén đi cũng lăn lê ẩn náu, cũng bằng bằng tấn công. Chỉ đêm về, hình dung lại khu mồ mả mới sợ. Vậy mà hôm sau gặp nhau, chúng tôi lại chiến đấu vô tư. Ông gù luôn nhắc chúng tôi, không được nghịch bậy trên những ngồi mộ. Đứa nào lén phén, ông dọa, sẽ gọi ma, huyệt chó, xử lý ngay. Thằng nào thằng ấy, sợ, vãi, đai. Chán trò trận giả, chúng tôi kéo vào nhà ông gù hòa giải thực ra là xem có củ khoai củ sắn nào để ăn đùa giãy nhiều nên chúng tôi nhanh đói hình như ông gù cũng biết điều này cho nên ngày nào ông cũng chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn hôm thì rổ sắn luộc hôm lại giá khoai lang lúc khác thì nải chuối có hôm có cả bưởi quýt cam chanh toàn những thứ trong vườn trại của ông chúng tôi tranh giành nhau ăn vô tư sau đó thì quây quần nghe ông kể chuyện hoặc chơi đàn chuyện ma mà chuyện cổ tích chuyện đánh mỹ chuyện nào cũng thích tôi rất sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma thế mới lạ nhưng thích nhất vẫn là nghe ông đàn hát khi đó mặc dù người ông co quắp cuộn lấy cây đàn chỉ thấy lưng là lưng nhưng nhìn ông phiêu lắm đàn bầu thánh thót ghi ta bập bùng tiếng hát ông khi thì não nẻ sâu lắng lúc lại hào sảng vút lên đôi mắt ông ta xăm vời vợi, hình như ông quên có bọn trẻ con chúng tôi ở đó. Trong lúc ông đàn hát, con vẹn nghiêng đầu vảnh tai, nó vừa nghe, vừa nhìn ra xung quanh. Nắng gió sớm mai, dưới gốc đa dợp bóng, cạnh túp lều tranh, nhìn cảnh ông cháu chúng tôi quây quần bên nhau thả hồn theo tiếng đàn lời hát, thì không ai nghĩ đó là hú nghĩa địa. Một đêm học xong bài, tôi leo lên giường ôm bà ngủ vừa thiêu thiêu chợp mắt thì tiếng đàn bầu từ nhà ông gù vọng tới tôi nằm yên chăm chú lắng nghe thương nhớ ở ai sao rơi đêm sắp tàn trăng tà người ra đi coi nhớ tôi vỗ vỗ vào vai bà bèo giạt mây trôi bà ơi ừ bà biết rồi nằm yên nghe đi con nghe lời bà Tôi nằm im không nhúc nhích Tiếng đàn bầu đêm khuya nghe rõ mồn một Từng nốt, từng nốt Thánh thót vang lên Những giọt nhớ giọt thương Cứ lặng lẽ nhỏ xuống tan vào không gian Loang xa Không nghe thấy tiếng ông ngủ hát Chỉ tiếng đàn thôi Mà tôi như nghe rõ cả tiếng lòng ông Bà tôi khe khẽ hát theo Một mảnh trăng treo Suốt năm canh Anh ơi trăng đã ngả ngang đầu đôi mắt tôi trong trong thả hồn theo câu hát mãi tới khi tiếng đàn dứt tôi mới dám hỏi bà bà ơi ông gù đàn hay quá bà nhỉ ừ hay nhưng mà buồn cháu ạ à. ông ấy ở một mình sao không lấy vợ hả bà cái số ông ấy thế thôi cháu ngủ đi mai dậy sớm còn đi học lớn lên rồi cháu sẽ hiểu Bà tôi gạt đi rồi vỗ về cho tôi ngủ. Biết tôi không thể hỏi gì thêm, cộng với cơn buồn ngủ ập tới. Tôi thiêu thiêu, chợp mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chuyện vợ con của ông gù, và vì sao ông gù lại sống độc thân vậy, mãi gần đây tôi mới rõ. Thứ nhất, ông gù mặc cảm cho hình dạng kỳ quái của mình, lại không quê hương thân thích nên ông không dám nghĩ tới chuyện vợ con. Thứ hai, ông ấy đã lỡ dở một mối tình, bị người tình chạy trốn nên ông càng đoạn tuyệt với phụ nữ. Tôi nghe dân làng xì xảo bản tán nên mới biết, mặc dù lưng gù vậy nhưng với tài lẻ của mình, hồi trẻ khi ở chợ, anh Nhiêu cũng được rất nhiều cô gái để ý tới. Thời kỳ đó, thanh niên trai tráng ở làng khá hiếm, họ ra trận cả. Chỉ những anh đùi quẻ mẻ sứt, không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ mới ở lại làng anh gù nằm trong số đó hơn những người cùng cảnh khác anh gù có tài đàn hát mà đàn hát thì dễ đi thẳng vào trái tim và lòng người nhiều cô gái đi chợ chỉ để xem và nghe anh gù đàn hát thế rồi nhớ rồi thương rồi yêu lúc nào cũng chẳng biết khi đã thương yêu rồi thì cái lưng gù ấy có là gì đâu đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà cần phải làm đẹp hơn nữa lại là trai thời loạn thế nên anh gù được nhiều cô gái để ý lắm trong số đó có bà tôi bà tôi không phải người làng cổ cò bà ở làng dưới xã bên cũng như bao gái làng ngày đó bà tôi cũng cấy hái chạy chợ cũng ra chợ và cũng gặp anh gù điều đó là tất nhiên nghe tiếng đàn lời hát của anh gù bà tôi cảm tình ngay tính bà tôi vậy, rất nhạy cảm lãng mạn, Bà năng đi chợ hơn, rồi cái gì đến đã đến, bỏ qua hình dạng xấu xí của anh, bà tôi lân la làm quen, hai người cảm thông chia sẻ giúp đỡ nhau ở chợ, anh gù giữ chỗ bán hàng quét dọn bưng bê rau củ phụ việc cho bà tôi, dị tật vậy mà anh ấy nhanh nhẹn lắm, ngược lại cứ có gì ngon bà tôi lại phần anh gù những hôm đột xuất mưa gió hai người nép vào nhau chúa mưa trong cái quán chợ và thế là lửa tình bén lên âm ỉ cháy trong lòng mỗi người chuyện bà tôi phải lòng anh gù đến tai cụ ngoại tôi cụ kiên quyết gọi bà tôi về cấm tiệt không cho bà tôi đi chợ nữa cụ bảo lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống thằng gù ấy giống nó đã chẳng ra gì họ hàng anh em lại không có ai sao có thể trao thân, gửi phận. Cắt, cắt ngay, nếu không tao từ mặt mày không bố con gì cả. Cụ ông đã vậy. Cụ bà cũng thế, rồi cả họ xuống vào dứt khoát lôi bà tôi ra khỏi anh gủ. Sau đó, bà tôi được gả cho ông tôi bên làng cổ cỏ. Ông là thương binh vừa giải ngũ về. Oai oam thay, nhà ông tôi lại gần khu nghĩa trang làng, cách nhà ông gù có đúng một tràn ruộng vậy là thi thoảng hai người vẫn gặp nhau ông tôi cũng láng máng biết về mối tình của bà nhưng cho qua thằng gù ấy sao sánh với ta ông tôi đã nghĩ vậy còn bà tôi cũng yên phận với duyên số của mình thương ông gù lắm bà cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa thở dài từ đó trở đi không thấy ông gù để ý đến người phụ nữ nào nữa ông sống lặng lẽ khiêm nhường trên khu nghĩa trang của làng. Chuyện tình của bà tôi với ông gù, tôi cũng chỉ nắm sơ sơ vậy. Phần vì tôi quá nhỏ tuổi để hiểu chuyện người lớn, phần vì ham chơi học hành đã cuốn hút tôi. Từ ngày ông tôi mất, tôi về ở với bà, tôi thấy bà tôi quan tâm chăm sóc ông gù nhiều hơn, mặt khác, thấy ông gù lại hiền lành, chịu khó, rất yêu quý trẻ con thì tôi cũng yêu mến ông ấy, coi ông ấy như người nhà. Tôi không sợ cái lưng gù của ông ấy nữa. Nhiều trưa hè nắng oi hay những ngày đông giá buốt, tôi thường trốn bà lên chơi với ông. Mùa hè thì hóng gió mát, mùa đông thì kiếm củi, đốt lửa sưởi Hai ông cháu díu rít với nhau. Tôi rất thích đàn sáo, cứ lân la bên cây đàn. Có lần tôi trộm ông, lấy cây đàn, gảy thử. Đàn bầu kêu ong ỏng, đàn guitar thì phừng phừng ông gù ở đâu về thấy vậy nói thích hả thích thì ông dạy cho mà đàn tôi giật mình hốt hoảng thế nhưng khi nghe ông nói vậy tôi lập tức mừng rơn vâng ông dạy cháu đàn nhá cháu thích đàn lắm ông ạ và thế là tôi được ông chỉ cho cách cầm đàn cách bấm nốt và cách gảy cây guitar to hơn cả người tôi ngón tay tôi với mãi cũng không bấm được phím đàn chỉ có cây đàn bầu là còn khả dĩ. Dần dần tôi cũng vọc vạch tưng tưng như ai. Trước tháng ông gù nằm liệt giường, ông hay ôm guitar chơi bài cát bụi của Trịnh Công Sơn. Ông đàn, ông hát, nghe thương lắm. Bà tôi cứ ngẩn người ra thở dài mỗi khi nghe ông đàn. Rõ khổ, sao mà dây dứt ra giết thế? Bà kể, ngày trước ở chợ cũng vì những bản nhạc trịnh công sơn này mà ông ấy bị xã gọi làm kiểm điểm đấy dạo đó người ta cho những bài hát này là nhạc vàng ủy mị không hợp với không khí cả nước ra trận vì vậy cấm tiệt ông gù làm kiểm điểm cam kết không đàn hát những bài như thế nữa ông chuyển sang hát dân ca và những bài ca cách mạng những năm gần đây không khí đổi mới văn nghệ đi vào thân phận con người Nói về cái tôi bản thể Để từ đó hướng tới Cái ta toàn cục tốt đẹp hơn Thì những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn nói riêng Và các tác phẩm văn học nghệ thuật Ngày trước bị cấm Nói chung Mới có chỗ đứng trở lại Ông Hù thoải mái đàn hát Đêm nào cũng vậy Tiếng guitar của ông tỉa Những bài hát Trịnh Công Sơn lại bập bùng vang lên Nghe ông đàn hát Tôi thấy yêu mến cuộc đời này Học hành cũng thấy hứng thú Đặc biệt những lúc tôi ôm đàn học nhạc cứ ngỡ mình đã lớn lắm rồi vậy thế mà bây giờ ông gù đã vội vã bỏ tôi mà đi cả ngày qua bà tôi ở bên ông gù chỉ lúc trưa bà tạt qua về nhà cho tôi ăn cơm xong bà lại sang với ông khác với mọi ngày mãi lên đèn rồi bà tôi vẫn chưa về tôi sốt ruột lắm cơm tôi đã nấu xong chỉ chờ bà về là ăn. Vậy mà càng chờ, càng không thấy bà. Mãi hơn 7 giờ tối, bà tôi lật đật chạy về. Bà nói ngay: "Ông ngủ vừa đi rồi, cháu ạ." À. "Đi đâu hả bà? Sao ông ấy lại đi vào lúc tối này?" Tôi hồn nhiên hỏi lại. "Ông ấy mất rồi, cháu ơi." Bà tôi khe khẽ kêu lên. Tôi buột miệng hỏi lại bà. Ông ấy toi rồi ạ. À? Bà quắc mắt nhìn tôi. Cháu không được nói vậy. Nói như thế là không kính trọng ông ấy. Biết chưa? Tôi luống cuống rồi nhận ra sự ngờ ngạch, vô duyên của mình. Đúng là đồ trẻ con. Tôi lý nhí. Cháu xin lỗi. Tại cháu quen mồm bà. Bà tôi xuống giọng xí xóa. Thôi, không sao tranh thủ ăn tối Rồi hai bà con mình sang với ông ấy Vừa ăn Bà vừa kể giây phút cuối đời của ông gù Cứ tưởng ông ấy khỏe trở lại Nào ngờ như ngọn đèn sắp tắt Ông ấy bùng lên hôm kia Rồi cứ thế lịm đi May lúc ông ấy sắp đi Có bà với ông Huy ở đó Ông lên cơn thở dốc Tay quèo quào Chỉ vào dưới gối của mình ông cố ra hiệu cho bà lại gần ông bà ghé đầu sát vào tai ông ông gù nói thì thầm đứt quãng tôi tôi đi đây bà đợi bà ở bên kia bà nhé rồi ông ấy đuổi ra tắt thở đôi mắt ông ấy cứ trừng trừng nhìn bà ông huy vội vàng vuốt mắt cho ông ấy bà gục đầu vào ngực ông ấy khóc nức nở con có biết không bà tôi nói ông gù chuẩn bị cái chết cho mình đấy ông ấy để bọc tiền và tờ giấy di trúc ở dưới gối lúc bà và ông huy bế ông ấy lên thì thấy những thứ đó ông ấy cảm ơn dân làng cổ cò, dặn khi nào chết thì nhờ dân làng mai táng cho với số tiền mà ông ấy đã dành dụm được. Nếu còn dư chút nào đó thì ông ấy hiến tặng cho các cháu mẫu giáo mua đồ chơi. Rõ khổ, sao lại có người chu đáo thế không biết. Bà tôi thở dài, đôi mắt bà ẩn ẩn nước. Chờ cho bà tôi qua cơn xúc động, tôi hỏi bà ông ấy tích cóp được nhiều không bà năm chục triệu tiền mặt một cuốn sổ tiết kiệm hai mươi triệu thế cơ ạ à? bà tôi lặng lẽ gật đầu có một bí mật bà tôi không nói ra mãi sau này tôi mới biết đó là trong cái bọc ông gù để lại có lá thư của bà tôi gửi ông ấy hồi hai người bén duyên nhau Lá thư này được gói trong chiếc khăn mùi xoa, theo đôi chim đang bay và hai chữ N, T lồng vào nhau xoắn suýt. Đó chính là tên ông ấy và tên của bà tôi do bà tôi theo tặng. Cầm những kỷ vật đó, ông uy hiểu và lặng lẽ nhìn bà cảm thông. Đám ma ông ngủ đông lắm, hầu như cả làng cổ cỏ đưa tiễn ông. Mãi ba ngày sau, bố tôi mới về tới nơi. Tôi theo bà và bố tôi lên nghĩa địa, thắp hương cho ông. Ông ngủ nằm đây, mồ yên mà đẹp, xung quanh ngôi mộ phủ kín những vòng hoa. Những bông hoa đã bắt đầu héo. Thật bất ngờ, khi ba chúng tôi đến, nằm thủ phục cạnh ngôi mộ là con chó vàng. Mấy hôm đám không thấy nó đâu, bây giờ thì nó nằm bẹp dí ở đấy thế chúng tôi đến nó ngước cặp mắt mệt mỏi lên nhìn bụng nó lép kẹp người nó bẹp rúm mấy ngày nay chắc nó không ăn uống gì rồi vậy mà bát cơm quả trứng trên nấm mồ kia vẫn còn nguyên tôi chạy đến vuốt ve nó nó khe khẽ rên ư ử ngúc ngoắc đuôi lờ đờ nhìn chúng tôi bố tôi thắp hương cúi đầu lầm nhậm khấn vái trước mộ ông gù cả bà tôi cũng thế sau đó bà tôi đến bên con chó vỗ về. Chả biết bà có nói gì với nó không, mà tôi thấy nó rên ư ử to hơn. Đầu nó rụi mãi vào tay bà, còn đôi mắt thì cứ hướng mãi về phía mộ. Trên mộ, những nén nhang lập lòe, cháy đỏ, tỏa ngát hương thơm trong làn gió sớm mai đầu hạ. Nhìn về ngôi nhà dưới gốc đa, tôi thấy ông gù hình như vẫn đang ở đó. Hạt bụi nào Hóa kiếp thân tôi bất chợt vang vẳng bên tai tôi tiếng đàn và giọng hát của ông gù. Hai khóe mắt tôi bỗng trào ra hai giọt lệ lăn dài trên đôi má. Bạn vừa nghe chuyện ngắn "lão gù" của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Ngay từ nhan đề chuyện "lão gù" của nhà văn Đỗ Xuân Thu đã hé lộ về nhân vật chính của tác phẩm. Tuy vậy, giống như nhà văn đã bộc bạch trong truyện ngắn này, lão là một đại từ trung trung, không thấy được ngay sự tốt xấu hay kính trọng. Cuộc đời lão gù không được kể từ ngôi thứ nhất mà dần hiện lên qua hồi tưởng của nhân vật tôi và bà nội và kể từ đó câu chuyện rẽ hướng liên tục khiến người đọc người nghe đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hóa ra lão gù có tên hóa ra lão là người dưới xuôi hóa ra người đàn ông khuyết tật ấy cũng có một mối tình mà chuyện càng về cuối càng rồn nén để rồi vỡ hòa trước số phận của một con người dẫu méo mó về hình hài nhưng vẹn tròn về nhân cách cũng từ đó người ta thấy chuyện lão gù còn soi chiếu một cuộc đời song hành khác cuộc đời của bà nội nhân vật tôi Giữa những câu chuyện đã lỡ, đã rồi chẳng làm sao khác được về một cô thôn nữ bị gia đình cấm cản qua lại với thằng gù vẫn còn đó nguyên vẹn tình nghĩa rằng phải duyên để thiếp với chàng vô duyên người nước, người làng với nhau Và Phà Trăng cũng chính vì tình nghĩa ấy mà làng quê trong chuyện ngắn lão gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu vẫn giữ được sự yên ả, à, thanh bình Các bạn thân mến Chuyện ngắn, xóm, cồn của tác giả An Thư đi sâu vào những thói tục đã ăn sâu thành định kiến truyền đời đầy đọa người phụ nữ nông thôn mời các bạn cùng theo dõi Tôi là đứa con gái của xóm cồn. Cái xóm nhỏ con con nằm bên dòng kênh nước chảy lững lờ, mùa nắng cũng như mùa mưa, chẳng khi nào vơi cạn. Người ta bảo, thời xa lắc xa lơ nào đó, xóm chỉ là một cồn đất hoang vu trồi lên giữa cánh đồng lau lách. Có người phụ nữ chẳng hiểu vì sao lưu lạc đến nơi này, không chồng không con, bà dựng lều một mình khai hoang, sau mấy trăm năm mới nên xóm nên làng. Nhà tôi mái ngói sân gạch nhỏ xíu xiu nằm gần cuối xóm, bên rặng xoan già cứ cuối mùa xuân lại trổ hoa tím biếc. Bà nội tôi nhỏ người, dòng cao, khuôn mặt bà có đường lông mày cong và mỏng, môi cắn chỉ sắc nét bã trầu, nhưng đôi mắt sâu thì luôn phảng phất những nét buồn rất lạ. Chiếc áo bà ba màu gụ hay chiếc quần lụa đen nhánh bà mặc thường phảng phất mùi băng phiến, thứ mùi ngai ngái xa xôi. Bà ít nói to, hầu như chẳng bao giờ quát tháo hay chửi mắng ai, nhưng lại ưa chỉ chiết. Tôi rất sợ những câu chỉ chiết của bà về một chuyện nhỏ nhặt nào đó trong ngày. Lời bà nói bâng quơ lắm, cứ nhẹ nhàng như người ta thả con diều ra rồi để trôi theo gió thôi. Nhưng lật đi lật lại thì mỏng và sắc lem lẻm như cái lưỡi dao bà vẫn dùng để bổ cau hay châm lỗ trên miếng trầu cánh phượng. Tỉ như trong bữa cơm khi con mén em tôi đang ngửa cổ lùa bát canh vào miệng bà gõ đũa nhẹ nhàng lên cái mâm đồng nâu xỉn rồi thẽ thọt nói đồng ăn trông nồi ngồi trông hướng cái tuồng con gái miệng rộng đến tai phàm ăn tục uống sau này nhà chồng nó lại chẳng đào mả nhà mình lên tỉ như ngày cô miên hàng xóm đón thằng con trai đầu lòng bà lạnh lùng nhấm nhằng nhà người ta có phúc có phần sinh được cháu trai. Nhà nào vô phúc mới chỉ đẻ ra giặt sò hến đái thối nhà. tỷ như khi bố gửi lương về, tiền bà cầm cháp bà giữ, nhưng bà vẫn ngồi trên bậu cửa, hờ vọng vào buồng trong, rằng số con trai bà khổ, ngày đêm vất vả chân mặt trên thao trường, để lũ sò hến ở nhà nằm phưỡn ra ăn. Tiếng bà mỏng đanh, và thêm tí rền rĩ càng làm nhói tai người. Sau này mẹ kể, lần duy nhất mẹ được bà gọi con xưng mẹ là cái hôm bước qua cây cầu bắc ngang kênh về nhà chồng. Bà ngoại nước mắt lưng chồng cầm chặt tay bà nội gửi gắn. Nhờ bà thương lấy cháu. Từ đó về sau là thôi, thôi hẳn. Những bữa cơm bao giờ mẹ cũng cúi gằm mặt xuống, vì kiểu gì bà cũng thả vài tiếng chỉ tiếng bấc trong ký ức của mình tôi nhớ mẹ tôi vất vả chưa từng một lần được đặt lưng lên giường vào giấc ban trưa dù có lên cơn sốt đầm đìa mồ hôi nói chuyện ngủ trưa ờ uh, kể cũng buồn cười ở cái xóm cồn của tôi đàn bà không được ngủ dậy muộn đã đành nhưng đến việc ngủ trưa cũng không có quyền buổi trưa không ra đồng không vào bếp đàn bà sẽ nghĩ ra đủ việc để làm. Khi dần mùng gạo, lúc bệnh cái chổi rơm, hay tìm vài cái lá đuối rồi cọ cho trắng chiếc tích pha trà đen xỉn để từ buổi khương mươi niên nào đó. Nhàn rỗi hơn nữa thì tụ tập bên cầu ao dưới gốc mít cổ thụ trong vườn ai đó, quạt mo cau phành phạch kể chuyện con gà mái vừa mất đêm qua, chuyện bán yến thóc để mua bộ sách giáo khoa cho con, chuyện ăn chuyện ỉ của thằng cu cháu làm gì cũng được, chơi gì cũng xong, nhưng không được ngủ trưa. Kẻo cái tiếng con đàn bà lười thối thay lại vang khắp làng trên xóm dưới. Bà nội chẳng chửi bới mẹ con tôi bao giờ. Hàng xóm khen bà ăn ở với con dâu hiền lành là thế. Cái kiểu của bà không phải lửa sơm bùng lên khiến người ta đau bỏng một lần rồi tắt. Đó là kiểu của người cầm sợi cước, miết đi miết lại trên một vết thương ngoài da, chẳng đau to búa lớn làm rách da rách thịt mà cứ nhấm nhẳng đau thấu tâm can. Với bà, chị em tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Vùi vào lòng bà nghe chuyện cổ tích, nằm ngửa lưng cho bà gái rôm, mè nheo bà đòi cục kẹo gôm dây kẹo kéo là điều thằng kèo thằng ốc, con tí con na đều quen thuộc. Nhưng với con mén và tôi, tất cả những điều bình dị ấy như một câu chuyện cổ tích ở nơi nào xa lắm, xa như những vì sao sáng trên trời mà chị em tôi vẫn nhìn qua cửa sổ hàng đêm trừ ngày mây dày hay mưa gió khoảng cách giữa bà nội và chúng tôi lớn như thế nào thì khoảng cách giữa bố và mẹ cũng gần như thế bố tôi là quân nhân cũng giống như ông nội đây là điều ông ngoại tâm đắc nhất khi chọn chồng cho con gái tức là mẹ tôi ở cái làng quê nhỏ bé này gia đình có truyền thống cách mạng thì nhiều lắm nhưng mấy nhà có đến hai đời cha con đều là sĩ quan như gia đình bố hơn nữa cụ thân sinh ra nó như cách ông ngoại vẫn gọi lại còn là liệt sĩ dễ thường mẹ tôi phải tu bao nhiêu kiếp mới được bước chân vào làm dâu một nhà như thế đơn vị ở xa nên bố đi biển biệt ngày tôi còn nhỏ Lần bố ra đi và lần trở về, dài đến nỗi tôi không đếm xuể tháng xuể ngày. Tôi với con mén có chung hai điều mong đợi. Một là mong đến Tết, hai là mong bố về. Ngày Tết hẳn nhiên vui, ngày bố về còn vui hơn nữa. Bà nội không tiếng chỉ tiếng bắc ba mẹ con, đấy là điều vui thứ nhất. Điều vui thứ hai là chị em tôi được ăn những bữa cơm cao lương mỹ vị. Lương bố gửi về, bà nội giữ mà bà thì keo sẻn. Mỗi tuần hai phiên chợ làng, phiên nào bà cũng chỉ mua mấy lát đậu phụ nướng hoặc ít con cá rô, vài ba lạng chám. Miếng đậu mua về sắt con chỉ rồi đem kho thật mặn. Nếu là cá rô kho chám thì ra giảm tương tự thế. Bữa cơm nào dọn ra cũng có đĩa sau bát mắm tô canh và chút đồ ăn mặn. Ai đó bất chợt vào nhà lúc cả nhà đang dùng bữa cũng không đến nỗi cám cảnh mà than rằng sao ăn toàn rau không vậy nhưng đấy là bề ngoài hôm nào đĩa đậu đĩa cá cũng dọn ra rồi lại đổ nguyên vào nồi kho lại phải mấy hôm sau khi miếng đậu lên mốc xanh xanh hay miếng chám nhừ ra như bột thì trong bữa cơm bà mới gắp như tín hiệu cho phép cả nhà cùng ăn hồi bé tôi cứ tưởng chỉ có mình nhà tôi mới thế nhưng khi bắt đầu dự nhiều cuộc tán gẫu bên bờ ao mới biết ở xóm cồn nhiều nhà cũng giống vậy đĩa đồ ăn mặn là tượng hình của thứ sĩ diện tồn tại suốt bao đời trong xóm nó được dùng để tỏ cho láng giềng hay huyễn hoặc chính những người ngồi quanh mâm cơm rằng gia cảnh không quá nghèo quá khổ nên khi người ta không có tiền mua thức mới người ta không dám ăn ngay những thức cũ mà phải giữ ngày này sang ngày khác để có cái bày ra mâm lâu dần dù cuộc sống có khấm khá hơn đôi chút nó trở thành một cái nếp kỳ cục một thói quen khó bỏ một cách tiết kiệm một việc cho thấy người ngồi ăn là kẻ thanh đạm chứ không phải phường tục ăn tục uống bố về thì khác mâm cơm kiểu gì cũng có bát canh ốc nhồi chuối đậu sóng sánh thêm đĩa thịt ba chỉ luộc cuốn lá sung và dăm cây nem cuốn rán mỡ lợn vàng ruộng. Có khi bà nội còn sai mẹ làm hẳn con gà. Tôi đã quen ăn uống thanh đạm nên cũng cầm chừng. Chỉ tội con bé mén vụt đầu vào ăn, y như những lần mẹ dắt hai đứa qua cầu sang bà ngoại ở bên kia con kênh. Những hôm như thế, có món gì ngon bà ngoại đều mang ra hết, vừa đút cho cháu ăn, vừa chấm nước mắt nghẹn ngào. Bố về Chị em tôi đứa nào cũng có vài bánh lương khô, gói kẹo hoa hồng. Bà nội có tấm vải lụa đen may quần, mẹ có chai dầu gội. Đấy là niềm vui thứ ba. Quả cáp ăn uống chỉ là một phần. Khi 7-8 tuổi, tôi thích bố về vì cái cảm giác ông lần lượt bế bồng hai chị em, xoay một vòng rồi thơm vào má, cụi cụi chiếc cầm lởm chởm sâu vào cổ, khiến chúng tôi không nhịn được, bật cười khanh khách. Khi 9-10 tuổi, Bố không còn bế tôi nữa mà xoa đầu âu yếm với một bàn tay rất đỗi dịu hiền. Nhưng chỉ đến khi 11, 12 tuổi, tôi mới đủ lớn khôn để gạt những hớn hở trẻ con sang một bên và để ý đến khóe mắt u buồn của mẹ mỗi khi bố về. Cho đến bây giờ, khi đã trở thành một đứa con gái 30 tuổi, tôi mới thấm thía nỗi buồn hiu hắt mà mẹ phải chịu đựng trong những ngày tháng cũ. Có đôi lần trong dịp bố về, tôi dậy giữa đêm lần theo tiếng thút thít thấy mẹ ngồi ôm mặt khóc ngoài hàng hiên lại có lần mẹ ngồi nhìn tấm ảnh chụp chung với bố nơi đầu giường đôi mắt thẫn thờ để rồi khi tôi bắt gặp bà như đứa trẻ vừa làm điều có lỗi giật mình vội ngó qua hàng xong nhìn bầy chim sẻ từ mái ngói xà xuống sân ăn thóc cố tránh ánh mắt dò hỏi của tôi bố mẹ rất ít trò chuyện cùng nhau trong những lần gặp gỡ hiếm hoi của cuộc đời họ. Với con cái, với bà, với xóm giềng, bố có thể nói rất nhiều, nhưng ông lại hầu như không tìm ra điều gì khả dĩ để sẻ chia với người đàn bà của mình. Vào những buổi trưa hè lênh láng nắng, khi bà nội cắp mau cao sang gốc thị nhà hàng xóm, hai đứa tôi nghịch chơi riêng, mẹ sàng gạo trong bếp hay đun nồi nước lá gội đầu bố thường ngồi bất động hàng giờ ngắm bầy ong bầu sắt bất sang bang ra vào trên những ống tre khô làm giàn cho dây mướp ông lặng lẽ không nói một lời không cười cũng gần như không động đậy có lần tôi với con mén trèo bên cửa sổ chăm chú nhìn ông ngồi tạc vào buổi trưa mệt mỏi nặng nề tiếng chim gù vọng từ phía nắng xa xôi nào đó người lớn thật lạ họ có những ẩn ức không nói ra và trẻ con bọn tôi dẫu bị mang tiếng tò mò, vẫn thỉnh thoảng ít nhiều bị những ẩn ức ấy thôi thúc phải đi tìm câu trả lời cho chúng. Thực ra lên 9 tuổi, tôi đã nghe phong thanh về một người đàn bà khác của bố trong những câu chuyện bên cầu ao của các bà các chị. Khi chị em tôi ngồi búng sỏi xuống mặt ao, họ vô tâm nói về đứa em trai nhỏ của tôi với bà dì đẹp lắm, kèm theo tiếng cười rúc rích hai người đó là ai? Tại sao họ ở nơi xa thế mà lại là em tôi, là gì tôi được? Con mén rủ tôi đem điều ấy về nhà hỏi mẹ. Mẹ đang lật chiếc vali vải màu huyết dụ cũ kỹ, xếp gọn những bộ quần áo mùa đông của cả nhà. Nghe con mén hỏi, đôi tay chai sần của mẹ dừng lại trên tấm vải dạ sờn nâu. Tôi có cảm giác như những sợi gió cuối xuân phả vào mái tóc xác sơ của mẹ, một nỗi buồn không tưởng mẹ im lặng không nói gì. mấy hôm sau, với đôi mắt quầng thâm, mẹ te tái đội nón dắt tôi sang nhà ông bà ngoại. Hôm ấy mấy khóm cúc tần bên vườn nhà ông bà ngoại phả vào không khí mùi hương nồng dịu. Tôi ngồi bên sân gạch, tay mân mê những sợi tơ hồng óng ả. À. Bên cạnh, con mèo đen nằm ngáp nắng, vẻ mặt thờ ơ. Chỉ lát sau, trong nhà vẳng ra tiếng mẹ khóc tiếng bà ngoại yếu ớt rỗ rành, Một tiếng vèo lướt qua khiến tôi giật mình. Tiếp đó là tiếng choang khô khốc, gió như ngừng thổi và nắng nhờn nhơ đậu lại trên mấy mảnh thủy tinh đã vụn ra dưới mặt trời. Con mèo đen khôn lòi nhảy phát lên bức tường loang lổ nắng tự bao giờ. Chỉ có tôi ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiếng ông ngoại dằn lên hòa vào những mảnh nắng vỡ ra đung đưa theo gió. Hay chi phường trốn chúa lộn chồng để tiếng cho mình cho con, cho bố mẹ. Một đời tôi theo cách mạng, theo đảng, xóm giềng đều trọng vọng. Chị tính sao thì tính. Lúc ông ngoại nói ra những lời ấy, nắng đã lên rực rỡ. Mùi cây cúc tần bị ai đó vặt lá nồng dậy lên đặc quánh trong không khí con mèo nguẩy đít bỏ đi để lại tôi trên sân với những dây tơ hồng dập nát. Khi ông ngoại sang nhà hàng xóm đánh cờ giải tỏa nỗi bực dọc, bà ngoại kéo mẹ vào buồng. Cái căn buồng nho nhỏ có nền đất phả mùi xưa cũ, nơi tôi từng ước ao được về nằm trên lòng bà nghe kể chuyện mỗi khi hè sang. Bà ôm lấy mẹ, rồi cả hai cùng khóc. Nước mắt bà chảy thành từng giọt đùng đục xuống làn da răn reo nước mắt mẹ trào lên tức tưởi khóc chán chê tiếng bà cất lên nặng nề khe khẽ con ạ à, đất lề quê thói đàn bà bỏ chồng điều tiếng lắm nào phải mẹ không thương con nhưng mà bây giờ con bỏ chồng bố mày phải sống làm sao với xóm giềng đây sinh ra làm thân đàn bà đã là tuổi cực rồi lội chân bến trong thì hưởng ghé phải bến đục cũng cố đành mà chịu mình khổ đời mình rồi đừng để tiếng cho con ngày hôm đó không có món ăn ngon như thường lệ trò chuyện xong với bà mẹ dắt tôi lầm lũi qua cầu về với xóm cồn bên kia con kênh xóm của những người đàn bà không được phép bảo chồng như mẹ ở xóm cồn đàn ông thường chỉ làm việc lớn tôi không rõ việc lớn ấy là những gì vì quanh quần cũng chỉ thấy họ thổ vài xe lúa mùa gặt, quốc mảnh đất mùa gieo mạ. Những việc đàn bà thậm chí phải cáng đáng nhiều hơn. Nhưng họ nhất định không bao giờ làm việc nhỏ, nghĩa là những công việc lặt vặt trong nhà. Nếu một người đàn ông nào đó bị bắt gặp khi đang lụi cụi giặt chậu quần áo, hí húi vo gạo thổi cơm, thì anh ta sẽ trở thành nhân vật chính được đem ra chế nhạo bên mâm rượu tơi bời như một cách khơi gợi những chàng cười vô tâm trong tiết trời gió mưa ảm đạm đàn bà xóm cồn khổ nhưng họ chấp nhận sự khổ ấy trong cam chịu bằng lòng và thậm chí tự hào như mình đang hy sinh vì một điều gì tốt đẹp đàn bà càng khổ càng nhẫn nhịn trong cái khổ thì càng được các bà các mẹ và đương nhiên cả cánh đàn ông ca ngợi như một tấm gương nhằm săn dạy lũ gái dậy thì. Đầu xa cách nhà tôi có mấy dạng xoan, thím luyên là người đàn bà thường được khấn tên nhiều nhất. Bà nội tôi, người hầu như chả bao giờ khen ai mà thỉnh thoảng cũng quẩy quạt mo cau quả quyết. Nếu có cây mề đay cho người vợ chịu khổ giỏi nhất, chắc mẹ luyên đeo đỏ ngực lâu rồi nguyên là chú Luyên chân cả nhắc cả nhắc, mặt chót, nếp nhăn trăng trịt, vang ủng như quả táo tàu, làm gì cũng yếu xìu, nhưng uống rượu thì khỏe không đối thủ. Thím đi làm đồng về, vai tòn ten quang gánh, tay phải lúc liệu một xà cạp cua nhộn nhạo, hay sâu cá lia thia hoặc chùm nhái bén, quả cho thằng quất con bưởi con hồng. Ở cái tay phải thím muốn cầm gì thì cầm, sách gì thì sách, nhưng tay trái nhất định phải có nửa lít rượu mang về cho chú thằng quất con bưởi con hồng nhịn cơm thì được chứ chú không thể nhịn rượu bữa nào ngay cả tiền mua sách cho thằng quất chú đem đổi rượu uống với chuối xanh được hai ngày báo hại thằng cu con đi học phải nhìn sách chung với bạn hôm nào không có rượu là hôm đó xóm giềng biết ngay nhà thím luyên cứ như đề vỡ một tay thím bế con hồng một tay cầm cái quạt cóc tài sản đáng giá nhất của cả nhà chạy vòng vòng khắp xóm. Bế con Hồng là vì sợ nó khóc, còn đeo bòng thêm cái quạt là vì sợ trong lúc nóng giận chú đập vỡ thì toi cơm tài sản lớn của gia đình. Cứ thế bà vợ lực lưỡng to khỏe chạy trước, ông chồng nhỏ thó cả nhắc đuổi theo, tay hô cành củi khô loạn xạ, vừa hô vừa chửi bới liên mồm cái tấn bi hài kịch ấy diễn ra thường xuyên đến nỗi chẳng ai trong xóm còn đứng lại nhìn mỗi khi bắt gặp nữa vậy mà thím luyên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng cái phận tôi nó vậy chả lẽ lại trách trời mỗi khi có ai đó bày tỏ sự cảm thông thím lại cúi đầu nói ra câu ấy nếu thím còn đổ tại nỗi khổ của mình cho trời thì thiên hạ biết đổ lỗi cho ai cách nhà thím Luyên độ vài ba phút đi bộ, lại thêm một ngôi sao vợ hiền của xóm. Thím An với chú An vốn dĩ đã là đôi đũa lệch từ ngày cưới. Hồi trẻ chú An đẹp trai nhất nhì xóm cồn này. Bây giờ chú đã ngoài 50 mà vẫn phong độ chán chê, thành niên có khi chạy dài không kịp. Da chú trắng, người chú cao rong ròng Đã thế chú lại còn hát hay, biết thổi sáo trúc. Mỗi sáng chú úp nơm đánh lưới trên kênh, các cô buôn cá, buôn tôm quay lấy chú đông chật cả bờ kênh nhỏ. Dẫu rằng nhiều khi cá tôm của chú trả được phần tư cái mùng cắp nách của các cô. Mỗi tội nhà chú nghèo. Thuở ấy cả xóm đã có nhà ngói, nhà bằng mà mẹ con chú vẫn ở nhà tranh vách đất. Bà mẹ chú mù lòa lại phong thấp, lẩy bẩy như gà dù mắc mưa, suốt ngày chỉ biết ngồi ở cửa ngóng con. Đến con lợn xề hay đàn gà nhép cũng không chăm được độ chú lấy thím an làng trên xóm dưới xôn xao một dạo thím an xấu người da đen nhẻm người nhỏ nhỏ tròn tròn như cái hạt mít vùi cho nhưng bố mẹ thím có của ăn của để nhà thím ao gần mẫu đàn bò dăm bảy con lại có thêm cái xe máy kim vàng giọt lệ chú an lấy thím hôm trước hôm sau nhà vợ dắt sang đôi bò mấy hôm sau nữa anh em đằng thím sang lợp cho hai vợ chồng với bà mẹ chồng cái nhà ngói đỏ tươi rười rượi người ta bảo chú lấy thím vì tiền chú lấy vợ rồi nhưng cứ mỗi lần chú ra kênh tát cá thả lưới kiểu gì khúc kênh ấy cũng xôn xao tiếng cười đùa của các cô buôn cái mùa trở gió hanh hao khi thím nằm ổ đẻ thằng cu đầu chú có người đàn bà khác một trong những cô buôn ấy lần đầu tiên thím khóc thím hờn ghen nhưng rồi tự dằn lòng nhịn vì nghĩ mình thua thiệt nhiều bề chồng chê là điều hôm trước hôm sau chả biết vì thương vợ thương con vì bà mẹ mù đập đầu dọa chết hay vì chán cô nhân tình mà chú quay về niềm vui ngắn chẳng tẩy gang thím nằm ổ đứa thứ hai chú lại tiếp tục đi thím vẫn khóc vẫn ghen nhưng chú nhất định hú hí cùng cô bồ chứ không chịu về nhà trong cái buổi mưa gió rầm rề thằng con lớn đau bụng nằm lăn ra manh chiếu rách, thằng con nhỏ bỏ bú quấy khóc tỉ tê mà chồng thì mất mặt. Thím đánh liều quấn tơi ôm chặt hai đứa con bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau chặng đường mưa trơn trượt, con khóc mẹ khóc nhòa cả mắt. Đến cổng nhà, bố thím sang tay giữ chặt hai cánh cổng tre kiên quyết đuổi con và cháu đi. Mẹ thím đứng dưới mưa vụt tay vào mặt khóc mà không dám nói một lời can ngăn chồng đã nhịn một lần rồi thì cố nhịn thêm lần nữa đàn ông nó đi chán nó về con cái vào rồi lỡ dở chỉ khổ các cháu con ơi cái câu bà mẹ nói với theo con gái lúc nghẹn ngào đuổi thím quay ngược lại nhà chồng ấy vô tình đã trở thành điểm tựa cho chú an chú chả còn biết sợ chú công khai cặp bồ một lúc với mấy cô một cô hàng xén chưa chồng ngoài chợ một bà nạ dòng chồng chết xóm trên một ả à lẳng lơ làm nghề cắt tóc ngoài thị trấn thím an héo quắt người lại vì đau vì hận nhưng thím không khóc nữa cũng chẳng còn mong chú quay về mãi rồi như tấm lưng bị roi vọt quá nhiều thành sẹo lồi sẹo lõm thím trở nên trơ lì với những tin ngoại tình mới của chú bay về từ khắp nơi trong thôn ngoài xóm thím cặm cụi làm quần quật ngày đêm nuôi hai đứa con thêm bà mẹ chồng mù lòa Đến nỗi da ngày càng đen, người càng quắt queo Để mặc ông chồng đẹp trai, mang tỉnh đi thả sông như gió bốn phương Có người khuyên thím làm ầm lên Gọi ba bà chị dâu đến, đe ngửa mấy con đàn bà lẳng lơ cướp chồng ấy ra Mà gọt tóc bôi vôi, mà xé quần xé áo Mặc cao cấu chửi rủa cho hả giận Rồi muốn sao thì muốn Thím chỉ cười buồn Xấu chàng hổ ai để thế này người ta còn thương. Em làm thế, thiên hạ lại bảo, con vợ đó đã xấu người còn xấu nết, nên chồng mới bỏ đi theo gái. Những người phụ nữ khốn khổ trong xóm không dám hoặc không được bỏ chồng. Vậy thì mẹ tôi lý do gì mà bỏ chồng kia chứ? Bà nội tôi quá quát ư, ở cái làng quê này có bà mẹ chồng nào thương con dâu? Bố tôi có con riêng ư, đó chỉ là tin đồn nào ai đã chứng thực. Người ta không biết rằng khi bố ngồi bất động bên giàn mướp, không biết làm gì ngoài việc ngắm mấy con ong bầu bay ra bay vào, là khi mẹ để những giọt nước mắt nóng hổi của mình chảy trên sàng gạo giữa buổi trưa thanh vắng. Người ta cũng đâu biết khi cả nhà đã ngủ say, bố lại bỏ ra phản nằm suốt đêm để mẹ ôm con mén Nghe tiếng ếch nhái ngoài đồng vọng lại, rồi hưu hắt thở dài. Khi đã 30 tuổi, tôi mới thấu hiểu được nỗi đau của mẹ, nỗi đau của một người đàn bà không có được tình yêu của chồng. Nhưng cuộc đời không hẳn chỉ toàn nỗi buồn. Điều may mắn cho ba mẹ con tôi hay cho chính bà nội là thói thường, người càng già càng trái tính. Nhưng bà nội càng nhiều tuổi lại càng bớt trì triết hơn xưa. Những lần con trai độc nhất của bà trở về nhà ngày càng thư thớt, nên khi không băm mớ bèo cho đàn lợn, trộn chút cám cho mấy nhóc gà con, gầy đống rơm khô khốc ngoài đường vun thành từng đống to. Bà thường ngồi bên bậu cửa, ngóng ra cánh đồng xa như đợi một điều gì. Khi sức khỏe yếu dần, đôi khi bà gọi tôi nhờ lấy giúp bà thứ này thứ nọ. Thực ra chỉ là để kiếm cớ, nói vài câu chuyện vu vơ nào đó chuyện của năm ất dậu đói say đói dứt chuyện về một lần đi chợ với bà cố ngoại ăn bánh đúc mắm tôm chanh ớt đã đời hay chuyện chiếc khuyên tai bằng vàng mười đầu tiên bà sắm được những ngày cuối đời bà gọi tôi nhiều đến nỗi khi nghe tiếng bà hắng giọng tôi đã biết lại là câu hến ơi hến à lấy cho bà ngụm nước cho bà xin cái ống nhổ chút thuốc lào xỉa răng hay ti tỉ thứ hầm bà lằng nào khác. Để rồi khi tôi le te đưa ngụm nước ấm cho bà, bà lại đặt xuống để đôi môi khô cong tiếp tục nói về một ngày xa lắc nào đó trong cuộc đời mình. Một buổi chiều cả gió, bà yếu lắm, bàn tay run run, răng lập cập chả còn xỉa nổi thuốc nào Bà nhắc đến bố với những vệt sáng yêu thương lóe lên trong đáy mắt già nua Bố mày ngày xưa nó đẹp trai, nó giỏi Cả làng này chỉ có mình nó sĩ quan thôi đấy Ừ lạ lắm Xóm cồn này bao nhiêu cô mê nó Mẹ mày cũng mê Vậy mà mãi nó chẳng yêu ai Nó gần 30 Bà lo quá nên mới sang nhà rước mẹ mày về đấy chứ Thế mà mẹ mày chẳng đẻ được thằng đích tôn cho bà Vì bố mày mà bà mới sống Chứ không bà uống thạch tín chết đi từ cái năm ông mày hy sinh rồi. Tôi đem chuyện kể cho con mén, nó cười khành khạch. Bà cố còn ác hơn bà nội cơ à, thế đàn bà nhà mình càng ngày càng hiền nhỉ. Tôi nhìn nó thở dài, đúng lúc chuông gió rung lên leng keng, nghe như một kiếp người vừa đi qua khung cửa sổ. thẩm 17 tuổi Ở xóm Cồn cô được xếp vào hàng xinh xắn nhất Là con gái hạng cùng đinh Tuy đôi bàn tay thô kệch vì phải mò cua bắt ốc suốt ngày Đôi chân thâm xỉn vì lội bùn lội kênh Nhưng cái cổ cao ba ngấn Khuôn mặt có đôi gò má hơi cao Nhưng rất ưa nhìn Thì không mưa nắng nào làm thay đổi được Bà mẹ điếc lác chết từ năm đói ất dậu Cùng hai người anh trai Ông bố trột mắt Cụt một bên chân chỉ còn thầm là con gái. Ông lại ho hen, ngày trở gió, cái cần cổ cứ sướng lên như con gạt trống, dương cổ khò khứ mãi mà không gáy được. Người ta coi thường một gia đình như thế, người ta cũng ngại đèo bòng. Nên nhiều trai làng mỗi sáng ngẩn ngơ nhìn thầm ra kênh giặt áo. Mỗi chiều muốn đeo hộ cái bữa nặng chĩu trên vai cô lúc đi đồng về nhưng không ai đủ can đảm bước qua cái định kiến để cầm tay cô ngỏ lời yêu rồi rước về làm dâu nhà họ ấy thế mà đùng một cái có anh sĩ quan về thăm nhà bỏ mọi chê bai bỏ sự chống đối dữ dội của bà mẹ cay nghiệt có tiếng khắp làng trên sóng dưới để cưới thẩm về làm vợ thẩm làm dâu một gia đình có nhà ngói ba gian có sân gạch đỏ tươi được bao quanh kín cổng cao tường anh chồng còn là sĩ quan quân đội mỗi chuyến về quê đạp cái xe có chuông leng keng rộn ràng cả xóm ông bố quẻ quạt của thẩm cứ ngỡ như làm mơ dù trong đám cưới bà mẹ chồng thẩm dấm dẳng ra mặt dù cho họ hàng bên chồng thẩm bóng gió đủ điều ông cũng nhắm mắt gả con gái bằng xong thẩm lấy chồng ở với chồng được mươi hôm thì chồng trở lại chiến trường mười ngày ngắn ngủi ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của thẩm khi bóng anh chồng vừa khuất bà mẹ chồng giật tung nắm tóc con dâu cứ thế vừa nắm tóc vừa kéo lê thẩm dưới đất bà vừa chửi bới bằng những lời tục tĩu con hồ ly con yêu tinh mày khuyến rũ con bà mày bỏ bù mê thuốc lú cho con bà con bà ngơi ngơi ra đấy mà nó lại đi lấy cây giống mả hủi như mày à kéo vào đến bếp bà lấy thanh củi đang cháy dở bên dưới ấm đun nước dây đi dây lại trên mái tóc dài mượt của thẩm, rồi di cả lên đùi, lên cánh tay. Mùi tóc cháy, mùi quần áo, mùi da thịt bỏng khét lẹt căn bếp, ám màu bồ hóng. Sau trận đòn phủ đầu khủng khiếp, những ngày kế tiếp là những ngày tối đen trong cuộc đời của thầm. Bà mẹ chồng đánh thầm nhiều đến mức cô còn không có cảm giác đau đớn là gì nữa. Sáng ngủ dậy, cái dây phơi quần áo tự nhiên đứt, đánh buổi trưa đàn gà vào bếp bới tung đống cho đánh khi hoàng hôn xuống cái thau ủ chấu đuổi muỗi khói quá lại đánh người đàn bà lực điền sắp xỉ 50 tuổi ấy dường như không biết làm gì cho vơi đi sức lực sung mãn của mình ngoài việc trần lưng trên những cánh đồng và đánh đập chửi bới con dâu vậy mà lạ cái thai hoài hình trong bụng thầm không hề hấn gì khi bụng thầm hơi lùm lùm bà mẹ chồng thôi không đánh đập cô, chỉ dùng lời chỉ chiết nạt nộ để đe dọa. Cái thai 8 tháng thì giấy báo tử của chồng thầm bay về. Bà mẹ chồng cô như con rắn bị cướp mất ổ trứng, quằn quại quẫy đạp trong nỗi đau của mình. Khi nỗi đau đã chảy ra chóc vậy và khi đã mệt lả trước những kêu than gào khóc, không còn sức để mặc quẫy đạp nữa. Bà tìm kẻ để chút giận giữa lúc đứa con dâu chửa vượt mặt là đi vì khóc, mẹ chồng vẫn rúi tóc cô đập đầu thình thình vào tường. Những mảng vữa rơi xuống kèm theo máu cùng những lời chửi rủa đã khản đặc đi. Mày giết con tao, con hồ ly. Cái gỏ má cao của mày, tao biết, tao biết. Có ngày mày giết con tao mà, thầm ơi. Thầm đã muốn chết đi từ ngày ấy. Cô giấu gói thạch tín xin được dưới chân tủ mấy bận mở ra rồi lại đậy vào khi thấy đứa con giống chồng như lột quẫy đạp oe oe đòi sữa cô không dám chết cô sống để nhìn thấy con mặc cho mỗi ngày chỉ được bắt cơm hầm độn gốc muống già đắng ngoe đắng ngoét có lần đói quá chờ mẹ chồng đi làm cô lẻn xuống bếp húp vụng bát cám lợn cho khỏi sót lòng vừa húp vừa nhìn ráo rác sợ người khác bắt gặp để rồi khi cái bụng trương ảnh lên từ nước nhảy nhảy đùng đục ấy, thầm ngã vật ra nền đất bẩn, khóc tức tưởi như chưa từng được khóc. May cho cô, thằng cu con bú thứ sữa chắt từ những đồ ăn kinh khiếp ấy, cứ lớn như thổi, cứ ngoan như đất, mặc cho sự hành hạ của bà nội, mặc tiếng khóc dấm dứt của mẹ mỗi ngày. Nó cho thầm cái cớ để sống, dù những đòn roi và lời nói cay nghiệt của mẹ chồng đã làm lòng cô nham nhở những vết thương. Câu chuyện về cô thầm ngày nào khiến cho tôi lần nào nghĩ đến cũng cảm thấy buồn bã, mặc dầu không thể khóc. Khi người ta quá khổ, người ta tự cho phép mình cái quyền không bao giờ nói rằng mình sung sướng nữa. Cuộc đời của những người đàn bà xóm cồn là vậy. Họ bị cái đói rách, sự trà đạp khinh khi đè nén. Và rồi khi trái tim với tình cảm ấm nóng nguyên sơ dần chai sạn đi vì những đau khổ, họ lại quay ra tìm cách làm khổ những người đàn bà khác. Bà nội mất trong một ngày tháng ba xanh rười rượi, một ngày cả gió, như cái ngày bà nói với tôi câu chuyện về cô thầm khổ cùng khổ cực. Giàn hoa lý ngoài sân đung đưa những cọng lá xanh um trong nắng nhẹ. Chuồng gió bên cửa sổ kêu lên những tiếng lành lót u buồn đôi mắt bà khép hờ, khuôn mặt vẫn động lại nét dầu dầu khó tả. Khi mẹ cất lên đầu chiếc khăn tang trắng, tôi không biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ không hờ khóc rền rĩ, nhưng đôi mắt lênh láng nước. Những giọt nước mắt chưa thành hình trào lên ẩn ẩn rồi lặng lẽ chảy ngược vào trong có lẽ những lời chỉ chiết đai nghiến của bà khi còn sống cũng đã theo gió leo lên ngọn mấy rặng xoan đang chuẩn bị trổ hoa tím, vắt vẻo trên ấy dây lát rồi tan biến trong khoảng không gian xanh trắng nhẹ nhõm của bầu trời. Ngày bà mất, người sóng cồn của tôi gác lại những câu chuyện bên cầu ao, bên gốc mít, gốc thị để đến đưa tang rất đông. Đưa một phận đàn bà về với đất, khép lại câu chuyện cuộc đời chịu nặng những nỗi buồn và rất ít niềm vui. Mấy ngày sau đám tang bà, bố lại đi. Người đàn ông duy nhất trong nhà ấy trở về với những giọt nước mắt, nhưng rồi khi ra đi, tôi đọc được trong đôi mắt ông một cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng. Từ đó, bố vẫn đều đặn gửi tiền về mỗi tháng, nhưng ông hầu như không trở về nhà nữa, kể cả khi đã nghỉ hưu. Không có lời giải thích nào cho hành động kỳ quặc của bố và mẹ cũng chưa bao giờ viết thư gặng hỏi. Mẹ con tôi không biết bố đang ở đâu, hoặc giả mẹ đã biết nhưng cố tình giấu kín chị em tôi. Những tin đồn về đứa em trai có khi lớn tướng lên rồi hay bà gì rất đẹp đang sống ở nơi xa lắc nào đó vẫn tiếp tục len lỏi khắp xóm cồn trong những câu chuyện ban trưa của các bà hàng xóm. Bà nội mất, tôi 16, thanh xuân giờ rỡ nhưng cũng đã kịp để nỗi buồn và những câu hỏi không lời đáp làm ngậm ngùi thêm tuổi mình. Con mén chưa lớn hẳn nhưng cũng không còn bé nữa. Nó 14 tuổi, ngực cao nhú bên dưới cái áo phông tàu lòe loẹ loẹt in hình con thỏ, có hai cái tai ngắn cũn cỡn màu đỏ chót. Từ ngày bà mất, của đáng tội, cuộc sống của mấy mẹ con tôi đỡ khổ hơn nhiều. Cái cháp bà nội đưa tận tay cho mẹ trước khi mất trong đó có chứa đến mấy chục chiếc nhẫn vàng số nhẫn ấy bà mua được nhờ chắt bóp rẻ xẻn những đồng lương của bố từ vài xào lúa của mẹ vài con lợn trong chuồng tôi thấy ngạc nhiên khi bà chưa từng cho mẹ cầm một khoản tiền cho ra tấm ra món nhưng trước khi mất lại đưa tất cả tài sản tích cóp suốt một đời cho con dâu hơn thế ánh mắt của bà khi ấy nó chứa chan điều gì rất khó tả một chút hối lỗi một chút buông xuôi, một chút như thanh thản nhẹ nhàng. Hôm xong ba ngày bà mẹ trao cháp cho bố nhưng bố lắc đầu đưa trở lại cho mẹ rồi bảo mẹ nó để lo cho hai con. Khi mẹ mở cháp, con mén bị những cái nhẫn tròn vàng ruộng làm lóa mắt, cửa miệng nó há ra cứng đơ không khép được. Tôi biết trong đầu con bé ấy đã nghĩ đến một cuộc đổi đời với viễn cảnh là ngôi nhà mái bằng hoành tráng, cái tivi Sony màu hay chiếc xe đạp mini nhật màu mận chín để lòe lũ bạn chơi. Nhưng còn mén nhầm, nó vẫn quốc bộ đến trường làng cách nhà chưa đầy cây số. Ngôi nhà ngói ba gian tuy cũ nhưng sạch sẽ vẫn giữ y nguyên. Mẹ không tiêu đến số vàng trong chát. Mẹ bảo đó là của bố và bà để dành khi hai chị em tôi lớn lên. Tiền bố gửi về mẹ chỉ tiêu một phần, chủ yếu cho việc học của hai chị em. Phần còn lại được mẹ vuốt gọn gàng, bọc giấy báo rồi buộc chiếc dây nịt xanh đỏ, cẩn thận xếp vào cháp. Ba mẹ con sống thanh đạm bằng vài xào lúa, mấy lành rau trong vườn, đàn gà thịt và đôi lợn nái. Dù mỗi bận ngồi vào mâm cơm không còn phải ngó trước ngó sau, khi cái dép đứt quai được mua liền đôi mới, có bốn bộ quần áo đến trường thay vì hai bộ như trước kia nhưng con mén vẫn không ngừng sốt ruột. Cái sự sốt ruột ấy được nó bày tỏ ra mặt mỗi khi trong xóm có nhà ai đó động thổ xây nhà, sắm xe Honda mới hay đứa bạn nào được bố mẹ mua cho cái mini nhật bóng lộn màu mận chín. Nó cứ dớn rác như thể nếu mẹ không xây nhà người ta sẽ xây hết mất, không mua xe thì ngày mai đại lý xe trên thị trấn sẽ trả còn cái nào. Ờ, mà nói đến chuyện xây nhà mới nhớ Hồi ấy, dân xóm cồn lục tục xây nhà máy bằng. Xóm cồn của tôi thay đổi hẳn. Những nếp nhà ngói đỏ tươi hay sẫm màu cổ kính dần được thay thế bằng những khối bê tông vuông thành sắc cạnh. Con gà tức nhau tiếng gáy. Nhà chú Tiến xây xong cái nhà máy bằng 70 mét vuông thì nhà cô Thơm cũng gấp rút phá ngôi nhà gỗ lim năm gian bể thế có tuổi đời hơn trăm năm. Đào móng xây tường lên ngay cái nhà máy bằng gần trăm mét vuông cái hôm bác tuất đầu xóm dựng xong ngôi nhà hai tầng quét ve xanh leo lét cả xóm được mời đến ăn mừng bác ngả ba bốn con lợn béo cỗ bàn tràn trề trải từ trong nhà ra sân từ sân ra ngõ đôi mắt bác lộ rõ vẻ ngất ngây khi ai đó khen nhà đẹp quá anh tuất ơi có xây được cái nhà thế này chết đi cũng thỏa người xóm cồn yêu triết lý sống cái nhà thác cái mồ hơn nơi đâu hết. Chú Tiến cô thơm, bác thông, bác vạn, xây cho xong cái nhà, ngắm đã đời, rồi sau đó mới dần già cảm nhận sức nặng của món nợ đang lơ lửng trên đầu. Để rồi khi nhà mới ở còn chưa ấm, họ lại lăn lưng ra đồng, mót từng cọng lúa, buộc chặt bụng cho qua cơn đói vì mỗi bữa cơm năm miệng ăn mà chỉ dám nấu hai ống bỏ gạo cũ. Nhà ở cứ mới hơn, cứ rộng ra, mà những trận cãi vã vì món nợ đến kỳ hạn chưa thanh toán được vì đã thiếu tiền mà ông chồng còn máu me cờ bạc diễn ra cũng thường xuyên hơn khi những căn nhà hình hộp xanh đỏ nâu vàng lần lượt mọc lên tôi tự nhiên thương những căn nhà gỗ lợp ngói lần lượt qua đời ngay trên chính mảnh đất chúng sinh ra cái cảm giác thương tiếc ấy tựa như khi tôi ngắm các bà già trong xóm răng hạt huyền tóc vấn đuôi gà mặc quần lụa đen áo bà ba vừa chống gậy đi chợ vừa đùng đỉnh nói cười họ là những người cuối cùng trong các xóm làng bắc bộ giữ kiểu ăn vật ấy rồi sẽ có một ngày không còn khuôn mặt nào cười những nụ cười đen nhay nháy hay ngồi vấn tóc bên chiếc gương bạc phách gần cửa sổ nữa cuộc đời vẫn vậy có những thứ lặng lẽ đi qua lặng lẽ lặn mình vào quá khứ trước ánh nhìn thờ ơ rừng rưng của mọi người. Để rồi một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sự biến mất ấy trong thảng thốt thì mọi thứ đều đã muộn màng. Mẹ không xây nhà, không mua xe đạp mini nhật màu mận chín cho con mén. Nhưng chỗ vàng mẹ không thể lo cho chúng tôi ăn học. Mẹ bị tai nạn năm tôi 18 tuổi, đang học cuối cấp 3 sau 3 tháng nằm viện dòng dã, mẹ trở về nhà. Bà bị liệt, nhưng chỉ liệt từ thắt lưng trở xuống. Phần thân trên của mẹ vẫn có thể cử động được, tuy rằng không nhanh nhẹn. Điều quan trọng là mẹ vẫn tỉnh táo về trí não để mà đau khổ nhận ra. Mình đã trở thành người đàn bà tật nguyền, không còn khả năng đi lại. Gia đình tôi khánh kiệt, số tiền bố lặng lẽ gửi về mỗi tháng gần như chỉ đủ mua thuốc cho mẹ dư ra chút đỉnh mua thêm thức ăn mỗi ngày. Còn mén phải được đi học cho xong bậc trung học phổ thông. Tôi không thể đi học tiếp hay không còn cách nào để đi học tiếp. Chưa bao giờ như khi ấy tôi lại cảm nhận một cách rõ ràng sức nặng của cái gia đình nhỏ bé đang đặt trên đôi vai gầy guộc của mình. Dạo đó mẹ chỉ nằm được một chỗ, thỉnh thoảng khi bà quá mỏi tôi và con mén bế bà ra ngồi tựa trên chiếc ghế mây ngoài hàng hiên. Lúc bế mẹ lên, tôi cảm thấy trào lên trong lòng mình một nỗi đau khó tả. Người đàn bà lực điền cả một đời cầy cuốc phơi mình trước nắng sương, giờ đây sọp lại như một chú mèo con ốm yếu. Những rẻ xương của bà gần như chẳng còn sức sống. Chỉ có điều, bà không rên gì than vãn. Những ngày tháng buồn bã nhất của cuộc đời tôi trôi qua suốt một mùa chậm chạp mẹ không di chuyển được, nhưng bà cố để tự chăm sóc cho mình. Những ngày trời bắt đầu xe lạnh, bà bảo tôi mua cho bà mấy cuộn len. Vài hôm sau, tôi và con mén đã có thêm chiếc khăn mới. Những khi không thể nghĩ ra việc gì để làm, mẹ thích ngồi ngắm bầy chim sẻ xà xuống bên hiên nhà. Thỉnh thoảng, tôi thấy bà thò tay vào túi áo lấy những hạt gạo hạt đỗ xấu quăng xuống nền sân gạch với đôi mắt sáng rỡ lên trong một ý nghĩ vui vẻ kỳ lạ phải chăng bà đang nghĩ tới những ngày bay nhảy hiếm hoi đã qua đi cùng với tuổi thanh xuân của mình những ngày mà cô thiêu nữ tên cát còn xinh đẹp môi còn đỏ tóc còn dài mượt cổ ba ngấn còn đeo chuỗi hạt huyền đen mịn mỗi bận cô đi xem chiếu bóng ở sân đình thì cũng phải cả tá trai làng đặt dép tranh chỗ ngồi kế bên những ngày ấy cô cát còn mơ mộng khi nghĩ đến một nếp nhà ấm áp có hai vợ chồng vài ba đứa con có mảnh vườn trước nhà xanh rười rượi bầy gà bươi thóc nơi góc sân đôi lợn ụt ịt trong chuồng những ngày ấy với cô đã xa như một giấc mơ kể từ cái ngày cô bước qua cầu sang với bên xóm cồn làm dâu có lần trong một cơn bất nhẫn tôi đánh liều hỏi mẹ bố đang ở đâu nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của bà kèm theo ánh mắt lạnh lùng phảng phất chút bi phẫn tôi tự đặt câu hỏi cho mình rằng mẹ khổ hơn hay bà nội khổ hơn câu trả lời là mẹ bà nội dẫu phải chịu những ngày tháng kinh hoàng khi ở với mẹ chồng dẫu mất chồng từ rất sớm, nhưng ít ra còn được người đàn ông của đời mình yêu thương. Còn mẹ, suốt một đời, tôi không biết bà trông đợi điều gì ở bố. Người đàn ông đã đến bên đời bà, cho bà hai đứa con, nhưng dường như chưa bao giờ trao cho bà, dù chỉ là một chút, những ấm áp yêu thương tự đáy lòng. 12 năm kể từ ngày mẹ ngồi xe lăn, tôi từ cô học trò giỏi nhất nhì lớp văn trường huyện đã miệt mài gắn với cái nhà máy may trên phố huyện. Con mén lớn lên, con mén phỏng phao xinh đẹp, rồi con mén lấy chồng. Nhà chồng mén có cửa hàng buôn bán, bố mẹ chồng nó hiền lành, vậy cũng yên phận nó. 12 năm, mẹ không biết đã nuôi lớn bao bảy chim sẻ bên hiên. Bố vẫn biển biệt không về có những đêm mùa đông cả gió, nhìn thấy thanh xuân trôi đi trên bàn tay gầy guộc của tôi. Mẹ thẽ thọt nhắc chuyện chồng con. Tôi chỉ cười bảo mẹ, duyên con chưa tới. Để rồi khi trở về buồn, soi mình trong gương, vút ve đôi má tuổi 30 đã bắt đầu sạm lại. Gỡ mái tóc tuổi 30 đã khô cong, tôi tự thấy xót xa cho phận mình. Mùa thu đến, lúc giàn đậu ván buông hoa tím rủ xuống bên hiên sức khỏe của mẹ xấu đi hơn bao giờ hết bà không có bệnh chỉ là những năm tháng nằm bệt mình trên chiếc chõng tre và sự phát tác của đủ loại kháng sinh đã hút dần hút mòn sinh lực của bà bầy xẻ vẫn đến bên hiên nhưng không có bàn tay nào tung hạt đỗ hạt gạo cho chúng nữa giữa lúc mẹ bệnh tôi gọi mén về giao nó trông mẹ vài ngày tôi phải đi du lịch cùng công ty sự thật là tôi giấu mẹ đi tìm bố tôi phải tìm ông về để hỏi ông vì sao bỏ mặc mẹ con tôi suốt bao năm dòng giã vì sao đầy đoạn tinh thần người đàn bà của cuộc đời ông tôi tìm ông để ít ra trong những ngày tháng cuối đời mẹ có thể trì chiết trách móc ông vài câu nếu như bà muốn tôi lần theo địa chỉ mà một đồng chí cũ của bố cho và tìm thấy căn nhà bé sinh của ông nằm tranh vênh bên sườn đồi vắng vẻ cách nơi mẹ con tôi ở cả nửa ngày đường ô tô căn nhà có sàn hoa giấy xinh xinh gọn gàng ngăn nắp hệt như có bàn tay phụ nữ chăm sóc nhưng ra đón tôi lại là một người đàn ông ngũ tuần người đàn ông có đôi lông mày mảnh bàn tay mềm mại chuốt móng gọn gàng cử chỉ và giọng nói cũng mềm mại như gió thoảng cháu gái tìm ai? Dạ, cháu nhỡ độ đường xin chú ngụm nước. Chú sống ở đây một mình ạ. Không, chú ở cùng anh họ. Anh ấy đang có việc ra ngoài, ở đây vắng vẻ, vào nhà uống chén trà. Tôi đã tìm cớ rời khỏi căn nhà có giàn hoa giấy ấy khi nhìn thấy tấm ảnh bố và người đàn ông đặt sau khung kính của chiếc tủ tường. Tấm ảnh chụp đã lâu, hai người đàn ông chụp đầu vào nhau, cái kiểu chụp ảnh cổ điển Của những ngày tháng cũ Một rắn giỏi Một e ấp rụt rè như nhi nữ Nhà gần đồi đó hả Ông phiên thiếu tá nghỉ hưu Sống với ông em họ Dọn về đây từ mười mấy năm rồi Hạnh em tình cảm lắm Mà lạ Chả hiểu sao Cả hai không vợ con gì Cũng chẳng biết quê đâu Tài tôi ủ đi Khi nghe câu chuyện của bà Bán hàng nước đầu làng ngoài mái quán, những cọng gió miền Trung Du hưu hắt thổi vào lòng tôi một nỗi buồn thăm thẳm. Tôi tranh vênh trở về xóm cồn của tôi, cái xóm có con kênh nhỏ nước trong leo lẻo bốn mùa. Cái xóm có một người đàn bà đã chờ đợi tình yêu của chồng trong vô vọng. Cái xóm của những nỗi buồn phụ nữ cứ lặn vào năm tháng. Mẹ vẫn nằm đó, yếu ớt mong manh bên hiên nhà có dàn đậu ván đang mùa trổ hoa tím biếc. Tôi phở phạc cả thân xác lẫn tâm hồn sau chuyến đi dài, xa vào lòng mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Bà để yên cho tôi khóc mãi, nước mắt giạt rào tuôn ra như nước dòng kênh nhỏ của xóm cồn. Mẹ, con không đi chơi, con đã... Mẹ biết hết rồi, biết từ cái ngày mẹ dẫn con về xin ông ngoại cho ly dị bố cũng kể hết cho mẹ sau ngày bà nội mất mẹ đau lắm vì không hiểu sao bố lại lại là một người đàn ông chứ không phải đàn bà nhưng mà bố có nỗi khổ riêng mẹ thương bố vẫn thương như ngày theo ông ấy về nhà này mười mấy năm qua mẹ tha thứ cho bố rồi mẹ có tiếc cho đời mình không tôi nhìn mẹ tha thiết hỏi mẹ cười buồn ngó lơ ra sân vắng gió mùa thoảng nhẹ dàn hoa tím đong đưa trên nền gạch đàn chim sẻ mải chơi lít xích tìm hạt rơi hạt vãi rồi vù cánh bay về phía bầu trời xanh thẳm giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn phần cuối truyện ngắn, xóm cồn của tác giả An Thư. Tác phẩm tham dự cuộc thi Làng Việt Thời Hội Nhập do các đơn vị, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt, Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Văn Học Nghệ Thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng phối hợp tổ chức. Đề tài và cách kể chuyện không mới theo biên tập viên chương trình, điều đáng ghi nhận của truyện ngắn này là biết cách để các chi tiết nhỏ lẻ cất lời. Không phủ đầu người đọc người nghe bằng những chi tiết ám ảnh, ghê gớm. Chỉ bằng cách nảy lên một vài góc cạnh khuất lấp, tác giả An Thư đã tạo được sinh khí cho một đề tài không dễ gì tạo điểm nhấn. Khả năng miêu tả sự động cựa của cảm giác và lây lan cảm xúc qua chi tiết góp phần rất lớn vào nét hấp dẫn của chuyện ngắn này để từ đây người đọc người nghe cảm nhận được từ câu chuyện ở một xóm nhỏ có những người đàn bà không bao giờ được phép ngủ trưa là cả tâm trạng nhức nhối truyền đời đàn bà đã xuất giá không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những sắp đặt và hứng chịu mọi sự đối xử của chồng và mẹ chồng chuyện xe lòng ấy đâu phải chỉ của thời cổ tích lẽ ra chuyện ngắn này đã có thể viết một cách cô đọng hơn tiết chế gọn hơn và thực hơn những đoạn kể tả về cảm xúc. Các tính từ có khả năng rất lớn trong việc gợi cảm giác, nhưng lại trở nên điệu đà khi phô diễn một cách hơi thái quá trong một câu chuyện cần thiết sự chặt chẽ. Chi tiết hé lộ nguyên do người bố bao năm vắng bóng cũng chưa thực sự thuyết phục, dù đó là chi tiết cởi nút thắt cho nỗi đau người mẹ. Dẫu sao, đã ngưng đọng tiếng thở dài cho thân phận hiu hắt của đàn bà nơi đồng bãi, đây vẫn được xem là một chuyện ngắn có dáng dấp có dư âm Thưa quý vị, thưa các bạn, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Gốc đề của nhà văn trẻ Hoàng Anh Tuấn. Nhà bà Miêu ở dưới gốc đề, bốn mùa lá sen như hát đã thấy ngay cạnh nhà bà Miêu là đình chợ Hoành Nha, đầu đao cong phút như nét mi cô đào lệch, tường vui chát nắng mới, sân lát gạch hoa đào, cột lim mái ngói trầm mặc xưa cũ như tục ngữ như ca dao của bà của mẹ. Năm ất dậu người ta chở xe bò gom xác người chết đói như ngả dạ nơi đầu chợ cuối đồng về chất đống thành núi ở sân đình rồi mới bó chiếu đem đi chôn gió ngoài sông sò chở mùi đốt đống giấm khét lẹt và tiếng hờ khóc não nề ở những nhà có người chết bay khắp xóm thôn mặt người xanh thám đi giật giờ lẫn với bóng ma chập chờn vô ảnh bầy quạ thèm thịt khát máu lượn vòng trên ngọn cây đề kêu lên từng hồi thảm thiết chỉ trực không có ai trông thấy xua đuổi là chúng xà xuống mở tiệc ăn mừng người làng bảo nhau vòng hồn người chết đói về ngự trên cây đề nên lập miếu thờ cho họ khỏi quấy quả với lại đất ấy mặn lắm nên chẳng ai dám ở ngoài nhà bà miêu ra bà miêu sống một mình không chồng không con này bà miêu là con ma gốc đề đấy mỗi sớm mai khi sương đêm còn treo trên ngọn cỏ mật cỏ gừng và tiếng mõ châu tãi ra khắp cánh đồng diệt mạ hoang điền hưởng dù việc đi học. Bước chân thơ bé nhẩn nha tiếu tít của hai đứa trẻ ngang qua nhà bà Miêu, đã thấy bà Miêu ngồi trải đầu bên thềm. Tóc bà Miêu trắng xóa, xóa ra, phủ kín hai bờ vai, hai đầu gối như thác đổ, như mưa rơi. Thác đổ trên bờ vai áo nâu tàng và mưa rơi trên đầu gối quần sa tanh ten nhánh. Ngài thấy có tiếng bước chân, bà Miêu ngẩng đầu lên cười toe toét khoe vòng lợi đỏ lòe quyết trầu khiến cho ai nhìn thấy cũng sợ kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy thừa sống thiếu chết hưởng nắm tay việt kéo đi chẳng dám ngoái đầu lại một nỗi sợ mơ hồ ở phía sau lưng đi một đoạn rồi hưởng vẫn thấy tim đập thình thịch như tiếng chống hội làng trong lồng ngực việt giật tay hưởng đang nắm rồi bảo tao đang sợ chết khiếp đây mày còn nói thế à Hường thở hổn hển. Không tin à, để tao kể cho mà nghe. Sốc lại cặp sách trên vai, Việt bắt đầu kể chuyện về con ma gốc đề mà có lần anh Hữu đã kể cho Việt nghe. Việt cũng sợ, nhưng mà thích, nên hay phòi vĩnh anh Hữu kể chuyện ma. Mỗi chuyện Việt phải trả công cho anh Hữu một viên đất nhuộm phẩm xanh đỏ, hoặc phải rửa bát quét nhà thay phiên cho anh. Anh Hữu học giỏi, môn văn nhất ở trường huyện lại còn đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, nên kể chuyện thì hay lắm. Hưởng định bịt mồm Việt ngăn lại vì vốn sợ ma. Nhưng nghe cái giọng diễn cảm của Việt thì Hưởng bị kích thích trí tò mò, nên thấy háo hức kỳ lạ. Chuyện kể rằng, có một người đàn bà trong làng Hoành Nha đi chợ sớm, chẳng hiểu do bà ta ngủ mơ hay gà trống gáy mớ, mà tất tưởi quang cánh trên vai đi chợ lúc nửa đêm mở đất. Lúc ấy trăng vẫn còn sáng lắm, vằng vặc khắp một vùng và xương vẫn chưa kịp tan, bồng bềnh tỏa ra như khói phủ. Đến chỗ gốc đề thì thấy bà Miêu ngồi trải đầu, ánh trăng chảy linh láng nhễ nhại trên mái tóc xõa sượi như khói tỏa xương bay. Bà Miêu cất lời Giờ đi chợ vẫn còn sớm lắm, chưa có người đâu. Cháu vào đây bắt cháy hộ bà cái. Cháy cắn đầu bà ngứa quá, tối thế này, cháu có nhìn thấy cháy đâu mà bắt hợp ba? À? Người đàn bà chuột dạ. Trăng 16 sáng như ban ngày cháu ạ. À. Bà Miêu vừa nói vừa chỉ tay lên vầng trăng vành vạnh mâm đồng, dọn qua kẽ lá đề, xào sạc gió khuya. Người đàn bà hạ quang khánh và ngồi xuống bắt cháy cho bà Miêu. Thân thể bà Miêu phả ra hơi xương lành lạnh. Người đàn bà nọ chợt rờn rợn, nổi gai ốc cháy bắt được bò lồm ngồm dưới nền đất trứng cháy tuốt ra đưa lên miệng giấm kêu tanh tách một lúc sau mười đầu ngón tay của người đàn bà chạm vào da đầu bà miêu thì thấy da đầu mềm nhũn như cua bấy như tôm lột vậy và những ngón tay người đàn bà bỗng dưng xuyên thủng qua da đầu bà miêu mềm nhũn người đàn bà rút tay ra định thần nhìn lại thì thấy hai bàn tay bê bết toàn máu đỏ lòm như vừa nhúng vào chậu tiết lợn hàng thịt. Bà này sợ quá, vùng dậy, bò chạy, vứt cả quang cánh lẫn thúng mùng. Càng chạy gấp gáp bao nhiêu, càng nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo sau hối hả bấy nhiêu. Nhưng ngoảnh lại thì không thấy bóng người nào, chỉ có cơn gió hun hút thổi qua cánh đồng và màn đêm dày đặc bao phủ đường làng. Hôm sau, người nhà bà ta ra nhặt đồ đạc về. Cái vỉ buồm vẫn còn treo ngang phất phơ trên cành đề. Người đàn bà về nhà ốm ba ngày ba đêm. Trong cơn sốt mê sảng, bà ta ú ớ. Ma đê, ma đê. Chồng bà ta phải đi mời ông thầy nghinh bên thôn chung, cúng phần âm và bốc thuốc ông lăng xiền bên thôn chính chữa bệnh mới khỏi đấy. Mày không tin thì cứ hỏi ông thầy nghinh, ông lăng xiền mà xem. Việt kết thúc câu chuyện vừa kể bằng một giọng kẻ cả với cái mặt vênh pháo. Khiếp, tao sợ rợn hết cả tóc gáy rồi đi này. Hưởng dùng mình. Còn nhiều chuyện ma hay lắm, hôm nào tao nhờ anh Hữu kể tiếp cho mà nghe. Việt nháy mắt tinh quái. Thôi, tao không dám nghe nữa đâu, sợ lắm. Đêm đến lại không dám đi tè, nhỡ giấm đài thì mẹ tao đánh cho nát mông có đêm tao tè ngoài bụi khoai bụi chuối mà tỉnh dậy mới biết là đang bơ đấy hường vò đầu bứt tai thổ lộ thế nên mày mới đái dầm chứ gì còn trai gì mà nhát như cái này trưa nay tan học tao với mày vào nhà bà miêu xem có phải bà miêu là con ma gốc đề không nhá sợ rồi à việt bạo mồm rủ di khiêu khích ừ vào thì vào sợ gì bị Việt chê nhát nên hưởng cố cứng giọng mà vẫn chưa hết run. Mãi chuyện nên suýt quên, hôm nay đến lượt hai đứa trực nhật. Các bạn đã bắt đầu lác đác đến lớp rồi. Muộn là bị cô giáo sợi phê bình, rồi cả lớp bị tổ cờ đỏ ghi vào sổ, trừ điểm thi đua ngay. Phải nhanh tay mới kịp giờ truy bài. Hưởng tay đưa từng nhát trổi rơm, loẹt xẹt, mà đầu vẫn nghĩ mung lung, chẳng biết bà Miêu có phải là con ma gốc đề không trong lúc Việt chạy đi giặt rẻ lau bảng. Có lần Hường thắc mắc với bà nội là có ma không? Cháu sợ ma lắm. Thì bà đã gạt đi bảo. Chỉ sợ người sống thôi, chứ người chết rồi còn biết gì nữa mà sợ. Bà nội Hường quy y tam bảo với tên hiệu là Diệu An. Bà hay lên chùa lễ Phật mỗi ngày rằm bồng một, nên bà bảo ma quỷ luôn sợ hãi mà tránh xa thần Phật. Cứ làm người tử tế thì không ma quỷ nào dám bắt nạt cháu ạ. À. Hưởng vẫn thấy bọn trẻ châu thôn thượng, thôn chính, thôn trung, chơi đánh trận giả, đánh khăn, đánh táo, quanh các nấm mộ ngoài nghĩa trang. Chúng còn bạo dạn ngồi trên các nấm mộ nữa. Nếu người ta cúng đĩa xôi, phẩm oản, nải chuối và dịp thanh minh, dỗ tết, cứ chờ tàn hương là bọn chúng chia nhau đánh chén ngay, mùi bóng nhờn. Bọn chúng chẳng biết sợ là gì, dù sao bọn chúng đông người với lại đó là ban ngày chưa nghe nói ma thường hiện hình lúc nửa đêm gà gáy để dọa người nhẹ vía nhưng mà hưởng vẫn thấy sợ mỗi khi nghe thấy ai đó nói đến ma như câu chuyện việt đã kể sáng nay tính hưởng vốn nhút nhát đi tắm sông sò không dám nhảy cống nhất đỗi như việt đi trộm táo ổi ở vườn chùa thượng cũng chỉ dám đứng dưới gốc trông chừng cho việt hái ở trên ngọn cây một đứa nhút nhát một đứa nghịch ngợm nhưng từ bé lại chơi rất thân với nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng, cứ thấy mặt thằng Việt là sẽ thấy mặt thằng Hưởng. Mẹ Hưởng vẫn bảo thế. Tan học, Việt khoác vai Hưởng thì thầm về kế hoạch đã bàn lúc sáng. Hưởng gật đầu mà lòng đầy thắc thỏm và lo âu. Hai đứa đi thắt qua cánh đồng diệt mạ cho nhanh. Nhà bà Miêu đã hiện ra kia rồi ngôi nhà gạch đỏ ao chưa chát, lợp mái dạ dưới bóng đề xanh mát, trông ra cánh đồng mênh mông trải ra tận chân trời. Không gian yên lặng quá, có tiếng người hú đuổi châu ăn lúa, vọng lại, càng làm cho không gian trở nên tĩnh mịch trong nắng trưa oi nồng. Chờ cho mấy bà đội thúng về chợ đi khuất, Việt đẩy cánh cổng khép hờ nhà bà Miêu vào trước, hưởng gión rén theo sau. Bước chân hai đứa dẫm lên những chiếc lá đề khô trong sân, vỡ giòn lách tách như mẹ bẻ bánh ta chia phần quà chợ. Hưởng nín thở, sợ bà Miu phát hiện ra, trong khi Việt cứ khấp khởi mở cờ trong bụng vì sắp chính mắt trông thấy con ma gốc đề có da đầu mềm nhũ như cua bấy, như tôm lột, cùng đàn chấy bò lồm ngộp như đàn rạm và đám trứng cháy to như trứng ếch nhấm kêu tanh tanh. Cái cửa sổ gỗ sơn xanh lét mở toang hai cánh đón gió từ ngoài cánh đồng thổi vào. Việt nhón gót bám vào chấn song, leo lên bậc thềm rồi kéo hường cùng lên. Từ cửa sổ trông vào trong nhà tối om, không khí dịu đi trở nên mát mẻ khác hẳn ngoài trời. Mắt hai đứa hoa lên, như có hàng trăm con đom đóm lập lòe, hàng nghìn đốm lân tinh bập bùng trước mặt. Phải mất một lúc quen với bóng tối, bọn chúng mới nhìn rõ trong nhà đơn sơ quá, bộ tràng kỷ nâu xỉn và tủ chè khảm trai đã bong chóc. Hoành phi câu đối sơn son thép vàng đã lên nước thời gian bóng loáng. Ban thờ phủ diễu đỏ kín mít nhưng không giấu được mùi hương bài ngan ngát. Nhón gót đi ra. Bà Miu đang ngồi ăn cơm bên cái mẹt sách tuột cả cạp. Trên mẹt có một đĩa rau muống luộc, một đĩa cá rô kho kế, một bát chít yêu nước canh và hai cái bát con sứt mẻ trên mỗi bát con đặt ngang đôi đũa tre bà Miu khắp rau luộc cá kho vào bát con này chan nước canh vào bát con kia miệng rì rầm câu gì nghe không rõ như người ta khấn thần linh tổ tiên mỗi ngày sầm mồng một rồi bà cười nhắc người này gắp dục người kia ăn rau muống đầu mùa xanh non phải biết chúng mày ạ nay tao đi chợ mua được mớ cá rô kho kế, vừa dừ vừa thơm, còn có cả trứng nữa đấy. Đây này. Rồi bà khóc, thống thiết nỉ non đến nẫu ruột thối gan. Tiếng khóc của bà Miu quyện với mùi hương bài, khiến cho Việt nghĩ đến tiếng hờ khóc năm ất dậu vọng về, cùng với mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết thoảng ra Chú mèo buôn mắt xanh như ngọc bích, nằm cuộn tròn, nghe bà Miu khóc cười trong hư thực mê tỉnh. Bỗng hưởng tuột tay khỏi cửa sổ, rơi mông xuống sân đánh rầm một cái. Bà Miu đưa ánh mắt mừng rỡ trông ra phía cửa sổ hỏi dồn Có phải thằng Kỳ, thằng Mão về đấy không? Vào đây với mẹ, các con ơi! Tiếng dép loẹt quẹt, rõ dần về phía cửa. Việt sợ quá, vội buông tay ra, rồi đỡ hưởng đang lồm cồm bò dậy. Cả hai đứa bò chạy tán loạn. Đúng là chạy như ma đuổi. Đến tận đường rẽ vào ngõ nhà hưởng, hai đứa mới dám dừng lại nghỉ chân. Chân thì mỏi nhừ, mũi và mồm tranh nhau thở. Ba hồn bảy vía bay tít lên tận chín tầng mây. Hai đứa chắc chắn, bà Miu đúng là con ma gốc đề rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Miu còn nấu cơm cho ma ăn, còn nói chuyện với ma nữa, sợ thật đấy. Từ mai, chắc phải đi học qua đường vòng xóm trại bãi, dù rằng xa hơn một tí, chưa đi đường này, gặp bà Miêu trải đầu bên thềm chắc sợ vỡ mật mà chết. Nhỡ bà Miêu trông thấy hai đứa, lại gọi vào nhờ bắt chế thì sao? Thì mày vào nhá. Việt lém lỉnh chiêu hưởng. Thôi, tao nhường mày vào, còn tao chạy đi gọi ông thầy Nghinh đến trừ ma. Hưởng cũng ranh mãnh không kém. Chiều hôm sau, Việt đến nhà Hường học nhóm. Hai đứa học được một lúc thì ra chõng tre kê ngoài thềm nhà xem bà nội tiêm trầu. Những lá trầu mới hái mươn mướt như làn mây biếc. Mấy quả cao vừa bổ, non nõn như mảnh trăng bạc. Vài miếng vỏ chay rực rỡ như sợi nắng hồng. Ông Bình Vôi cười tét miệng, khoe hàm răng trắng. Bà đem nắng hồng, trăng bạc, cuộn vào mây biếc không quên quệt một vệt vôi trắng xóa như ngà. Hưởng dã sầu cho bà nội trong chiếc cối đồng lấp lánh mạ vàng, rồi đem chuyện hôm qua nhìn thấy ở nhà bà Miêu ra, hỏi bà nội. Việc làng việc họ, mọi người trong nhà đều tham vấn ý kiến của bà nội. Bà nội xa rồi, mắt đã kem nhem, tài đã ngĩnh ngãng, lưng đã còng sạp. nhưng bà biết nhiều chuyện lắm. Nào chuyện nạn đói, chuyện vỡ đê, chuyện sưu thuế, chuyện phá kho thóc, chuyện bình dân học vụ, chuyện hợp tác xã tính công chia điểm. Từ ngày xưa ngày xưa, bà đều rành cả. Bà chưa vội kể ngay mà còn tiêm xong miếng trầu. Giọng bà đận đà, hơi trầu nồng ấm lan tỏa khắp ba gian nhà, ngấm vào cột gỗ lim bóng nhẫy sừng trâu, nhuộm sang mái ngói trầm tư năm tháng. Miệng bà đỏ thắm như hoa gạo, răng bà đen nhức như hạt na bà ngâm một câu bồng mạc giọng như hạt ngọc lẫn hạt châu, như tiếng sắt chen tiếng đồng có phải duyên nhau thì thắm lại đừng xanh như lá bạc như vôi rồi mới bắt đầu câu chuyện câu chuyện của bà đưa việt và hưởng trở về làng hoành nha những ngày xa lơ xa lắc cô miêu là con của người đàn bà lỡ giờ nghèo khổ quét chợ hoành nha mẹ cô miêu chữa hoang rồi sinh nở ra cô cô miêu bé tẹo như con mèo hen nên mẹ cô đặt tên là miêu chẳng biết bố cô miêu là ai người thì bảo bố cô là gã thủ cống nát rượu bỏ làng đi biệt tích người thì nói là lão cất vó bè đã chết từ đời tắm hoánh mẹ cô miêu đói ăn người gầy rạc như con nhái bén ao bèo nên không có sữa phải bế cô đi khắp chợ để xin bú nhờ những người đang nuôi con mọn Cô Miêu lớn lên nhờ giọt sự bố thí của những người đàn bà thôn quê hiền lành, nhón tay làm phúc. Khi cô Miêu 6 tuổi, mẹ cô mất sau một trận dịch bệnh thổ tả, thổ ra máu và tả ra nước. Được ba hôm thì đi chẳng trăng chối điều gì. Người ta phút mắt cho cỗ ván sống rồi đem chôn thật sâu, mãi tận cánh đồng hoang điền, rắc cả thúng vôi bột vì sợ lây lan dịch bệnh Cô Miu phải đi ở cho nhà Hào Văn, là địa chủ giàu nứt đố đổ vách trong làng. Nhà Hào Văn năm gian, hai trái, có bếp, có kho, có nghề dệt chiếu cói, nên người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp như bác cười. Nhà địa chủ lại cấu kết với quan tây, nên độc quyền trồng tay trồng cói, lại có cả tủ búp phê đựng rượu vang với đồng hồ quả lắc. Người ta đồn rằng ruộng Hào văn rộng đến nỗi cò bay hết đất thì mỏi cánh rơi lả tả. Còn chó nhà hào văn giữ đến mức sẵn sàng lôi gân kéo mỡ chân người ta nếu đến nhà mà chót không gọi trước để đứa ở xích lại. Một con chuột xa vào chỉnh ăn nứt bụng mà chết vì ăn nhầm phải đồng trinh các bạc mà cứ tưởng là thóc gạo khoai sắn. Nhưng mất một trinh một cắt cũng không qua được mắt bà Hào Văn bà ta từng đánh nát ngón tay một đứa con xem vì dám cả gan bốc trộm một miếng giò kho ăn thừa từ bữa trước. Đứa con sen ấy làm sao mà ngờ được trong những nhà thừa thóc thừa tiền ấy lại đi đếm từng miếng giò kho. 16 tuổi, cô Miêu xinh đẹp như bông hoa rành rành nở bên giếng làng, da thịt trắng ngần tỏa hương thiếu nữ. Một hôm, bà Hào Văn thấy cô Miêu sáng thì nôn ẹ trong bếp chiều lại giấm dúi ăn khế chua sau vườn. Tối bà Hào Văn dình cô miêu tắm, thấy hai núm vú thâm đen như hai miếng thịt trâu chết rét. Bà vội sinh nghi. Đúng là cô miêu có bầu thật. Con gái chưa chồng mà có chữa, lại là kẻ hầu người hạ cho nhà địa chủ, quan trên trông xuống. Người ta trông vào, biết ăn nói sao với thiên hạ. Đêm ấy, bà Hào Văn giả vờ kêu mệt, buông màn đi nằm từ sớm. Đến khuya, ông Hào Văn nghe tiếng vợ ngáy vang, tưởng vợ đã ngủ say, liền trườn nhẹ qua người bà, xỏ hút mộc, bước khéo sợ phát ra tiếng động. Mắt nhìn trước ngó sau, đảo như sang lạc, đi xuống với nhà ngang nơi cô Miêu nằm ngủ. Ông Hào Văn đẩy cửa. Cửa nhà ngang không khóa bao giờ, nhưng thiết quái nào hôm nay lại cài thêm khóa trái cẩn thận bên ngoài. Ông Hào Văn gọi khẽ. Miêu ơi, mấy câu mà không thấy cô miêu trả lời chó thấy động sủa lên ăn ẳng như cắn ma ông hào văn sợ vợ phát hiện liền quay đầu định bước lên nhà thì gặp ngay bà hào văn cầm đèn dầu vừa đi xuống đứng chắn lù lù trước mặt ông ông hào văn hốt hoảng rú lên như con thú trúng mũi tên độc nhưng vội trấn tĩnh lại ngay mợ đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này tôi còn chưa hỏi cậu thì đêm hôm khuya khoắt thế này cậu đi đâu mắt bà hào văn bắt ánh đèn dầu sáng rực lên như mắt rơi mắt cú trong đêm tối tôi tôi đi giải đúng rồi tôi đi giải ông hào văn ấp úng như ngậm hột thị có ông giải trong nhà sao cậu không đi phải xuống tận nhà ngang làm gì còn miêu nó có chữa mà cậu cũng không tha cho nó nữa rồi thì cậu biết tay tôi Bà Hảo Văn rít lên như con mèo cái vào mùa động đực, trong lúc ông chồng cung cúp lên nhà như chó cụp đuôi vì bị chủ phát hiện ăn vụng vậy. Bà Hảo Văn là người khôn khéo, lọc lõi, cáo già, nên không làm to chuyện, sợ xấu chàng hổ ai. Liền cho người dựng một túp lều dạ dưới gốc đề cạnh đình chợ Hoành Nha, rồi đuổi cô Miêu bụng mang dạ chửa ra đấy ở. 9 tháng 10 ngày, thai nghén, cô Miêu đẻ được hai đứa bé sinh đôi kháu khỉnh, da đỏ tía như mận riềng và tiếng khóc to như xé phải. Dân làng mỗi người giúp đỡ một tay, như trước kia đã từng cưu mang mẹ con cô. Lúc thì tã lót khăn xô, khi thì bát gạo mớ rau để nuôi hai đứa con thơ dại. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, Cô Miêu lại đối nghề của mẹ là một người quét chợ để nuôi thằng kỷ, thằng Mão đi qua tháng 3 ngày 8 mà khôn lớn thành người. 16 năm là một cái chớp mắt, chúng lớn nhanh như thổi, chiến tranh ngày càng ác liệt. Hai thằng con trai cô Miêu cùng xung phong nhập ngũ một ngày. Nhà hai đứa con trai nên thằng Mão phải viết đơn bằng máu mới được đi bộ đội. Nó bảo anh em như đôi đũa đi đâu cũng phải có đôi. Mỗi đứa viết được về nhà cho mẹ một bức thư. Những bức thư viết vào phút giải lao giữa hai trận đánh vương mùi khói đạn và thuốc súng. Thằng Kỳ bảo, chiến thắng về sẽ xây cho mẹ một căn nhà tường gạch lợp mái ngói. Còn thằng Mão thì bảo, mẹ nhớ hỏi cưới cho con cô dệt ở thôn Trung nhá. cối ấy sinh mà lại hiền, còn đã cầm tay ngỏ lời với cô ấy vào buổi tối sinh hoạt tri đoàn rồi đấy. Đêm mấy trăng sáng lắm, Cối ấy bảo, sẽ chờ con mẹ Tin xét đánh ngang tay. Thằng Kỳ là anh, hy sinh hôm trước. Thì thằng Mão là em, hy sinh hôm sau. Bà Miêu nhận giấy báo tử của hai con cùng một ngày, như là định mệnh. Bà tưởng như đã chết đi sống lại bao lần. Những bức thư hoen ố thời gian và nước mắt của bà Miêu. Nước mắt chảy tràn ra ngoài má, rồi lặn ngược vào trong ruột. Đêm trắng như ngày, còn ngày đen như đêm tối. Chết đi, sẽ hết một kiếp người đau khổ, nhưng phải sống để khói hương chờ đợi. Biết đâu. Một ngọn đèn hạt đỗ thao thức, chằn chọc suốt đêm thâu. Mấy tiếng gọi mẹ ơi khiến bà bàng hoàng thẳng thốt chạy ra mở cửa và đồng quà tấm bánh để dành, rồi cho mấy đứa trẻ trong xóm. Những bữa cơm luôn đầy đủ bát đũa, vì bà sợ các con đi học về đói bụng bà nội hưởng giọng trở nên nghẹn ngào, rồi bà khóc giọt nước mắt mờ đục rớt xuống bàn tay đồi mồi đang tem dở miếng trầu cánh phượng, giọt nước mắt vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh sáng lên lấp lánh. miếng trầu cánh phượng trên tay bà cất cánh muốn bay, hưởng thấy mắt cay xè, còn việt thấy lòng thắt lại. một nỗi thương cảm xót xa dâng lên trong tâm trí hai đứa trẻ hương hoa ngâu chơi trốn tìm với gió trong vườn bà. Vài chiếc lá ổi cõng nắng vẽ vòng sóng xuống mặt ao thu. Hương mãi mới thốt nên lời. Chúng ta vô tâm quá, Việt nhỉ? Hai đứa mình sẽ đến thăm bà Miêu để bà đỡ buồn nhé. Việt ngượng nghịu vút mấy sợi tóc xòa trước chán sang một bên. Ừ, tao sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm để lớp mình nhận chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ liệt sĩ hưởng nói mà nét hồ khởi lộ ra trên khuôn mặt băng tơ ửng hồng bà nội hưởng khẽ gật đầu nhìn hai đứa âu yếm nở nụ cười minh chiết an lạc như đóa sen thơm ngát như quan âm bồ tát hiền từ nắng đã dâng đầy mùa thu trong đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ niềm vui hóa cánh bướm nõn từ giấc mộng hồ điệp của chàng trang chu ùa ra đậu trên nhành cỏ biếc mây vẫy nón trắng gọi đỏ qua sông sò tiếng chim cù khắc hoài vọng về từ cánh đồng diệt mạ bà nói từng tiếng chậm rãi thôi hai đứa học xong rồi thì đưa bà sang nhà bà miêu chơi nào bà biếu bà miêu ít cao khô dự trữ kẻo năm nay trời rét sớm nhiều sương muối thì không có cau mà ăn đâu hai đứa trẻ ríu rít đi bên cạnh bà cụ chống gậy trúc trên đường làng xe xe heo may nhà bà Miu dưới gốc đề sẽ chẳng còn là nỗi ám ảnh với Hường và Việt mỗi sớm mai đi học. Câu chuyện ma của anh Hữu đã trở thành cũ kỹ như nỗi buồn của bà Miu hôm qua. giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn gốc đề của nhà văn trẻ Hoàng Anh Tuấn. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời về truyện ngắn này. Truyện ngắn gốc đề của nhà văn Hoàng Anh Tuấn mang đến cho mỗi chúng ta cảm giác thân thuộc gần gũi bởi dường như mỗi làng quê Việt qua tầng tầng thế hệ luôn ẩn chứa vô vàn những câu chuyện cổ xưa cũng có hiện tại cũng có để người làng có thể truyền tụng bàn tán kể cho nhau nghe trong những câu chuyện đó dĩ nhiên không thể thiếu những nhân vật mang tính huyền thoại đời sống riêng tư có phần khác lạ không chỉ nhuốm màu sắc kỳ bí mà thậm chí còn mang tính ma mị giật cân gây tò mò trong đó không biết có phải một phần cũng để dọa con trẻ hay không nữa nhân vật bà miên trong chuyện ngắn gốc đề cũng là một nhân vật như thế trong mắt của hai đứa trẻ việt hường người như bà miên được xây dựng nửa khôn nửa dại nửa điên nửa tỉnh nửa âm nửa dương khác thường lập dị những người như bà đa phần sống cô độc dễ bị người xung quanh hiểu sai xa lánh là đối tượng của đám trẻ con tò mò vừa sợ hãi lại vừa thích trêu chọc sự thật về cuộc đời bà miên chỉ được mở ra khi có lời kể của bà nội hưởng vậy ra bà lại là một thân phận bé mọn đáng thương bị cuộc đời xô đẩy sống lặng lẽ chịu nhiều thiệt thòi một kiếp người không được chính danh thực chất bà miên là mẹ việt nam anh hùng có hai người con trai hy sinh vì tổ quốc câu chuyện trở nên có ý nghĩa khi tác giả chọn giọng kể quan sát là những người trẻ việt và hưởng vậy ra những đứa trẻ đâu thở ơ với quá khứ họ cần phải được biết về gốc rễ quá khứ để gắn bó hơn với quê hương với những người xung quanh với hiện tại một kết chuyện khá nhân văn <laughs> các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Ông Hai Khá của tác giả Nguyễn Duy Liễm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. mua được căn nhà khu dân cư tự phát cùng dãy với nhà nó phía cuối con hẻm cụt tới đây sẽ thành mặt tiền hướng ra con lộ tương lai là nhà ông hai khá người già hay để ý tôi thấy nhà ông lúc nào cũng mở cửa khác hẳn với những ngôi nhà còn lại trong dãy cứ đóng im ỉm cả ngày chẳng mấy khi giáp mặt chủ nhân hai khá Tên ông nghe thấy ngợi cảm Nó nhắc đến sự phong lưu phát đạt Nhưng nhìn vào con người và gia cảnh ông thấy úi xùi. Một ông già nhỏ thó cóm róm Chẳng thấy ông mấy khi mặc quần dài Nên đôi chân để lỏng khỏng chơ ra giữa hai ống quần xà lọ Nửa phần cơ thể phía trên khoác chiếc áo sơ mi không đủ cúc Màu ngà ngà đùng đục khó đoán chính xác màu khởi nguyên là trắng hay là ghi đấy là nói những lúc có việc phải đi ra khỏi nhà còn thường thì ông ở trần tôi đang sống nơi đồng bằng bắc bộ quen quấn túm giữa cộng đồng làng xã họ tộc sự giao lưu là nhu cầu tựa cơm ăn nước uống vào đây chơi với con với cháu sau mỗi sáng ngày con đi làm, cháu đi nhà trẻ, tôi như bó chân bó tay, bó luôn cả miệng suốt 10 tiếng đồng hồ trong nhà ngột ngạt. Tôi phải kiếm cớ sang làm quen với ông hai khá cho có bạn. Thế ông lom khom sách từng số đất từ bờ kênh về tôn hiên nhà. Vì nền nhà ông thấp hơn mặt hẻm, nên mỗi khi có mưa, nước chảy, lênh láng khắp cả. Tôi lên tiếng. Anh hai, không bảo con cháu làm cho, lọ mọ làm chi cho cực. Thực tình, tôi không chỉ nói lấy lòng và cốt để làm quen, mà nhìn thấy ông già 87 tuổi sách từng xô đất bước đi choạnh choạng chân nam đá chân chiêu, thấy tội quá. Bỏ xô đất xuống nghỉ ông hổn hển Chú ơi, mình còn làm được, cần chúng nó làm gì? Mà nếu gai mắt thì chúng nó làm từ khuya rồi. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt hấp háy sụp mi. Hai tròng mắt nhờ nhờ đùng đục thu nhỏ lại chỉ còn cỡ hai hạt đậu ván. Âm thanh thều thào từ cái miệng hết răng, đôi môi mím lại bó vào thành lời. Nhìn ông chán, tôi quay ra nhìn căn nhà của ông. Giả như gia đình ông sống cách nay bốn năm thập niên thì chẳng nói làm gì, ở giữa thời bê tông hóa, Sài Gòn lại đang vươn lên thành một con rồng, thì căn nhà ông cứ chơ chơ không chịu tiến hóa. Tường được xây mỏng dính mái lợp tôn không trần chống nóng, cứ thả sức cho mặt trời hun đốt. Nhà chia làm hai gian, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài cua con dâu út ông hai đang lạch cạch bên chiếc máy khâu, xung quanh vứt ngổn ngang những sấp vải cắt may dây chuyền công nghiệp đứa cháu nội, bé gái chừng 8-9 tuổi, gương mặt thanh tú đang nửa quỳ nửa đứng bên chiếc giá vẽ tự tạo. Những nét cọ thô sơ đã có hồn sống động đến đáo đề. Có lẽ đây là tài sản lớn nhất mà ông hai có được trong phần đời còn lại của mình. Lần đầu gặp ông chỉ thế, một người làm một người đứng nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất cũng ngại. Tôi về, lần hỏi đem thắc mắc ra hỏi con rể. Con trai ông hai khá làm gì mà thấy vắng nhà luôn vậy? Con chẳng biết. Chàng rể trả lời. Con về đây ở ba bốn năm rồi mà có mấy khi gặp mặt anh ta. Nghe nói đi theo bổ nhí ở Biên Hòa hay là Bình Dương gì đó. Lại thế nữa. No ăn mới ấm cật. Đằng này ốc chẳng mang nổi ốc. Nghĩ vậy tôi lẩm bẩm À, cũng là cái sự lạ. Đi với bồ thì bỏ bê vợ con đã đành một nhẽ. Đây, bỏ cả cha già đang như chuối chín muồi đấy mà đi được là cái hạng người gì. Nghĩ được vậy đã không nên nỗi. Mớ tiền đền bù nhà đất của ông ấy đã không về moi tới đồng cuối cùng. Sáng hôm sau, khi con đã đi làm, cháu đã đến trường, tôi mang chiếc chổi cọng dừa ra quét hẻm. Vừa khua cây chổi được mấy quệt thì ông hai khá gọi vào uống nước. Tột quá, tôi cần được giải tỏa. Thật là đúng lúc. Tôi buông cây chổi xuống vệ đường rồi thùng thẳng bước vào với ông. Khoảng hiên mà mấy hôm ông cặm cụi sách từng số đất tôn tạo còn lỗ chỗ nhấp nhô nó được trở lại một nửa lấy lối vào nhà, còn nửa phía trong ông kê chiếc giường một. Phần tiếp giáp với đầu giường ông đặt một trang thờ không bài vị. Trang thờ cũng tạm bỡ, chỉ là chiếc bàn nhựa xuân hòa. Sau bát nhang là tấm ảnh đen trắng in hình một người đàn bà rất đẹp. Những nét đẹp, đẹp còn lưu lại với thời gian. Chiếc cổ cao vạch đủ ba vết ngấn đôi mắt lá răm sóng sánh nét cười khuôn mặt trái xoan toát lên một vẻ kiêu xa và cả sang trọng nữa ông hai khá đang ngồi bên trang thờ trước mặt đặt hai ly cà phê đen bao thuốc lá và hộp quẹt hai điếu thuốc đã châm lửa một đang lập lòe trên môi ông một đặt bên ly cà phê khói thuốc hơi nóng cà phê tỏa lên nghi ngút tôi ngỡ Chiếc ghế bỏ không và ly cà phê đã đặt sẵn là ông dành với nhã ý mời mình, nên sắp đến định ngồi. Nhưng ông ngăn lại, rồi vào nhà lấy thêm ghế. Tôi hơi ngạc nhiên, chiếc ghế ông mới lấy ra và chiếc ghế để kia cũng giống nhau. Có gãy mẻ gì đâu, hay là lại sắp có khách nào nữa? Nhưng nhập ra tùy tục, tôi làm theo sự sắp đặt của ông. Rồi ông hỏi tôi uống cà phê không? đây là câu hỏi chân tình không hề khách sáo của người nam bộ biết vậy tôi thưa tôi uống ở nhà rồi và vẫn bị chi phối về những gì vừa quan sát được và lối xử sự hơi khác lạ của ông tôi lại nhìn khắp nhà mong có thể tìm được câu trả lời đâu đây có lẽ sự tò mò ngạc nhiên của tôi thể hiện qua nét mặt thái quá để ông cũng nhận ra Ông chỉ vào tấm ảnh kể, đấy là vợ ông đã mất cách đây 10 năm. Về già, ông không chụp cho bà được tấm ảnh nào. Phải lấy căn cước cũ ra nhờ tiệm ảnh phóng cho một tấm lấy ảnh thờ để ngày ngày ngắm cho đỡ nhớ. Xong chỉ vào điếu thuốc ly cà phê, chiếc ghế nhựa, ông nghẹn nghẹn nói với tôi. Mà không, ông đang nói với chính người vợ của mình tất cả mọi thứ ông sắp đặt cho bà như 10 năm trước mỗi sáng thức dậy. Ông bên này, bà bên kia ngồi nói chuyện với nhau. 10 năm, chứ 20 năm nữa, ông sẽ vẫn duy trì cái lệ này. Nghe chuyện ông, người tôi sân sân đầu óc như chững lại. Tôi ngước nhìn ông, khuôn mặt tàn héo đã xuống cấp tới hết mức, vẫn thản nhiên không thấy biểu lộ một trạng thái nào của tình cảm. Có lẽ đây chính là phần nổi, còn phần chìm ông nuốt ngược cả vào trong. Rất tò mò, nhưng tôi không dám hỏi lúc này, chỉ sẽ sang đề nghị. Anh, anh cho em thắp nén nhang cho chị hai. Được ông đồng ý, tôi đốt ba nén nhang thắp lên với tấm lòng trân trọng. Khói nhang lan tỏa nhân ảnh mơ hồ. Những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt người quá cố như rung rinh sao động. Tôi nghĩ chắc bà chưa thể siêu thoát. Tôi thành thân thiết với ông hai khá. Thân vì quý trọng và thân để giải tỏa cô đơn. Trong bề ngoài ông cục mịch vậy, nhưng tiếp xúc nhiều thấy ông cũng không đến nỗi nào. Nói đến lĩnh vực nào, ông cũng tham gia được. Tuy không sâu nhưng cũng đủ để tôi với ông ngồi với nhau cả buổi. Thì ra ông không chỉ duy nhất có một đám đất dựng căn nhà đang ở mà cả khu phố này xưa là đất của vợ chồng ông. Hơn 50 công đất trước ngày 30 tháng 4 năm 75 vẫn là sở hữu của hai người. Sau năm 75, bên phía cách mạng ở bưng ở rừng kéo về thành phố đông nghìn nghịt nhiều người phải túa ra ngoại thành kiếm đất dựng nhà. Lúc ấy ông nghe người ta thì thào với nhau, đất nước thống nhất rồi thì miền Nam cũng góp ruộng góp của và làm chung ăn chung như ngoài miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Vậy thì giữ nhiều đất để mà làm gì? Ông còn nghe có người dọa nhiều đất là địa chủ rồi bị đem ra đấu tố như ở ngoài Bắc đã làm năm năm mươi sáu ôi thế thì có mà vạ vào thân đến thế thì đành phải phát vãng đi lấy phước là hơn mỗi lần gặp ông nhắc chuyện con cái là lập tức khuôn mặt ông rúm gió tối sầm lại như có đám mây u ám lướt qua rồi lẩm bẩm ra các con ông biết nghĩ như con gái con rể tôi thì ông đã chẳng giàu thối ruột thế này bị vài lần thế câu chuyện loãng đi. Thế buồn từ lòng ông lại lây sang tôi chẳng vui thú gì. Mà ở đây không nói chuyện con cái thì nói chuyện đất đai. Rẽ sang hướng khác cho câu chuyện đỡ nặng nề. Tôi hỏi, thế ông bà có đất riêng không? Ông trả lời tắp lự là có. Nhà lá thôi nhưng có vườn cây có ao cá rộng tới hơn công đất. Quanh năm mùa nào thức nấy rồi ông đứng dậy sốt sắng kéo tay tôi đi. Tôi theo ông hai khá ra cuối hẻm, vạch bờ dầu ô rô đi ra bờ kênh. Hai bên bờ kênh đã được giải tỏa trắng băng cho dự án cải tạo dòng kênh lương, bắt nó trở lại xanh trong những nguyên bản, cũng như kênh nhiêu lộc, kênh tàu hủ mà thành phố đã làm. Để rồi hai bên bờ kênh được mở ra hai con đường mới song song chạy thông suốt lên quốc lộ 1, giảm tải cho những con đường phan văn và nguyên quá đang phải oằn mình gánh chịu lượng người xe như đêm sau mỗi buổi tan tầm vậy ra ông hai khá đâu đã nghèo tới mức kiệt quệ như tôi ngỡ ông đóng cửa nhà mình về đây ở với con với cháu cho đỡ côi cút mà nghĩ vậy là phải ông như đốm lửa sắp tàn biết tắt đi bất chợt lúc nào. Đang đi, ông hài khá ngoắc tay kéo tôi lại đột ngột chỉ vào ngôi nhà của mình. Nhà của ông là một cái tròm tùm hum cất bằng thứ vật liệu nhặt nhạnh từ những căn nhà bị giải tỏa dỡ bỏ. Nó dựng trên thảo đất hình lưỡi kéo, bề sâu đầu này chừng một mét, đầu kia chừng hai mét nằm ôm xuôi theo con đường tương lai dài tới 45 mét. Vậy mà tôi đã bừng vội cho ông. Ông đã dồn sức già vào đám đất mà dự án trừ lại và ngày ngày ra nhặt những mảnh vụn bê tông về quây quanh thẻo đất để phòng người ta lấn sang cái phần còn lại còm cõi của mình. Thẻo đất đâu chỉ có căn nhà mà còn chứa thêm ngôi mộ, Ngôi mộ đất vun cao tới ngang người, trên chốc đặt chiếc lưu hương bằng sứ. Đấy là ngôi mộ của bà vợ ông. Con đường vừa được giải tỏa xong thì bà mất. Ông đem hỏa thiêu rồi mang cho cốt về đây quàn tạm. Đây là thứ duy nhất của quá khứ còn vương lại với cuộc đời ông cho đến giờ. Chính bố mẹ ông, ngay cả ngày tháng họ mất Ông cũng chẳng biết để làm đám rỗ. Ông chỉ nhớ sơ sơ, họ gửi ông lại nhờ người bà con nuôi khi ông hơn 10 tuổi rồi đưa nhau qua Nam Vang làm thuê quốc mướn kiếm tiền. Mãi đến sau này nghe có người nói lại, mẹ ông đang chăm cá lồng cho chủ thì bị cá sấu tấn công. Cha ông thấy vậy cầm dao nhảy xuống sông giành lại, nhưng cá sấu đi đôi, ông đánh không lại chúng mà chết theo xác cha mẹ ông thế là làm mồi cho cá rồi tan hòa vào nước mê công sơ sơ chuyện gia đình nhà ông là vậy sau này có được món tiền đền bù từ nhà đất thì con lại phá tanh bành hết giờ với ông chỉ còn nhắm vào thẻo đất này mong thu vén được đồng nào là mua ngay một vuông đất trong nghĩa trang thành phố để lập hai ngôi mộ một ngôi mộ gió cho cha mẹ một cho vợ chồng ông ông ước lời ước bi phận ấy mãi sau này ra bắc tôi vẫn nhớ như in tôi chết đem ra bình hưng hòa thiêu xác lấy cho về bỏ trung bình với bà ấy thế là coi như xong chuyện đời phó mặc tôi bất lực rồi chú tư ơi chuyện về lũ con ông tôi cũng đã nghe. Trước ngày giải phóng, ông quản chúng như là quản tù. Lúc phải gửi chỗ này, khi phải giấu chỗ kia, mấy thằng con trai thằng nào cũng lực lưỡng. Ông sợ chúng bị bắt lính đem làm mồi cho bom đạn. Hòa bình về, ông ngỡ là thoát nạn, thả chúng ra cho chúng được hòa nhập với cuộc đời. Ai ngờ, Chúng lại xa đà mắc vào xì ke ma túy. Thằng anh quyến theo thằng em. Nhà đất ông chia cho chúng bán đi lấy tiền trích hút. Rồi thành bụi đời đường phố. Giờ chỉ còn căn nhà của thằng út. Nhằm ngày dỗ mẹ, chúng kéo nhau về mượn hơi rượu 5 lít của ông mà gào. Tiền ông gửi ngân hàng cho mốc ra. Con cháu nheo nhóc mà ông cứ bo bo ông chết, ai để ông thúi ra mà sợ. Nhìn vào mắt lũ con ông biết, chúng không chỉ dọa chơi. Thôi thì, giữ lấy cái gì đáng giữ, chứ chẳng lẽ vì đồng tiền mà cha con giết nhau. Ông sang ngân hàng rút ngay mớ tiền đền bù đất đai về phát hết cho chúng. Giờ, ông muốn dành cái lõm loi còn lại để trả nghĩa cho bà, trả nghĩa tình yêu và ghi ơn cha mẹ có lẽ thế cũng là việc đáng làm giờ nơi hẹn của hai chúng tôi là ngôi nhà tạm bợ này của ông ông thích ra đây ở gần với người vợ thân yêu của mình ở trong mảnh đất của mình tất nhiên ở ngoài này cảm xúc của ông cũng bất ổn hơn nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ nhăn nheo như quả nho khô bất động khắc khổ tội nghiệp ông như con người đã thuộc về thế giới khác tôi nghĩ động viên ông cũng là thừa và an ủi cũng không cần thiết vì tất cả với ông nó vo tròn vón cục lận xuống tận sâu tận tâm can chìm trong hoang hoài cả rồi sự gợi lại chỉ như ào qua cơn rung chấn bất chợt có lẽ nên phá tan nỗi u uất bằng cách là lái ông về câu chuyện vui đó là chuyện tình yêu được khởi xuất ra sao giữa ông với người vợ đẹp hương trời sắc nước. Tôi bỗ bã hỏi ông về chuyện tình của ông với người vợ đẹp nhường kia. So với ông thì có gì đó cọc cạch không cân xứng. Tưởng là ông giận, nhưng không, mắt ông sáng lại, cái miệng không răng móm mém cười. Chính vợ ông mới là người tán ông, bà đã siêu lòng trước đây chẳng là sự lạ nữa ư tôi bị cuốn hút ngay vào câu chuyện của ông chuyện tình của ông già hơn mình một thế hệ tôi cảm đoán đây là một chuyện tình hy hữu và chắc là rất ly kỳ nên lại càng tò mò còn ông có lẽ đã bị trôi khơi lại để được sống với thời mà cuộc đời đã ban phát cho mình ký ức bừng thức dậy hóa ra bà là con chủ điền. Ngày ấy, ông chỉ là một chàng tá điền nên chẳng dám mơ ước tham vọng gì. Đũa mốc đâu lại dám tròi mâm son. Bởi đời chàng lang bạt kỳ hồ bao năm, giờ chẳng nhớ rõ quê hương gốc gác mình từ đâu nữa. Rồi chàng được ông bà chủ điền thu nạp. Tuổi 18 đôi mươi của chàng trai trẻ bẻ gãy rừng trâu làm việc quên mệt từ sáng đến tối làm bằng hai bằng ba người khác từ cày cấy xạ lúa việc gì cũng làm cũng ngon nghè cả nên được ông bà chủ cưng chiều chàng cũng chẳng lấy sự chiều đó làm vui vì biết họ chiều chàng để lấy việc mỗi bữa trưa ông bà chủ sai cô gái út mang cho chàng một bữa ăn ra tận đầu bờ chàng cứ vô tư ngồi ăn rồi thi thoảng lại vờ ngẩn lên để chiêm ngưỡng dung nhan của con gái chủ điền da trắng bông đôi chòng mắt thì đen huyền sóng sánh như đong đầy nước ôi còn cái miệng lúc nào cũng chúm chím như là nụ hoa tươi thằng con trai vừa đến độ đang khao khát tình khao khát lứa đôi bị thiêu đốt nhưng đâu dám nhìn công khai cô chủ chỉ giả đò như vô tình đưa mắt liếc qua vụng trộm nhìn lơ, rồi đên về tư tưởng. Nào ngờ, cô chủ đã nắm được tình ý của chàng. Đánh mắt liếc xéo một cái rõ ngọt, rồi biểu thích thì sao không dám nhìn thẳng, mà lại cứ phải nhìn lén như là kẻ trộm ấy. Chàng nín thinh, giả đò nhìn xuống chén cơm, còn mặt mũi thì đỏ lững lên vì ngượng rồi chàng không ngờ nàng nhấn thêm thế anh thích tôi thiệt hả thích thì thích nhưng làm sao được chàng với nàng lúc ấy mỗi người một đẳng cấp một thứ hạng chàng nhìn nàng mê đắm rồi ao ước từ bản năng mà mỗi gã đàn ông đến độ tuổi đều có chỉ thế thôi chứ cũng chẳng dám đi xa hơn bị bắt thóp sau một hồi lúng túng, chàng cũng ngẩng được mặt lên nhìn rồi chẳng biết lấy can đảm dũng khí từ đâu trả lời. Tại cô út đẹp vậy, thằng con trai nào mà chẳng thích chứ. Từ ấy, cô chủ luôn nhìn chàng với cái nhìn lạ lẫm. Từng Hàn đời nay, khi mà trai gái yêu thương nhau, cái biểu hiện đầu tiên để họ thông báo cho nhau là qua ánh mắt cho đến tận lúc này tuy đã khuất mặt cách lòng ông vẫn không sao quên nổi ánh mắt của bà khi xưa dành cho mình mà tất cả chuyện yêu đương ban đầu chỉ dừng ở đó ông đời nào dám công khai chuyện tình cảm của mình mỗi lần được gần bà người ông lại run lên cầm cập tâm trí thì bần thần lơ lửng tận ở đầu đầu đâu cái kim trong bọc có giấu được mãi đâu ông bà chủ đã biết chuyện không thể được con gái họ là lá ngọc cảnh vàng đã được tính toán gả cho một vị quan chức cỡ bự trong sài gòn làm vợ bé để phá kế hoạch của bố mẹ cô chủ đã chủ động cho chàng tá điền được đi đến tận cùng coi như sự đã rồi cực chẳng đã phần vì thương con. Ông bà chủ điền cũng chấp nhận. Ém nhẹm chuyện này như quẳng hết đồ đạc của đứa con gái lăng loàn ra sân coi như phóng thích. Đã chuẩn bị tính thần với nhau từ trước. Chàng phát hoang mảnh đất này dựng cái tròi đón nàng về chung sống. Ông bà chủ căm tức, nhưng vì con gái họ buộc phải chấp nhận để chàng tiếp tục làm tá điền trong thân phận dễ hờ thực ra thì họ cũng đâu quá tệ lũ trẻ sinh ra những lúc khó khăn là bà nhà tôi lại lén cửa sau về ăn vạ mẹ chẳng biết có phải làm lén chồng hay không nhưng mẹ vợ tôi vẫn thường xuyên chu cấp cho lũ trẻ ông hai khán nói về bố mẹ vợ bằng giọng tình cảm không vươn chút oán hận ông còn bùi ngùi kể rằng sau khi sài gòn được hoàn toàn giải phóng cả bố mẹ anh chị đằng vợ ông gói ghém tài sản xuống tàu chạy ra biển cuộc ra đi đã hơn bốn mươi năm ông vẫn không hiểu họ còn mang kỳ thị với quá khứ không muốn quay về hay là con tàu chở họ ra đi đã gặp rủi ro ngoài biển cả chỉ còn có bà ở lại với ông ngày ngày từ lúc sống cho đến khi nằm xuống tôi quay lại Sài Gòn sau một tháng lặn lội giữa bưng biển Đồng Tháp để kiếm tìm hài cốt bạn bè. Vừa bước chân về tới con hẻm cụt, sự thay đổi đã làm tôi khựng lại. Căn nhà của cha con ông Hai Khá đã được đập ra xây lại. Vùi vữa vật liệu ngổn ngang cùng giàn giáo. Ồ, thế này thì mừng cho ông Hai quá hẳn là thằng con út đã tu tỉnh quay về trí thú với vợ con, lại còn dành được tiền xây lại căn nhà. Tôi đem ý nghĩ vui mừng đó về nói chuyện với con thì chàng dễ lắc đầu kể. Tôi đi được vài bữa thì thằng con ông hai về, chìa lá đơn ly dị đã viết sẵn ra ép vợ ký. Xong việc thứ nhất, hắn quay sang sẵn giọng cưỡng ông hai ông có nhà thì dọn về ngoài ấy mà ở cái nhà này gán nợ cho người ta rồi nghe thế tôi bùi ngùi lấy xe định đạp ra căn chòi của ông hai khá xem sự thể ra sao thì con tôi vội vàng ngăn lại bố bố đi đâu bố định ra đi ra chỗ căn chòi của ông hai chứ gì ở ngoài ấy còn có cái gì đâu mà ra Cách nay một tuần Bỗng dưng ông đem bình cho của vợ Giải xuống sông Sài Gòn Sau đó về uống rượu say Lên giường nằm ngủ rồi không dậy nữa Xe đặc dụng của trường đại học y về rước ông đi Lúc ấy mọi người mới biết Ông đã tình nguyện hiến xác còn thẻo đất ông hai giao giấy tờ và ủy quyền cho cô con sâu út với mấy lời dặn lại khi nào làm đường xong thì bán đi lấy tiền cho con mày và học trường hội họa để nó thành tài khoai dại thì ươm lấy bồng nó là giọt máu của bà ấy nhỏ lại đấy